Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 125. Thành phố Hoa. Một nơi tinh xảo gác lửng bên trong, Long Thần lúc này đang ôm một cô gái, người phụ nữ kia đang ôn nhu cho rồng thần đút linh quả, vô cùng hưởng thụ. Nhưng dù vậy, Long Thần gương mặt bên trên lại là nồng nặc phiền não vẻ. Hắn chợt đứng lên, hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, lại là trực tiếp đem vậy bầy đầy linh quả bàn đá, trực tiếp đánh thành nghiền. Phát tiết bực bội trong lòng, khó chịu. Làm sao có thể không bực bội? Hắn, đường đường ba nhóm thế lực Long Nguyên Tông thiếu tông chủ, nhưng mà ở trên sân đấu võ vậy vô số con mắt nhìn soi mói, cho một tên phong môn tồn tại, quỳ xuống à. Mặt mũi của hắn, là hoàn toàn vứt sạch. Nhưng mà, lại có thể làm sao đâu? Diệp Thần, hiện tại nhưng mà một nhóm thế lực đệ tử à. Vẫn bị Đồ Lan Tâm nơi coi trọng một nhóm thế lực đệ tử, là đệ tử bình thường không cách nào so sánh. Mình, chỉ có thể nhịn thôi. Ngay tại lúc này, Long Thần thần sắc động một cái, lấy ra đưa tin Ngọc Phù. Lôi Hữu Vi. Long Thần nhìn Ngọc Phù lên biểu hiện linh chiếu rọi, khẽ nhíu mày. Cái này Lôi Hữu Vi, năm đó giúp qua hắn một lần bận bịu, hắn từng hứa hẹn qua đối phương, có thể vì hắn ra tay một lần. Tuyển chọn thi đấu kết thúc sau này, cái này Lôi Hữu Vi, đột nhiên mời hắn tới thành phố Hoa, Long Thần đang chọn rút ra thi đấu lên chịu nhục, chính là tâm tình phiền não thời điểm, vừa vặn tới thành phố Hoa tán giải sầu, liền đáp ứng. Có thể lão này, lúc này, làm sao liên lạc mình? Là ta, thế nào? Long Thần tiếp Ngọc Phù, một lát sau, liền đem Ngọc Phù thu hồi, trong mắt bên trong, lóe lên chán ghét cùng khinh thường, lạnh lùng nói, cái gì phế vật? Đối phó một cái như này rác dưới thế lực, cũng phải bổn công tử ra tay. Cũng được, vừa vặn, bổn công tử cũng muốn sát sát người, phát tiết một chút, cũng coi là phế vật này, ra tay một lần. Dứt lời, Long Thần thân hình động một cái, liền từ gác lửng bên trong biến mất. Lúc này, trong Thần Huyền Tông, Thẩm Dũng các người, nhìn Lôi Hữu Vi mặt đầy cười lạnh để tay xuống ở giữa Ngọc Phù, trên mặt đều là toát ra vô cùng là chấn hám, hoảng sợ thần sắc. Vậy, nhưng là chân chính ba nhóm thế lực à? Hơn nữa còn là cực kỳ gần trước tồn tại. Thông thường thần quốc võ giả, căn bản không có bất kỳ cơ hội tiếp xúc tới một các loại, thậm chí hai nhóm thế lực người, ba nhóm thế lực, chính là bọn họ trong ấn tượng, nhất là kinh khủng nhất tồn tại à? Mỗi một cái, cũng là có thể trấn áp một vực tồn tại. Hơn nữa, Lôi Hữu Vi gọi tới người, còn không phải là cái gì ba nhóm thế lực bên trong đệ tử bình thường, mà là ba nhóm thế lực thiếu tông chủ. Chỉ là suy nghĩ một chút, sẽ để cho người run rẩy. Nghe Lôi Hữu Vi nói, cái này phong môn cảnh thanh niên, đến từ thông thường ba nhóm thế lực. Vậy, hắn là chết chắc à? Quái, cũng chỉ có thể trách hắn thật ngông cuồng, cũng quá xui xẻo. Ai có thể nghĩ tới, gia chủ Lôi gia, có thể cùng ba nhóm thế lực thiếu tông chủ, liên hệ quan hệ. Thật là không tưởng tượng nổi. Có thể, sự thật, chính là như vậy. Thẩm Dũng có chút tiếc nuối, hy vọng của hắn là Lôi gia cùng Diệp Thần thế lực sau lưng nổi lên va chạm, mà không phải là, Diệp Thần bị Long Nguyên Tông thiếu tông chủ nghiền ép mà chết, bất quá, cái này, ngược lại cũng coi là biết hắn mối hận trong lòng. Lôi Hữu Vi hiểu lầm Diệp Thần trên mặt hiện ra vẻ cổ quái, lấy là thằng nhóc này rốt cuộc sợ, ngoài miệng vậy khinh thường nụ cười, không khỏi hơn nữa đậm đà, hơn nữa khẳng định. Diệp Thần đến từ phổ thông ba nhóm thế lực. Lôi Hữu Vi cười lạnh nói, thằng nhóc, làm sao không điên? Biết sợ, ngươi yên tâm, ta mới vừa nói qua, chỉ cần ngươi quỳ xuống nói xin lỗi, lão phu, liền tha thứ ngươi, biết không? Cái gọi là nhổ cỏ tận gốc, là để cho Diệp Thần biết, mình là hắn không chọc nổi tồn tại, trực tiếp cầm Diệp Thần áp đảo. Để cho hắn lại cũng không có xúc phạm dũng khí của mình. Nếu như trực tiếp giết Diệp Thần, ngược lại không tốt, dẫu sao, Diệp Thần sau lưng nhưng mà một cái thế lực cường đại, không phải sao. Cho dù có rồng thần bảo trước hắn, Lôi Hữu Vi vậy không dám khẳng định, làm như vậy, hắn Lôi ra sẽ như thế nào. Hắn nhìn Diệp Thần hình dáng, càng đắc ý, hắn Lôi Hữu Vi ngang dọc vạn năm, há sẽ không có một chút cổ tay. Thật đúng là lấy là, dựa vào thế lực sau lưng, có thể cầm ta áp đảo. Thẩm Dũng mấy người, cũng hướng Diệp Thần nhìn, không biết, hắn sẽ làm gì, liền liền Lâm Nhã Cầm cũng là xinh đẹp tuyệt trần hơi nhăn.
Mà lúc này Diệp Thần, nhưng là mặt lộ nụ cười nhàn nhạt, hướng về phía Lôi Hữu Vi hỏi ngược lại nói, ngươi cứ như vậy xác định, cái này Long Thần, giúp được ngươi. Lôi Hữu Vi nghe vậy, tựa như nghe được trên đời chuyện cười lớn nhất vậy, vui vẻ cười to đứng lên nói, ý ngươi, là Long công tử thân phận, không bằng ngươi. Tiểu tử, đến lúc này, ngươi còn muốn gắn, ngươi là thật, không sợ chết. Vậy, ngươi ngược lại là nói một chút à, ngươi nói một chút, ngươi đến từ cái gì thế lực? Chỉ cần ngươi nói được, lão phu đừng nói không ngăn cản nữa ngươi cứu tiện nhân kia, hiện tại, liền cho ngươi và nàng quỳ xuống, nói xin lỗi, như thế nào? Diệp Thần ánh mắt rừng rưng nhìn Lôi Hữu Vi, mở miệng nói ta là Thần Cực Tông môn hạ. Yên tĩnh. Diệp Thần lời vừa nói ra, Thần Huyền Tông trên quảng trường, tựa hồ, liền gió cũng cấm chỉ. Bất quá, yên tĩnh này, chỉ kéo dài không tới một cái hô hấp. Một khắc sau, trong Thần Huyền Tông, liền bạo phát ra một hồi cười to. Kinh thiên động địa cười to. Một đám sấm người nhà cười to. Cười được nhất vang lên, chính là Lôi Hữu Vi, hắn cơ hồ cười được eo đều phải cong tới đất đi lên. Thằng nhóc này, muốn gắn, vậy gắn được xem một chút à. Nếu như Diệp Thần nói mình là hạng ba tông môn, thậm chí hai các loại, Lôi Hữu Vi, cũng sẽ hơi suy tính một chút, có thể một nhóm thế lực đệ tử. Ha ha! Khi bọn hắn là ngu si sao? Như thế tùy ý, liền có thể lừa bịp được không? Xem ra, thằng nhóc này khùng như vậy, không phải là không có đạo lý, là đầu óc có vấn đề. Thẩm Dũng các người, cũng là khẽ lắc đầu, Diệp Thần gắn được quá mức, làm như vậy, mất mặt chỉ có chính hắn. Liền liền bọn họ, như vậy thế lực tồn tại, đều biết, một nhóm thế lực là như thế nào tồn tại, huống chi Lôi Hữu Vi. Diệp Thần như thế gắn, bất quá là tự rước lấy thôi. Chính là con heo, cũng nhìn ra được, Diệp Thần đang hư trương thanh thế. Liền liền Lâm Nhã Cầm, cũng là hơi rời đi ánh mắt, mắt đẹp bên trong, là ảm đạm cùng thất vọng. Nàng không phải là không muốn tin tưởng Diệp Thần, chỉ bất quá, Diệp Thần rõ ràng nói một kiện chuyện không thể nào, dẫu sao, nàng so người khác, càng rõ Diệp Thần lai lịch, biết Diệp Thần ở trước đây không lâu, còn không qua là linh võ đại lục một người võ giả thôi, có thể tới thần quốc cũng đã là kỳ tích, đi đâu gia nhập một cùng tông môn. Mà nàng, ghét nhất những cái kia miệng đầy huênh hoang, phô trương thanh thế người đàn ông. Nàng thậm chí, đều có chút hoài nghi, chẳng lẽ mình nhìn lầm. Diệp Thần, cũng không phải là nàng tưởng tượng như vậy người đàn ông. Chỉ bất quá, là một cái đặc biệt có thể chứa đổ vô sỉ. Lôi Hữu Vi rốt cuộc ngưng cười, hướng về phía Diệp Thần cười nói, thằng nhóc, ngươi không gặp qua một cùng cao cấp tông môn, liền đừng cầm một cùng tông môn tới gắn, được không? Ngươi lấy là mình có chút thiên phú, thực lực vô cùng vượt qua cảnh giới, làm sao gắn, liền đều có người tin. Ngươi có biết hay không, một cùng tông môn đệ tử nhập môn điều kiện. Liền liền đệ tử tạp dịch, đều là thái hư cảnh tồn tại à. Ngươi, một cái phong môn phế vật, còn một cùng tông môn đệ tử, ngươi là buồn cười chết ta sao? Mọi người âm thầm gật đầu, phải nói Diệp Thần nói mình là Thần Cực Tông đệ tử, có cái gì chí mạng chỗ sơ hở nói. Vậy, chính là hắn tu vi. Diệp Thần quả thật rất tươi đẹp. Phong môn cảnh, liền có thể so với hắn thái hư cảnh thực lực, đơn giản là sợ hãi vạn cổ. Nghịch thiên cực kỳ. Nói thật, Diệp Thần bị một nhóm thế lực nhìn chúng, vậy là dễ hiểu, nhưng là, thần quốc một nhóm thế lực, có một nhóm thế lực quy củ, cho dù là xem Diệp Thần cái này loại vô cùng tươi đẹp yêu nghiệt, vậy, cũng là sẽ để cho hắn tiến vào thuộc hạ thế lực. Đến khi hắn tu vi đạt tới nhập môn tiêu chuẩn thấp nhất lúc đó, mới sẽ thu làm môn hạ. Nếu không, rất dễ dàng đưa tới những đệ tử khác không phục. Diệp Thần nghe vậy, ánh mắt hơi chớp mắt, trầm mặc. Vẫn còn có loại chuyện này. Hắn không khỏi được, thầm kinh hãi đứng lên. Không phải kinh hãi, một nhóm thế lực ngưỡng cửa nhập môn cao, mà là kinh hãi, Đồ Lan Tâm ở Thần Cực Tông địa vị thân phận. Đồ Lan Tâm. Đem mình thu vào Thần Cực Tông môn hạ, lại, phá vỡ một nhóm thế lực quy củ à. Đây cũng không phải là, người bất kỳ cũng có thể làm được. Sợ rằng, cho dù là Thần Cực Tông trưởng lão, cũng không thể tùy ý như thế chứ. Như vậy, Đồ Lan Tâm ở bên trong tông địa vị, lại có thể so với tông chủ. Suy nghĩ một chút, Diệp Thần cũng không nhịn được, nuốt từng ngụm nước bọt.
mà Lôi Hữu Vi các người, chỉ đem Diệp Thần yên lặng cùng phản ứng, làm là bị vạch trần chân tướng sau thất thố thôi. Liền liền Lâm Nhã Cầm thấy được Diệp Thần dáng vẻ, đều là phát ra một tiếng thở dài nhẹ nhẹ, hoàn toàn nghiêng đầu, không nhìn hắn nữa. Ngay tại lúc này, Thần Huyền Tông bầu trời, chợt truyền tới một hồi chí cường hơi thở, một đạo thân ảnh chớp mắt, liền xuất hiện ở giữa không trung bên trong. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một người mặc thêu long văn cẩm bào, mặt mũi anh tuấn, đôi mắt bên trong, tràn đầy uy thế chàng thanh niên, vô căn cứ đứng. Người này xuất hiện ngay tức thì, liền liền chạm ách cảnh Lôi Hữu Vi, đều là cảm thấy bên trong tim một hồi kiềm chế, có thể gặp thực lực khủng bố. Mà Thẩm Dũng các người, thấy hắn, thậm chí, cũng sinh ra muốn trực tiếp quỳ xuống đất sùng bái xung động. Giống như là thấy được thần vậy. Người này, chính là Long Thần. Lôi Hữu Vi thấy rồng thần, mặt hiện vẻ mừng rỡ như điên, thân hình chớp mắt, liền xuất hiện ở Long Thần bên người, hướng về phía Long Thần vô cùng là cung kính hành lễ nói, Long công tử, ngài tới rồi. Long Thần nhàn nhạt liếc Lôi Hữu Vi một mắt, hừ lạnh nói, Lôi Hữu Vi, người giàu gì cũng là không tệ gia tộc gia chủ, ở một cái tông môn như vậy bên trong, còn sẽ gặp cần bổn công tử ra tay giải quyết vấn đề. Ta xem, người cái này Lôi ra cũng phải cần sa sút. Mọi người hơi kinh hãi, Long Thần này, đối với Lôi Hữu Vi, hoàn toàn là xem làm thuộc hạ của mình, phụ thuộc vậy à, lại trực tiếp mở miệng giễu cợt. Càng làm cho người rung động phải, hơn 10.000 tuổi, đường đường gia chủ Lôi ra, ở Long Thần trước mặt, lại thật giống như một chân chó như nhau, cúi người gật đầu nói, là lão phu vô năng, Long công tử dạy phải. Thẩm Dũng các người đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh, Long Thần này, rốt cuộc có bao kinh khủng à. Long Thần không nhịn được vung tay lên nói, cũng được, vừa vặn bổn công tử đang phiền, muốn giết mấy người tiết tiết lửa. Vừa nói, hắn hướng Thần Huyền Tông quảng trường nhìn nói, chính là mấy cái này. Hắn ánh mắt từ Thẩm Dũng các người trên mặt từng cái quét qua, sắc mặt càng phát càng khinh miệt, khinh thường, phế vật như vậy, hắn đều có điểm lười được ra tay. Nhưng đột nhiên, Long Thần thanh âm, hơi ngừng. Thậm chí, hắn con ngươi đều điên cuồng run rẩy. Mồ hôi lạnh trên trán, thật là giống như là hạ vũ vậy tuột xuống. Hắn nhìn thấy cái gì? Cái đó đang chọn rút ra thi đấu lên ác mộng, làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này à? Chẳng lẽ, hắn xuất hiện ảo giác? Mà lúc này, Diệp Thần, nhưng là mặt lộ vẻ rửng rưng nụ cười nhìn Long Thần. Long Thần một cái kéo qua bên cạnh Lôi Hữu Vi, đưa ra một cây tay run rẩy chỉ Diệp Thần, hỏi, ngươi. Xem được gặp người kia sao? Lôi Hữu Vi nghi ngờ nhìn Long Thần nói, Long công tử, ta lần này tìm ngài tới, chính là vì đối phó cái này ba nhóm thế lực tiểu tử à? Ngài đây là thế nào? Chẳng lẽ, thằng nhóc này, lớn lên rất giống Long công tử chết đi đệ đệ? Vì sao Long công tử, thấy hắn, sẽ như vậy thất thố? Long Thần nghe được Lôi Hữu Vi mà nói, sắc mặt ngay tức thì trắng bệch, một bộ mau muốn khóc lên diễn cảm. Ba nhóm thế lực, đối phó, cái này Lôi Hữu Vi con mẹ nó tự tìm cái chết liền tự tìm chết à, tại sao còn muốn kéo lên hắn? Hắn bây giờ thật là hận không được một cái tát trực tiếp cầm Lôi Hữu Vi đập chết. Mọi người ở đây, cũng không biết Long Thần vì sao biểu hiện được cổ quái như vậy lúc đó, Diệp Thần, nhàn nhạt lên tiếng. Long công tử, nghe nói ngươi là đi đối phó ta. Ừ, còn muốn ta, quỳ xuống nói xin lỗi. Mọi người nghe vậy sững sốt một chút, làm sao nghe Diệp Thần ý kiến, hắn thật giống như, và con rồng này Nguyên Tông thiếu tông chủ, biết nhau. Một khắc sau, Long Thần trên mặt, ngay tức thì thoáng qua vô cùng là vẻ hoảng sợ, vội vàng khoát tay, Diệp. Diệp công tử, ngài hiểu lầm, tại hạ tuyệt không có ý đó. Tĩnh mịch, thời gian ngừng, vũ trụ quy về hư không vậy tĩnh mịch. Tất cả mọi người, cũng giống như là bị rút đi thần hồn vậy. Vô cùng rung động, ngây ngốc nhìn Long Thần. Long Thần, cường giả như vậy, ba nhóm thế lực thiếu tông chủ, giống như thần giống vậy tồn tại. Lại, và Diệp Thần nói xin lỗi. Vẫn là như vậy, vô cùng là sợ hãi nói xin lỗi. Liền liền gần đây lạnh như băng Lâm Nhã Cầm, mắt đẹp bên trong, vậy viết đầy vẻ khiếp sợ. Điều này sao có thể? Chẳng lẽ Diệp Thần nói, là thật? Hắn thật sự là, thần cực tông đệ tử.
Nếu không, mọi người, chân thực không nghĩ ra được, Long Thần tại sao sẽ như vậy à? Gần đây tinh minh như chuột lôi hữu vi, mắt tam giác bên trong, đã hoàn toàn mất đi trí khôn ánh sáng, suy nghĩ đều không cách nào vận chuyển. Hắn ngây ngốc nhìn Long Thần, có chút cả lăm hỏi, Long. Long công tử, ngài thế nào rồi? Hắn bất quá là một cái ba nhóm thế lực phế vật à? Lôi hữu vi, trong lòng đã có một loại vô cùng là dự cảm xấu, nhưng... hắn không muốn tin tưởng, cũng không dám tin tưởng à? Im miệng, Long Thần nghe vậy, lại là chợt quay đầu, mặt đầy tàn khốc nhìn Lôi hữu vi, cả người hơi thở hoàn toàn bùng nổ, một đôi đan mắt phượng bên trong, thậm chí đều có sát ý ở chớp động. Phốc, Lôi hữu vi ở Long Thần hơi thở chèn ép dưới, ngay tức thì miệng phun máu tươi, nặng nề ném xuống đất. Mọi người cầm, cơ hồ đều muốn rớt xuống à. Long Thần, lại vì Diệp Thần đối với người mình ra tay. Có thể tưởng tượng được, hắn là có nhiều sợ hãi Diệp Thần à. Mà lôi ra mọi người, lúc này, từng cái kinh hoàng cực kỳ nhìn mình gia chủ, hai chân, đều bắt đầu run lên. Bọn họ đến hiện tại, nơi nào còn không nhìn ra, lôi ra lần này, là đá thiết bản à. Long Thần từ không trung thân hình rơi xuống, mặt đầy vẻ lấy lòng, gạt bỏ một cái cười tươi ý đi tới Diệp Thần trước mặt, thi lễ nói, Diệp công tử, xin lỗi, cái này có mắt không tròng lão già kia, mạo phạm ngài, ta nếu như biết, hắn phải đối phó ngài mà nói, cho ta 10.000 cái lá gan, ta cũng không dám đến à. Cầu ngài tha thứ. Long Thần trong lòng, đã tất cả đều là đắng chát, mình vốn là, bởi vì tuyển chọn cuộc so tài sự việc, muốn đi ra phát tiết một chút, nhưng ai có thể nghĩ đến, lại gặp cái này nghịch thiên tiểu tử. Hắn đây là có, hơn xui xẻo à. Diệp Thần tùy ý khoát tay áo nói thôi. Long Thần trong lòng hơi buông lỏng một chút, nhìn về phía đổ xuống đất, đang miễn cưỡng muốn bỏ dậy Lôi hữu vi, mặt như hàn sương nói, Diệp công tử, thằng nhóc này đắc tội ngài, nếu không, ta thay ngài ra tay, cầm lôi ra diệt. Hắn là thật, đối với Lôi hữu vi động giết tâm. Nếu không phải cái này lão bất tử trêu chọc phải Diệp Thần, còn liên lụy đến mình, hắn hiện tại, vẫn còn ở sung sướng trước đâu. Nơi nào cần đụng vào tên sát tinh này, mà lôi ra mọi người, trực tiếp bị sợ được sụi lơ à. Lôi hữu vi lại là toàn thân run rẩy, hơi thở cũng ngay tức thì suy bại, cả người nhìn qua, tựa như già mấy chục tuổi vậy. Hắn mạnh chống thân thể, leo đến Diệp Thần bên chân, ngẩng đầu lên, trong mắt tất cả đều là vẻ khẩn cầu nhìn về phía Diệp Thần nói, Diệp công tử, là ta bị coi thường, là ta có mắt không tròng, ta van xin ngài, tha lôi ra lần này đi, từ bây giờ về sau, ta lôi hữu vi, ta lôi ra, chính là của ngài chó. Hắn biết, bây giờ muốn phải cứu lôi ra, chỉ có thể thỉnh cầu Diệp Thần nhân từ à. Diệp Thần lạnh lùng mắt nhìn xuống bên chân Lôi hữu vi, mở miệng nói, ngươi không phải nói, muốn cho ta quỳ xuống dập đầu. Lôi hữu vi sắc mặt biến đổi, lại là không để ý thương thế, cưỡng ép đứng dậy, quỳ xuống Diệp Thần trước mặt. Bịch một tiếng vang lớn, Lôi hữu vi, lại là vô cùng là dùng sức hướng về phía mặt đất, cầm đầu đập xuống. Trực tiếp đem vậy cứng rắn mặt đất, đập ra đạo đạo sâu đậm vết rách. Máu tươi, ngay tức thì từ Lôi hữu vi trên đầu, tuôn ra ngoài. Bành, bành, bành. Lôi hữu vi lại là không nói một lời, điên cuồng hướng về phía Diệp Thần dập đầu. Diệp Thần sắc mặt nhàn nhạt quét hắn một mắt, không để ý tới sẽ, trực tiếp đi lên đài cao, đi tới Lâm Nhã Cầm bên người. Lúc này, đứng ở Lâm Nhã Cầm bên cạnh hai người người làm, đã là hù được toàn thân sụi lơ, đổ ở một bên, nhìn Diệp Thần đi tới, trong miệng phát ra hoảng sợ thét chói tai, chỉ thiếu chút nữa đi tiểu đi ra. Diệp Thần nhìn lướt qua Lâm Nhã Cầm trên đầu gối thương thế, ánh mắt hơi rét, ngay tức thì đá ra hai chân, hai tiếng kêu thảm thiết, từ người làm trong miệng phát ra, bọn họ hai cái chân, lại là ngay tức thì, bị Diệp Thần đá được nghiền. Từ đây, sợ rằng chỉ có thể làm người phế nhân. Lâm Nhã Cầm nhìn trước mắt tên nam tử này tử, trong lòng xuất hiện một loại vô cùng là tình cảm phức tạp. Nàng, vốn là cái cực kỳ kiêu ngạo cô gái. Từ Thiên dẫn ven núi cùng Diệp Thần đánh một trận sau đó, liền liều mạng tu hành, rèn luyện, vì chính là cọ rửa ngày đó sỉ nhục. Có thể hiện tại, nàng lại bị một tim muốn giết chết người đàn ông này, cứu. Hơn nữa, vẫn là một tư chất nghịch thiên đến khó có thể tưởng tượng,
trong thời gian ngắn ngủi, liền thực lực chợt tăng, còn gia nhập một cùng tông môn, cơ hồ không cách nào vượt qua người đàn ông. Bất quá, lấy Lâm Nhã Cầm kiêu ngạo, cho dù Diệp Thần tư chất lại khủng bố, nàng cũng không biết nhận thua. Diệp Thần đưa tay ra, ngân châm bắn ra, đánh vào Lâm Nhã Cầm trong cơ thể, ngay tức thì, liền đem Thẩm Dũng Chồng phong ấn, phá vỡ. Đoạn thời gian này, Thương Cổ Y Thần vậy thực hiện lời hứa dạy Diệp Thần không thiếu y thuật. Đối với cái này loại phong ấn, tự nhiên không sợ. Cảm thụ trong cơ thể xông ra linh lực, cho dù là Lâm Nhã Cầm, cũng là nhàn nhạt mở miệng nói cảm ơn. Một màn này, nếu như bị Thần Huyền Tông đệ tử thấy, nhất định sẽ mở rộng tầm mắt. Nhưng một khắc sau, Lâm Nhã Cầm liền khôi phục trước sau như một lạnh như băng giọng nói, bất quá, ngươi không muốn lấy là cứu ta, ta cũng sẽ không giết ngươi, lần trước biển vô tận, ngươi ta huề nhau. Diệp Thần chờ ta thương thế khôi phục, liền muốn và ngươi quyết chiến. Lần này ta tuyệt sẽ không thua ngươi. Diệp Thần mặt lộ cười khổ, hắn cứu Lâm Nhã Cầm, không cảm ơn cũng được đi, còn muốn quyết chiến. Bất quá, hắn trong lòng, cũng không so rõ ràng, xem Lâm Nhã Cầm như vậy lãnh ngạo đến mức tận cùng cô gái, nếu nói với hắn cảm ơn, vậy liền thuyết minh, trong lòng, đã đối với hắn có bất đồng cảm giác. Chỉ là, lấy Lâm Nhã Cầm kiêu ngạo không muốn thừa nhận thôi. Người phụ nữ, có lúc, quả thật rất phiền toái. Lâm Nhã Cầm lại lạnh, vậy vẫn là phụ nữ. Hắn mỉm cười nói, lấy tính mạng của ta. Lâm cô nương, ngươi sợ rằng không thực lực đó chứ. Lâm Nhã Cầm mắt đẹp lạnh như băng, đằng đằng sát khí nhìn Diệp Thần nói, ta sẽ vượt qua ngươi. Dứt lời, kéo chân gãy của mình, thì phải khấp khỉnh đi xuống đài cao. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Thần lại là cười một tiếng nói, vượt qua ta. Ngươi mấy tháng này, đã vô cùng liều mạng đang tu hành, ma luyện chứ. Có thể hiện tại, không chỉ không có vượt qua ta, ngược lại, và ta chênh lệch, càng ngày càng lớn chứ. Lâm Nhã Cầm chợt xoay người, Hàn Ngọc vẫy mắt đẹp chặt chẽ nhìn chằm chằm Diệp Thần nói, ngươi rốt cuộc, muốn thế nào? Ngươi cứu ta nếu như chỉ là vì làm nhục ta mà nói, ngược lại không như hiện tại trực tiếp giết ta. Diệp Thần nhàn nhạt nói, ta nếu như muốn giết ngươi mà nói, ngày đó, ngươi đã chết, không phải sao? Lâm Nhã Cầm nga mi nhíu một cái, ngưng mắt nhìn Diệp Thần, không biết, hắn phải làm gì. Diệp Thần đột nhiên nói, ngươi chẳng lẽ, không muốn biết ta tại sao trở nên mạnh mẽ tốc độ nhanh như vậy sao? Lâm Nhã Cầm hai tròng mắt sáng lên, không chút do dự nói, muốn. Diệp Thần trong mắt, thoáng qua một nụ cười châm biếm, đối với người phụ nữ, bất kể là có phải hay không võ giả, cũng là muốn đầu kỳ sở hảo. Xem Lâm Nhã Cầm như vậy một tim chỉ có tu võ băng sơn người đẹp, dùng cái gì hấp dẫn nàng. Tự nhiên, là tăng lên thực lực thủ đoạn. Diệp Thần mỉm cười nói, ta có thể dạy ngươi tu hành, trợ giúp ngươi tăng lên thực lực, nhưng là, có một cái điều kiện. Lâm Nhã Cầm mặt hiện vẻ trần trờ, nàng mơ hồ tựa hồ cảm thấy có cái gì không đúng. Diệp Thần nhìn Lâm Nhã Cầm thần sắc, cười nói, làm sao, không phải nói muốn giết ta sao? Chỉ như vậy, ngươi vĩnh viễn cũng không thể nào đuổi kịp ta. Lâm Nhã Cầm nghe vậy, mắt đẹp bên trong, thoáng qua một đạo kiên quyết vẻ, cuối cùng vẫn là chống cự không được tăng lên thực lực cám dỗ, hỏi cái gì điều kiện. Vậy không việc gì, thành phố hoa này cảnh sắc rất tốt, cùng ta đạp đạp thanh, thưởng ngắm hoa, ừ, còn có chính là, mấy ngày nay, thiếp thân hầu hạ ta, ngươi yên tâm, chỉ là bưng trà rót nước, ta sẽ không đối với ngươi làm gì. Chỉ như vậy. Chỉ như vậy. Lâm Nhã Cầm chau mày, Diệp Thần điều kiện, rất đơn giản, nàng mặc dù cực kỳ kiêu ngạo, nhưng vì tăng lên thực lực, những chuyện này, nàng có thể tiếp thụ. Nhưng mà, nàng từ đầu đến cuối cảm thấy, thật giống như có gì không đúng. Nhưng lại không biết, rốt cuộc là không đúng chỗ nào. Diệp Thần nụ cười trên mặt, dày đặc một phần. Được, Lâm Nhã Cầm gật đầu một cái, bất quá. Nếu như ngươi không cách nào giúp ta tăng lên thực lực, hoặc là ngươi sẽ đối ta làm gì, ta nhất định sẽ giết ngươi. Diệp Thần có chút cân nhắc nói, đối với ngươi làm gì? Ta đây là sợ, ngươi biết đối với ta làm cái gì đây? Lâm Nhã Cầm nhớ tới ngày đó ở trên trời dẫn ven núi chuyện, mặt đẹp bên trên không khỏi hiện lên lau một cái đỏ ửng. Ngươi! Không cùng Lâm Nhã Cầm nói xong,
Diệp Thần đột nhiên một cái nắm ở liền Lâm Nhã Cầm eo, nói trước vì ngươi chữa thương đi. Dứt lời, thân hình chớp mắt, hai người liền từ trên đài cao biến mất. Hai tiếng sau đó, Diệp Thần trở lại Thần Huyền Tông trên quảng trường, Thẩm Dũng, Long Thần các người, lập tức chào đón, cung kính hành lễ nói, Diệp công tử. Diệp Thần nhìn một cái, đã dập đầu được đầy đất máu tươi Lôi Hữu Vi, nhàn nhạt nói, cút đi, thật tốt dạy dỗ ngươi nhi tử, nếu không, ta sẽ đích thân đạp bằng ngươi lôi ra. Ý thức đều đã có chút hôn mê Lôi Hữu Vi nghe vậy, như được đại xá, lão lệ tung hoành địa đối trước Diệp Thần bái tạ nói, đa tạ Diệp công tử đại ân đại đức, đa tạ Diệp công tử đại ân đại đức. Lôi Hữu Vi liền ở sấm người nhà đỡ dưới, rời đi Thần Huyền Tông. Lôi ra người sau khi đi, Diệp Thần lạnh lùng quét Thẩm Dũng một cái nói, sau này, Thần Huyền Tông tông chủ, do Nhã Đàn sư phụ đảm nhiệm, biết không? Thẩm Dũng sắc mặt biến đổi, nhưng là, nào dám nói một cái chữ không? Gật đầu liên tục nói, tại hạ rõ ràng, hết thảy nghe theo Diệp công tử an bài. Diệp Thần từ đáy lòng, xem thường xem Thẩm Dũng cái này chồng, chỉ lo lợi ích, không để ý cảm tình, cũng không cách nào bảo vệ đệ tử mình người. Lâm Nhã Cầm sau đó nếu tạm thời còn muốn ở Thần Huyền Tông, tự nhiên, vẫn là đổi Hứa Mộng Thu làm tông chủ cho thỏa đáng. Thật ra thì, để cho Lâm Nhã Cầm làm tông chủ, vậy không phải là không thể, bất quá không cần thiết. Tới một cái, Thần Huyền Tông bất quá là một tông môn nhỏ, có cũng được không có cũng được. Thứ hai, làm tông chủ nói, tục phụ truyền thân, ngược lại bất lợi cho tu võ. Dù sao, có hắn ở đây, Lâm Nhã Cầm cho dù không phải tông chủ, cũng là Thần Huyền Tông địa vị tối cao người, huống chi, hắn nhìn ra được, Hứa Mộng Thu là thật tâm đối đãi Lâm Nhã Cầm. Long Thần đối với Diệp Thần chắp tay nói, Diệp công tử, nếu như không có chuyện gì, tại hạ cáo từ trước. Diệp Thần gật đầu nói, ừ, Long công tử, ta sau đó muốn đi trước Thần Cực Tông tu hành, có thể sẽ rất bận bịu, Thần Huyền Tông, có thể hay không giúp ta chiếu liệu một chút. Long Thần nghe vậy sững sốt một chút, một khắc sau, hắn không chỉ không có lộ ra chút nào vẻ bất mãn, ngược lại mặt đầy mừng rỡ gật đầu đáp ứng nói, đây là tự nhiên, chuyện này liền quấn ở tại hạ trên mình, sau này, ai muốn động Thần Huyền Tông, hỏi trước qua ta Long Nguyên Tông có đáp ứng hay không. Hắn không ngốc tử, tự nhiên nhìn ra được, Diệp Thần và Lâm Nhã Cầm quan hệ, mình chiếu xem Thần Huyền Tông, chính là và Diệp Thần leo lên quan hệ à. Cái này ngược lại, là hắn được lợi lớn. Làm sao có thể không mừng rỡ? Mấy ngày kế tiếp, Diệp Thần cùng Lâm Nhã Cầm ở thành phố Hoa Trung du chơi, thỉnh thoảng chỉ điểm Lâm Nhã Cầm tu hành, lấy Diệp Thần kinh khủng kia sức lĩnh ngộ, cùng với hiện nay siêu cường thần hồn, cho dù là chân chánh thượng cổ võ, Diệp Thần cũng có thể ở trong vòng mấy ngày nhập môn, mới đầu Lâm Nhã Cầm, còn chưa tin. Nhưng Diệp Thần dùng một buổi tối thời gian, liền đem một môn nàng tìm hiểu hồi lâu, nhưng thủy chung không cách nào nhập môn võ, tu luyện đến cảnh giới tiểu thành, ngón tay nhập lại điểm nàng tu hành, để cho nàng thành công nhập môn môn vũ kỹ này sau đó, Lâm Nhã Cầm, cũng không thể nói gì hơn. Chỉ có thể xúc động, Diệp Thần thiên phú, quá yêu nghiệt. Mà Diệp Thần, đang du ngoạn bên trong, dần dần bắt đầu và Lâm Nhã Cầm đùa giỡn một chút, trêu đùa một chút nàng, hai người cảm tình, cũng ở đây trong vô hình, từ từ tăng tiến. Ngày này, Diệp Thần rời đi Thần Huyền Tông, hắn lần này tới gặp Lâm Nhã Cầm mục đích, vốn chính là giải quyết hai người nhân quả, ngược lại cũng không dự định liền trực tiếp hoàn toàn thu phục nàng, bất quá xem Lâm Nhã Cầm loại đàn bà này, ngươi chỉ cần đi vào nàng trong lòng, trên căn bản là đủ rồi, kế tiếp, biết thời biết thế là được. Mấy ngày sau đó, Diệp Thần quay trở về Mang Sơn Sơn Trang sau đó, và Cốt Lão lên tiếng chào hỏi, để cho bọn họ sau đó có thể rời đến Thần Huyền Tông đi. Như vậy, có rồng thần che chở, hắn cũng có thể thả chú ý một ít. Sau đó, Diệp Thần liền tiến hành bế quan. Khi tiến vào Thần Cực Tông trước, có thể hơn tăng lên một phần thực lực, vậy là tốt. Một ngày này, ngồi xếp bằng ở bên trong phòng Diệp Thần, đột nhiên đôi mắt chợt mở một cái, nhìn về phía trước người vậy cái quan tài băng, cho dù lấy tâm tính của hắn, gương mặt bên trên, đều không cách nào ức chế hiện ra một cổ vẻ kích động. Một khắc sau, quan tài băng nắp, chợt bay lên, một người cô gái tuyệt mỹ chậm rãi ngồi dậy. Doanh Nhi, Diệp Thần ôn nhu kêu một tiếng, hướng Sở Doanh đi tới. Sở Doanh, rốt cuộc tỉnh.
Sở Doanh mặt đẹp bên trên, vốn đang là một phiến vẻ mê mang, nghe được tiếng hô hoán này, thân thể mềm mại run lên bần bật, quay đầu nhìn về phía Diệp Thần chỗ ở phương hướng. Đột nhiên bây giờ, Sở Doanh mắt đẹp bên trong, bạo phát ra một hồi ánh sáng bảy màu mang. Trong nháy mắt, Diệp Thần dừng bước chân lại. Đây là... Sở Doanh trong mắt ánh sáng bảy màu mang bùng nổ đồng thời, hắn lại là cảm thấy một cổ nguy hiểm hơi thở. Hơn nữa, hiện tại hắn vậy chú ý tới, Sở Doanh ngủ say như vậy dáng dấp thời gian, có thể hiện tại, hắn tu vi bất ngờ đã bước chân vào thái hư cảnh giới. Ồ, đây là, một tiếng nhẹ ồ, ở Diệp Thần trong đầu vang lên. Là Thương Cổ Y Thần thanh âm. Diệp Thần không khỏi trong lòng căng thẳng hỏi, Thương Cổ Y Thần, có vấn đề gì không? Chẳng lẽ, Doanh Nhi bị đoạt xác? Thương Cổ Y Thần nói, đoạt xác, tiểu tử, người muốn đi nơi nào? Nhưng vì cái gì, mới vừa rồi, ta cảm thấy một cổ vô cùng là nguy hiểm hơi thở. Thương Cổ Y Thần trầm ngâm chốc lát sau đó, mở miệng nói, nếu như ta không nhìn lầm, con bé này thức tỉnh một loại vô cùng là hiếm thấy thể chất, tên là sinh tử thể. Sinh tử thể. Cái này sinh tử thể, là một loại vô cùng là hiếm thấy pháp thể, thức tỉnh điều kiện, vô cùng là hà khắc, phải thời gian dài quanh quẩn ở sống chết bây giờ, mới có như vậy từng tia có thể thức tỉnh, bất quá một khi thức tỉnh, tiềm lực cực mạnh, cơ hồ không có ở đây thần quốc chí tôn kia thần thể dưới. Ta có mấy người bạn ở sống chết bây giờ cũng là thức tỉnh một chút. Bất quá, con bé này thức tỉnh càng nhiều. Nếu như ta không đoán sai, chính là bởi vì cái này luân hồi mộ địa đi. Luân hồi mộ địa năng lượng đoạn thời gian này cũng ở đây mơ hồ hội tụ đến con bé này trong cơ thể. Diệp Thần nghe vậy, mặt lộ đại hỉ vẻ, nói cách khác, Sở Doanh lần này tỉnh lại, không chỉ không có cái gì hậu di chứng, ngược lại nhân họa đắc phúc. Khó trách, mới vừa rồi hắn sẽ cảm nhận được một cổ khí tức nguy hiểm. Diệp Thần đi tới Sở Doanh trước người, đem Sở Doanh đỡ ra quan tài băng, ôn nhu nói, Doanh Nhi, ngươi cảm thấy thế nào? Có hay không nơi nào không thoải mái? Diệp Thần, Sở Doanh trong mắt vẻ mờ mịt, dần dần nhạt đi, nàng nhớ. Nàng ở cửu công chúa tiệc mừng thọ bên trên, Diệp Thần cùng Mục Dã thời điểm chiến đấu. Nghĩ tới đây, Sở Doanh mặt đẹp sắc mặt chợt biến đổi, kinh hô, Diệp Thần, người không có sao chứ? Cái đó Mục Dã thế nào? Diệp Thần trong mắt, thoáng qua vẻ ấm áp, cười nhạt một cái nói, Doanh Nhi, đừng có gấp, nghe ta nói. Tiếp theo, Diệp Thần đem ngày đó phát sinh chuyện, cùng với mình về sau trải qua, như thế nào đi tới thần quốc, sắp đi thần cực tông là một, đại khái nói một lần. Diệp Thần ánh mắt lập lòe nhìn Sở Doanh nói, Doanh Nhi, đoạn thời gian này để cho ngươi chịu khổ. Sở Doanh mặt đẹp bên trên, hiện lên một cái tuyệt đẹp nụ cười nói, làm sao chịu khổ. Như không phải như vậy, ta làm sao có thể nhanh như vậy lên cấp thái hư. Còn chiếm được có thể so với thần thể sinh tử thể đâu. Diệp Thần nói, lập tức, ta liền muốn đi trước thần cực tông, Doanh Nhi, không bằng ngươi vậy theo ta đi thần cực tông chứ. Sở Doanh bây giờ tư chất, hoàn toàn đủ gia nhập thần cực tông, còn như Duẫn Mính ngược lại không phải là Diệp Thần chẳng ngờ mang nàng đi, chỉ là, lấy Duẫn Mính bây giờ thực lực, thần cực tông đối với nàng mà nói quá nguy hiểm, hơn nữa, vậy không đạt tới nhập môn tiêu chuẩn. Mà Lâm Nhã Cầm, mặc dù miễn cưỡng coi là có thể gia nhập, nhưng lấy Lâm Nhã Cầm cá tính, làm sao sẽ nguyện ý ở Diệp Thần dưới sự giúp đỡ, tiến vào thần cực tông đâu. Sở Doanh gật đầu một cái, mắt đẹp chớp động, nguyên bản, nàng đối với tu võ hứng thú thật ra thì cũng không phải là đặc biệt lớn, nhưng trải qua Mục Dã là một sau đó, nàng đối với thực lực liền trước đó chưa từng có được khát vọng. Coi như không thể giúp lên Diệp Thần bận bịu, chí ít, cũng không thể kéo Diệp Thần chân sau. Mà muốn tăng lên thực lực, thần quốc một nhóm thế lực dĩ nhiên là thích hợp nhất. 10 ngày sau đó, Diệp Thần cùng Sở Doanh, đi tới Mang Sơn đỉnh cấp chỗ, hôm nay là hắn cùng Đồ Lan Tâm ước định xong cuộc sống. Hai người đứng ở đỉnh núi biển mây bên trên, đột nhiên bây giờ, trong hư không bóng người chớp mắt, một người mặc màu đen quần lụa mỏng, mang cái khăn che mặt, khí chất vô cùng là lạnh như băng khiếp người cô gái, xuất hiện ở trước mặt hai người. Diệp Thần cùng Sở Doanh, hướng về phía Đồ Lan Tâm cung kính thi lễ nói, gặp qua tiên tử. Đồ Lan Tâm có chút bất ngờ nhìn Sở Doanh một mắt, hỏi, nàng là ai? Diệp Thần nói, nàng là Sở Doanh, không
không biết nàng có thể hay không cùng ta cùng nhau, gia nhập thần cực tông. Đồ Lan Tâm vậy đôi mang một chút violet sắc tia sáng mắt đẹp, ngưng mắt nhìn Sở Doanh, trong nháy mắt, Sở Doanh có một loại từ trong ra ngoài, bị người nhìn thấu cảm giác. Qua một lúc lâu sau đó, Đồ Lan Tâm ngoài ý muốn mấy phần, sau đó gật đầu một cái nói, sinh tử thể. Ngược lại là đủ gia nhập bổn tông, tốt lắm, chúng ta đi thôi. Đồ Lan Tâm vung tay lên, liền dẫn Diệp Thần cùng Sở Doanh, bay lên trời, phá vỡ hư không, cực nhanh phi độn. Trong hư không, vậy vô cùng kinh khủng không gian chảy loạn, không gian phong bạo, hư không sấm sét, đối với Đồ Lan Tâm mà nói, lại là giống như vô vật vậy. Rơi vào hắn cương khí hộ thể bên trên, liền một chút sóng gợn, cũng không có kích thích, liền biến mất nhị tại vô hình. Nửa ngày sau, ba cái bóng người, đột nhiên xuất hiện ở trên không tế. Ở trước người bọn họ, là một tòa vô cùng nguy nga, cao vút trong mây đại sơn. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn lại, cũng là bị chỗ tòa này vô cùng cao lớn núi thần chấn nhiếp, ở núi thần nóc, còn có một đạo lớn chùm tia sáng, thẳng phong môn tế. Diệp Thần biết, đó là thần cực tông thần trụ. Hắn ở trong thần huyền tông lúc đó, vậy gặp qua thần trụ, nhưng là, thần huyền tông thần trụ, cũng chỉ có lớn bằng cánh tay thôi. Căn bản, không đạt tới thần huyền tông một phần vạn à. Càng làm cho Diệp Thần rung động phải, nơi này thiên địa linh khí. Đã đậm đà đến hóa thành từng cái bảy màu băng lụa màu, còn quấn đúng tỏa thật to núi thần. Chỉ là trôi lơ lửng ở nơi này núi thần ra, thậm chí không có đặc biệt vận chuyển linh lực, chỉ là hô hấp, Diệp Thần thì có một loại toàn thân thư thái, tu vi mơ hồ tăng trưởng từng tia cảm giác. Có thể tưởng tượng, chân chính tiến vào tông môn sau đó, thiên địa linh khí, sẽ đậm đà đến hạng bước. Cái này, chính là thần cực tông sao? Quả nhiên, là tu hành thánh địa à? Đồ Lan Tâm vung tay lên, từ hắn trong ngực, bay ra một quả tinh xảo lệnh bài bên trên, phát ra một đạo quang hoa, núi to trước, liền nổi lên một hồi vô hình chập chờn. Diệp Thần biết, đó là cấm chế pháp trận, đối với Đồ Lan Tâm, mở ra một cái cổng vào. Đồ Lan Tâm mang Diệp Thần cùng Sở Doanh, bay vào trong đó, hướng đỉnh núi bay đi, thần cực tông liền giống như chiếm cứ ở núi thần đỉnh giống rồng nằm vậy, tọa lạc ở này. Diệp Thần dọc theo đường đi, vậy gặp được không thiếu thần cực tông đệ tử, có thể Đồ Lan Tâm mang hai người, lại không có bị chút nào ngăn trở, ngược lại, tất cả mọi người thấy Đồ Lan Tâm độn quang bay qua, đều là vô cùng là cung kính hành lễ. Đồng thời, Diệp Thần, cũng là âm thầm kinh hãi. Thần cực tông, không hổ là một nhóm thế lực, hắn dọc theo đường đi, nhìn thấy phần lớn đều là thái hư chém ách trở lên võ giả, thậm chí, không thiếu càng tồn tại nguy hiểm. Diệp Thần ánh mắt lóe lên, xem ra hắn muốn hung hãn tăng lên thực lực. Rất nhanh, Đồ Lan Tâm liền dẫn Diệp Thần, đến đỉnh núi chỗ một ngôi đại điện bên trong. Có thể vừa rơi xuống nhập đại điện, Đồ Lan Tâm nhưng là nhướng mày một cái. Đại điện bên trong, lại trống rỗng, một người cũng không có. Yên lặng một lát sau, Đồ Lan Tâm có chút áy náy đối với Diệp Thần nói, vốn là, ta là vì ngươi an bài đệ tử chân truyền khảo hạch. Đệ tử chân truyền khảo hạch, ở chúng ta thần cực tông, vẫn là do bảy tên trưởng lão, tự mình ra tay, đối với đệ tử tiến hành khảo sát, thông qua sau này, do trong đó một người trưởng lão, thu làm đệ tử, nhưng mà... Diệp Thần trong mắt lóe lên nhất tia hoảng nhiên. Nói, xem ra, cái này mấy vị trưởng lão, cũng không có thu ta nhập môn ý kiến à. Đồ Lan Tâm nói, dẫu sao ngươi chỉ có phong môn tu vi, ta lần này ngoại lệ mang ngươi gia nhập thần cực tông, chọc được mấy vị trưởng lão, khá là bất mãn. Hơn nữa, bọn họ hẳn là cảm thấy, ngươi không cách nào thông qua thực tập đi, bình thường mà nói, có thể đi vào thần cực tông đệ tử, mặc dù đều là vô cùng yêu nghiệt tồn tại, nhưng cũng phải từ tạp dịch làm lên. Chỉ có ở nhà viện bộ bên trong, bộc lộ tài năng, trở thành ưu tú nhất vậy một con, mới có thể từng bước một leo lên, đạt được đệ tử chân truyền khảo hạch cơ hội. Diệp Thần gật đầu một cái, những thứ này hắn cũng từ cốt lão bên kia nghe nói qua, thần cực tông tổng cộng chia làm là tạp dịch viện, ngoại viện, nội viện, mà nội viện bên trên, mới là thật truyền. Mà cho dù là tạp dịch viện thấp nhất yêu cầu, đều không yếu, nói cách khác, giữ cảnh giới mà nói. Diệp Thần đều là tạp dịch bên trong, tầng dưới chót nhất tồn tại. Đồ Lan Tâm nói, Diệp Thần, ngươi và Sở Doanh ở chỗ này chờ một lát,
ta đi gọi trưởng lão tới, vì ngươi tiến hành khảo hạch, mặt của ta bọn họ vẫn là cho. Nhưng lúc này, Diệp Thần nhưng là nhàn nhạt nói, không cần. Hắn trong mắt, thoáng qua một chút lạnh ý, mở miệng nói, xem thường ta. Rất tốt, vậy ta Diệp Thần, liền tuyệt sẽ không bái nhập bọn họ môn hạ, vĩnh viễn sẽ không. Diệp Thần, trong xương, chính là một người vô cùng ngạo nhân. Nếu những trưởng lão này, xem thường hắn, hắn còn bái những người này vi sư làm gì? Từ đệ tử tạp dịch làm lên, vậy thì thế nào, hắn có lòng tin, cho dù là dựa vào mình, vẫn có thể trở thành thần cực tông bên trong, nổi bật nhất tồn tại. Đến lúc đó, hối hận, chỉ sẽ là những cái kia hôm nay không muốn đến sân các trưởng lão. Ngày hôm nay ngươi đối với ta lạnh nhạt, ngày mai, ta để cho ngươi không với cao nổi. Đồ Lan Tâm nhưng là cao mày nói, Diệp Thần, ngươi không muốn hành động theo cảm tình, lấy ngươi thiên phú, tuyệt đối có thể thông qua chân truyền khảo hạch, từ tạp dịch làm lên, hoàn toàn là lãng phí thời gian, ngươi hẳn biết, đối với ngươi như vậy yêu nghiệt mà nói, thời gian trọng yếu bực nào, hơn nữa, tạp dịch và đệ tử chân truyền, ở tu võ tài nguyên trên có khác biệt một trời. Đồ Lan Tâm trong lòng, cũng có chút tức giận, Diệp Thần nếu có thể bị nàng coi trọng, như vậy hắn tư chất, cho dù ở thần cực tông, chắc cũng là nghiêng một tông lực, toàn lực đào tạo tồn tại à. Tương đương với một cái chờ đợi khai thác, vô cùng khổng lồ mỏ vàng à. Có thể hiện tại, nhưng bởi vì những trưởng lão này ngạo mạn, thành kiến, mà bị bỏ qua không để ý, chôn giấu ở bụi bặm dưới. Có thể Diệp Thần nhưng là nhàn nhạt nói, tiên tử, ta tâm ý đã quyết, không cần nói nhiều. Đồ Lan Tâm ngưng mắt nhìn Diệp Thần, cuối cùng vẫn là thở dài một tiếng nói, được rồi, bất quá, ta phải nhắc nhở ngươi, thần cực tông rất nguy hiểm, bên trong tông cho tới bây giờ không cấm chỉ cùng viện đệ tử lẫn nhau cuộc chiến sinh tử, lấy này tới chui luyện đệ tử huyết tính, thực lực, dẫu sao ở thần quốc mỗi cái tông môn đệ tử, cũng là muốn ra chiến trường, ở chỗ này, là chân tránh mạng người như cỏ rác. Diệp Thần gật gật đầu nói, cảm ơn tiên tử nhắc nhở. Dứt lời, hắn nhìn về phía Sở Doanh nói, tiên tử, Doanh Nhi, liền nhớ ngươi. Chính hắn, có thể ngạo, có thể đối với đệ tử chân truyền vị trí, nhìn hờ hững, nhưng là Sở Doanh không được. Sở Doanh mặc dù có sinh tử thể, thực lực có thể coi như là vượt xa cùng cấp, nhưng, nếu là không có Đồ Lan Tâm che chở nói, ở nơi này thần cực tông bên trong, vẫn là vô cùng nguy hiểm. Đồ Lan Tâm gật gật đầu nói, ngươi yên tâm. Sở Doanh trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy lo âu nhìn Diệp Thần nói, Diệp Thần, ngươi. Diệp Thần mỉm cười nói, tin tưởng ta. Đồ Lan Tâm đem một quả lệnh bài, giao cho Diệp Thần nói, ngươi cầm cái này, cũng có thể đi tạp dịch các nhận cần vật phẩm, cũng phân phối nhà trọ. Diệp Thần nhận lấy lệnh bài, hướng tạp dịch viện đi tới. Dọc theo đường đi, không ít người cũng hướng về phía Diệp Thần, chỉ chõ chõ. Dẫu sao, Diệp Thần tu vi, quá nổi bật. Rất nhanh, Diệp Thần liền lãnh xong rồi quần áo, trở lại mình nhà trọ gian phòng. Thay thần cực tông quần áo sau này, Diệp Thần ngồi ở trong túc xá, mặt lộ vẻ trầm ngâm. Ở đi tới thần cực tông trước, hắn liền và Cốt Lão nghe qua thần cực tông chuyện. Thần cực tông bên trong, nổi danh nhất chính là hai nơi thánh địa. Một nơi, chính là có dấu Cốt Lão thay chết vật địa phương, một chỗ khác, thì gọi là Thất Tinh Luyện Thần Các. Muốn nhanh chóng tăng lên thực lực, hai địa phương này, là Diệp Thần chọn đầu. Bất quá, hiện tại, Diệp Thần ngược lại không vội vã liền trực tiếp đi. Mặc dù, hai địa phương này, đối với bên trong tông bất kỳ đệ tử, đều là cởi mở, nhưng, Diệp Thần thân là đệ tử tạp dịch, muốn đi vào trong đó, nhưng muốn sử dụng điểm cống hiến tiến hành đổi, mà điểm cống hiến, trừ làm nhiệm vụ có thể lấy được ra, khác một cái phương pháp, chính là gánh vác thần cực tông bên trong một ít đồ lặt vặt. Những thứ này đồ lặt vặt bao gồm ở bên trong tông quán rượu, cửa hàng, cùng các nơi cung cấp phục vụ. Diệp Thần dự định ở thần cực tông, trước đi dạo một vòng, suy nghĩ thêm là tiếp nhận nhiệm vụ lấy được điểm cống hiến, hay là làm tạp vụ. Dù sao, bất luận là tiến vào Cốt Lão dấu vật địa phương, vẫn là Thất Tinh Luyện Thần Các, yêu cầu điểm cống hiến, trên thực tế, cũng không phải là quá nhiều. Lúc này, Diệp Thần chính là chuẩn bị rời đi nhà trọ. Nhưng vào lúc này, hắn trong đan điền đột nhiên lao ra một phiến cành lá. Cành lá càng ngày càng tươi tốt, thật
thậm chí chặn lại Diệp Thần đường đi. Cành lá bên trên mang nhàn nhạt hỗn độn lực, lộ vẻ lại chính là hỗn độn tinh thụ. Diệp Thần lúc này mới nhớ tới, từ ma tộc đến thần quốc, hắn còn chưa đem hỗn độn tinh thụ hoàn toàn luyện hóa. Tiểu đạo sĩ, người đây là ý gì? Một giây kế tiếp, một giọng nói chính là vang lên. Ta đợi đã lâu, cũng không có chờ được người thích hợp luyện hóa ta thời cơ. Hiện tại rốt cuộc đến lúc. Cái này thần cực tông bỏ mặc linh khí và tài nguyên đều là tương đối mạnh mẽ. Ngươi như đem ta luyện hóa, được ích lợi vô cùng. Diệp Thần nhướng mày một cái, được ích lợi vô cùng. Có ý gì? Tiểu đạo sĩ mới vừa muốn nói chuyện, chung quanh không gian hỗn loạn. Một đạo hư ảnh trực tiếp xông đi ra. Hư ảnh không phải người khác, chính là Thương Cổ Y Thần. Thương Cổ Y Thần giữa trán tràn đầy kích động, thằng nhóc. Người có biết hỗn độn tinh thụ có dạng gì nghịch thiên giá trị? Hỗn độn tinh thụ nếu như hoàn toàn trưởng thành, cái đầu tiên chỗ tốt chính là nó quanh thân sẽ tản ra hỗn độn lực. Cái gì là hỗn độn lực? Đây chính là hỗn độn cảnh cường giả lực lượng à? Người có lực lượng này, liền có cứu chúng ta ra tư cách. Thậm chí có thể mau hơn bước lên thiên đạo cung. Diệp Thần diễn cảm cổ quái, người xác định. Một khắc sau. Một đạo kinh thiên gầm thét vang khắp cả nhà. Thằng nhóc thúi, lão phu Thương Cổ Y Thần, còn sẽ lừa gạt ngươi cái này phong môn tiểu tử không được. Ngươi nói thêm câu nữa, ngươi xem lão phu ngân châm bó không bó ngươi thì xong rồi. Diệp Thần. Cùng lúc đó, Lạc Hà Tông. Một cô gái mở mắt ra. Cô gái này quanh thân lưu chuyển cực mạnh hơi thở. Trong mắt của nàng tinh khiết, nhưng tựa như khám phá luân hồi. Cô gái này không phải người khác, chính là Kỳ Tư Thanh. Trước đây không lâu, nàng chính là đi tới Lạc Hà Tông. Lạc Hà Tông mặc dù yếu hơn thần cực tông, nhưng là ở thần quốc cũng là đại tông. Không thể tiểu thế, bởi vì đồ lan tâm ngọc bài và quá mức giao phó. Kỳ Tư Thanh một bước vào, chính là trở thành Lạc Hà Tông cử tông tài nguyên đôi triệt thiên tài. Hơn nữa ở chỗ này, Kỳ Tư Thanh rốt cuộc thả thực lực chân thật của mình. Mà giờ khắc này, nhưng là Kỳ Tư Thanh bế quan ngày thứ năm. Chán nàng có một chút mồ hôi hột, lẩm bẩm nói, hôm nay, hẳn kém không nhiều có thể kích hoạt kiếp trước một đạo cấm thuật. Nếu không, lấy bây giờ tốc độ tu luyện, chân thực quá chậm. Thằng nhóc kia sau này có thể phải đối mặt phiền toái lớn hơn nữa. Thần quốc coi như là thiên đạo cung chân chính địa bàn. Hắn nhưng mà nắm giữ lục đạo luân hồi đứng đầu à, tuyệt đối không thể chết hiểu. Chỉ có ta mạnh mẽ, mới có thể trợ giúp hắn mấy phần. Một giây kế tiếp, Kỳ Tư Thanh ấn đường lóe lên cực kỳ ánh sáng sáng chói. Ánh sáng bao phủ toàn thân, lại nối thẳng chân trời. Lạc Hà Tông bên ngoài đại điện vô số đệ tử, trưởng lão trong mắt đều là kinh hoàng. Không khỏi nhìn chăm chú cái này uyển như thiên thần thánh quang. Bọn họ biết, Lạc Hà Tông hôm nay liền muốn hoàn toàn quật khởi. Chỉ vì là cái đó gọi Kỳ Tư Thanh đệ tử mới. Thần quốc, Khúc Gia. Khúc Gia từ đường. Chỉ cung ứng trước một pho tượng. Pho tượng bên trong là một cái đẹp như thiên tiên thiếu nữ. Thiếu nữ tay cầm trường kiếm. Giống như chấn động thiên địa nữ võ thần. Pho tượng kia chính là Khúc Gia tổ tiên Khúc Trầm Yên. Thần quốc Khúc Gia hiện nay trở thành thần quốc cao nhất một trong những gia tộc, Khúc Trầm Yên công không thể không. Thời đại viễn cổ Khúc Trầm Yên, thân phận thậm chí áp đảo thiên đạo cung bên trên. Mặc dù Khúc Gia so với viễn cổ đã xuống dốc liền rất nhiều. Nhưng là không người nào dám khinh thị Khúc Gia. Mà giờ khắc này chính là Khúc Gia một năm một lần cúng tế đại điện. Vô số cường giả quỳ bái tại pho tượng này trước. Thần sắc ngưng trọng. Trong đó không thiếu có chém ách đỉnh cấp, thậm chí còn mạnh hơn võ giả. Bọn họ trong lòng không có một chút bất kính. Đột nhiên, một đạo kêu lên tiếng vang khắp từ đường. Gia chủ, pho tượng hiển linh. Khúc tổ tiên, hiển linh à. Khúc gia chủ hừ lạnh một tiếng, vô tận cương khí phóng thích, trong từ đường, người bất kỳ không được ồn ào náo động. Một giây kế tiếp, vậy phát ra kinh hô thái hư cường giả trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Cơ hồ trọng thương. Khúc gia chủ trong lòng cười nhạt. Một tòa tổ tiên pho tượng làm sao có thể hiển linh? Hiển nhiên là đối phương đạo tâm không yên. Giải quyết xong hết thảy,
Khúc gia gia chủ dư quang đảo qua. Đột nhiên, hắn phát hiện cái gì? Chợt ngẩng đầu lên. Giờ phút này, hắn diễn cảm cực độ dữ tợn. Bởi vì vậy tượng trưng cho Khúc gia diễn ra tổ tiên pho tượng, thật hiển linh. Chẳng lẽ, tổ tiên không có chết? Khúc gia gia chủ cả người run rẩy. Một cái như này cự vô phách gia tộc tộc trưởng, dòng dã ngàn năm, không có loại trạng thái này. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cô gái pho tượng, con người trầm xuống, tất cả mọi người, trừ trưởng lão, toàn bộ rời đi. Hơn nữa, nếu có người dám tiết lộ chuyện hôm nay, bỏ mặc ở trong tộc thân phận gì, giết chết không bị tội. Hắn biết, chuyện này đối với tại Khúc gia mà nói trọng yếu bực nào. Thậm chí có thể thay đổi Khúc gia ở thần quốc hết thảy cách cục. Tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài. Rất nhanh, toàn bộ từ đường chỉ còn lại 6 người. Khúc gia gia chủ nhìn mọi người, trực tiếp bước ra máu tươi thiết lập che đậy trận pháp. Rồi sau đó, hắn bước ra một bước, ngưng mắt nhìn tượng thần, gần từng chữ, chuyện hôm nay, các ngươi hẳn cũng rõ ràng ý vị như thế nào. Tượng thần hiển linh, chính là đại biểu tổ tiên lấy nào đó loại hình thức xuất hiện. Nếu như ta không đoán sai, đối phương ngay tại thần quốc. Mặc dù không biết tổ tiên tại sao không đến gặp chúng ta, nhưng là bất kể như thế nào, chúng ta làm tiểu bối phải có thái độ. Năm vị trưởng lão, tiếp theo các ngươi nhiệm vụ không là bảo vệ Khúc gia, mà là tìm lần thần quốc cũng phải tìm được tổ tiên. Chuyện này bí mật tiến hành. Năm vị trưởng lão cả người phóng thích cực mạnh hơi thở, nghiêm túc nói, gia chủ. Nháy mắt tức thì, năm đạo thân ảnh biến dạng hư không, trực tiếp biến mất. Toàn bộ từ đường chỉ còn lại Khúc gia gia chủ một người. Hắn ngưng mắt nhìn ánh sáng rực rỡ lưu chuyển tượng thần, lẩm bẩm nói, Khúc gia năm đó phụ tá Diệp gia vị kia. Chỉ tiếc, vận mệnh trêu cợt người đâu. Từ một loại ý nghĩa nào đó, ta Khúc gia đã sớm phản bội vị kia, có lẽ đây là tổ tiên không trở lại nguyên nhân đi. Ai? Mà giờ khắc này Diệp thần đang nhà trọ bên trong luyện hóa hỗn độn tinh thụ. Hỗn độn tinh thụ và viêm bia không cùng. Viêm bia đối với Diệp thần có phản kháng hành vi, hơn nữa cấp bậc mạnh mẽ, Diệp thần muốn chủ động luyện hóa rất khó. Biết rõ viêm bia là tất cả luân hồi huyền bi bên trong, chiến đấu gia trì lớn nhất, nhưng như cũng không cách nào luyện hóa, cái này làm cho Diệp thần có chút phiền não. Cũng may, hỗn độn tinh thụ chủ động để cho Diệp thần luyện hóa, toàn bộ quá trình liền lộ vẻ được cực kỳ ung dung. Ngắn ngủi 6 giờ. Diệp thần liền luyện hóa hơn nửa. Trong cơ thể hắn tràn đầy cực mạnh năng lượng. Thậm chí dường như muốn nổ tung Diệp thần thân thể. Cũng may không hề mục nát thần thể và xích trần thần mạch. Nếu không người bình thường muốn luyện hóa hỗn độn tinh thụ không thể nghi ngờ là chuyện nghìn lẻ một đêm. Ngay tại lúc này, một hồi tiếng gõ cửa phòng. Để cho Diệp thần bất ngờ phải, đối phương lại là Đồ Lan Tâm. Đồ Lan Tâm hàn mâu nhìn lướt qua Diệp thần. Lạnh lùng nói nhảm ta không nói nhiều, hôm nay vậy không nguyện đến sân mấy vị trưởng lão, ta lại cùng bọn họ tán gẫu qua, coi như là thuyết phục bọn họ đáp ứng miễn cưỡng thu ngươi đệ tử, chỉ bất quá. Diệp thần con ngươi trầm xuống, ngược lại không tin tưởng những trưởng lão này sẽ thay đổi chủ ý, liền hỏi nói, bất quá cái gì? Đồ Lan Tâm thở dài một hơi, nói yêu cầu không tính là quá đáng, chính là để cho ngươi tại trên đại điện dập đầu 100 cái đầu. Bái nhập sư môn dập đầu vậy coi là bình thường, mặc dù 100 cái số lượng có chút nhiều, hơn nữa có chút làm khó ngươi, nhưng tu võ đường vốn là như vậy, muốn cường đại hơn, thì phải vứt bỏ tự ái. Nếu không tạp dịch đối với ngươi mà nói khởi điểm quá thấp. Diệp thần, ngươi nghe ta một lần, bất quá dập đầu 100 cái đầu. Thời khắc này Diệp thần, lửa giận trong lòng cháy. Cái này không phải thu mình làm đồ đệ. Đây chính là phải ngay mặt của mọi người làm nhục mình. Đây chính là thần cực tông trưởng lão. Không bái cũng được. Diệp thần không chút do dự, đối với Đồ Lan Tâm nói, tiên tử, người ý tốt ta tâm lĩnh, ta không cần bọn họ. Đừng quấy rầy ta. Một khắc sau, cửa đóng lại. Diệp thần biết, ở nơi này tông môn cường đại bên trên, thực lực trọng yếu nhất. Nếu như không phải là vì cốt lão đồ, hắn mới không muốn gia nhập. Toàn bộ thần quốc, ai có thể dung chuyển cái này luân hồi mộ địa 100 vị đại năng. Đồ Lan Tâm không biết làm sao lắc đầu, tên này, cũng quá không cho ta mặt mũi, ta tuy không thèm để ý,
nhưng là những trưởng lão kia sợ rằng phải cho thằng nhóc này ngáng chân. Ai? Không lâu sau, một tòa linh khí cực kỳ tràn đầy đền. Mấy vị ông già quanh thân tản ra cực mạnh tức giận và sát khí. Bất kỳ thái hư cảnh nếu như đến gần, tất nhiên hóa là bột. Vậy phong môn tiểu tử lại có thể cự tuyệt. Thằng nhóc thúi này chẳng lẽ không biết đây là thiên đại vinh hạnh? Hắn có quyền gì cự tuyệt chúng ta? Chẳng lẽ là chúng ta đệ tử còn không bằng trở thành một người tạp dịch? Hạng người tầm nhìn hạn hẹp. Từng đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên. Rất hiển nhiên, vậy mấy vị trưởng lão lấy được đồ lan tâm câu trả lời, nổi giận. Ngàn năm qua, ai dám cự tuyệt bọn họ? 100 cái đầu, cố nhiên có nhục nhã thành phần. Nhưng là phong môn cảnh nhập môn, chẳng lẽ không đáng làm nhục sao? Như vậy tu vi, không biết tiến thủ, còn mang ngoại giới kiêu ngạo. Đơn giản là phế vật. Một cái trưởng lão lại là thở phì phò nói, không được, lão phu không đem người này xóa đi. Ngay tại lúc này, một vị trưởng lão khác ngăn cản hắn, hắn nhướng mày một cái, chúng ta mấy người thân phận tôn quý, cần gì phải đối với một tên tiểu tử động thủ. Nói không chừng, đây chính là thằng nhóc kia mục đích, hắn cho là có đồ lan tâm đứng ở sau lưng hắn, có thể không chút kiêng kỵ. Trưởng lão kia thổi thổi râu, lạnh nhạt nói, vậy phải làm thế nào? Một vị trưởng lão khác nhưng là con ngươi sáng lên, nếu là đệ tử tạp dịch. Vậy chúng ta sẽ để cho và hắn cùng cấp bậc tồn tại đối với hắn động thủ. Một con kiến hôi, chúng ta muốn hành hạ, còn không đơn giản sao? Một đêm yên lặng, Diệp Thần từ luyện hóa bên trong tỉnh lại. Mặc dù luyện hóa hỗn độn tinh thụ không tính là phiền toái, nhưng là vậy dây dưa lúc đó. Cho đến hiện tại, còn thiếu một phần chia, hơn nữa đến phía sau càng ngày càng khó luyện hóa. Diệp Thần đứng lên. Dự định nghỉ ngơi một chút. Đi tới thần quốc lâu như vậy, hắn còn không có tốt thưởng thức qua thần quốc thức ăn ngon đâu, thần cực tông bên trong quán rượu thức ăn, liền liền cốt lão đều là nói chuyện say sưa, vô cùng đề cử. Để cho Diệp Thần đến thần cực tông nhất định phải đi nếm thử. Nhưng mà, Diệp Thần mới vừa bước ra cửa túc xá, trước mắt, chính là mấy cái bóng đen chớp mắt, 7-8 cái và hắn như nhau, mặc đệ tử tạp dịch quần áo trang sức, thái hư cảnh tu vi chàng thanh niên. Đem vây ở giữa. Diệp Thần ánh mắt chớp mắt, hướng mấy người nhìn, chỉ gặp mấy người gương mặt bên trên đều mang cười nhạt, trong mắt, tất cả đều là sát ý, hiển nhiên trong lòng không ý tốt. Mà sau lưng mấy người, đứng một người vóc người không cao, một đầu tóc quăn, cặp mắt nhỏ dài, mũi ưng, nhìn qua có chút thâm độc nam tử, mà tên nam tử này tử, bất ngờ là thái hư 6 tầng thiên tu vi. Không hổ là thần quốc một cùng tông môn. Như vậy tu vi, ở tạp dịch viện bên trong, hẳn thuộc về đứng ở đỉnh cấp tồn tại. Diệp Thần sắc mặt nhàn nhạt hỏi, mấy vị, có gì sao? Hắn hồn nhiên không biết, cái này mấy người chính là thần cực tông trưởng lão phái tới. Những trưởng lão kia bất quá tùy tiện một câu nói, liền chặt đứt Diệp Thần sống chết. Tên kia thâm độc nam tử nghe vậy, lại là cười nói, nguyên bản, ta nghe người khác nói tạp dịch viện tới một phong môn phế vật. Còn tưởng rằng là tin vịt, thần cực tông đường đường một nhóm thế lực, làm sao có thể để cho phong môn phế vật, gia nhập tông môn đâu. Không nghĩ tới, thật là có loại chuyện này à. Hắn ngưng mắt nhìn Diệp Thần, thanh âm bỗng nhiên băng lạnh xuống nói, người hỏi chúng ta có gì sao? Chúng ta muốn mời cái vị công tử này, chủ động lăn ra khỏi thần cực tông, chúng ta tạp dịch viện mặc dù chỉ là thần cực tông tầng dưới chót nhất tồn tại, nhưng, cũng không phải cái gì con mèo, con chó. Đều có thể gia nhập. Ta không biết, ngươi đi cái gì cửa sau mới gia nhập bổn tông, nhưng để cho ngươi loại phế vật này, trở thành đệ tử tạp dịch, chính là đối với đúng tên tạp dịch viện làm nhục. Ta Vương Bảo Tuyền, thân là tạp dịch thứ nhất, quyết không cho phép ngươi như vậy dựa vào quan hệ, gia nhập thần cực tông người, làm bẩn bổn tông danh tiếng, làm bẩn chúng ta tạp dịch viện. Vậy mấy tên vây quanh Diệp Thần đệ tử tạp dịch nghe vậy, lại là rối rít kích động kêu gào nói, không tệ. Xem ngươi như vậy công tử ca, vẫn là cút về gia tộc đi hưởng thụ đi. Thần cực tông, không phải ngươi có thể ở địa phương. Muốn gia nhập tạp dịch viện, ha ha, ngươi xứng sao? Ta khuyên ngươi, cút đi, nếu không, ta hướng ngươi bảo đảm ngươi biết chết ở chỗ này. Những thứ này dựa vào gia thế phế vật, thật để cho người buồn nôn. Thậm chí còn dám không đem trưởng lão coi ra gì,
thật là tự tìm cái chết. Vương Bảo Tuyền giống như rắn độc vậy, hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Thần, khóe miệng nâng lên một chút sảng khoái nụ cười. Hắn xuất thân bần hàn, thuở nhỏ liền bị tất cả loại nhà giàu có con em, công tử thiếu gia khi dễ, lăng nhục, hắn từ nhỏ liền hạ định quyết tâm, tương lai cùng hắn thành công, nhất định phải chết tử địa trả thù những con nhà giàu này. Thật vất vả, Vương Bảo Tuyền hết khổ, gia nhập Thần Cực Tông, có thể để cho hắn không cách nào tiếp nhận phải, cho dù gia nhập Thần Cực Tông, hắn vẫn là cái đệ tử tạp dịch à. Hơn nữa, hắn trở thành đệ tử tạp dịch thời gian vậy không ngắn, gặp qua rất nhiều, dựa vào gia tộc bối cảnh, ở bên trong tông đạt được ưu đãi, chiếu cố, rất nhanh liền thăng nhập ngoại môn ví dụ. Như vậy thứ nhất, hắn đối với bên trong tông những thứ này có bối cảnh công tử, các tiểu thư, lại là ghen tị, oán hận đến muốn nổi điên bước à. Hắn muốn cố gắng, lần nữa đem những thứ này các công tử dẫm ở dưới chân, có thể lần này, Vương Bảo Tuyền nhưng muốn tuyệt vọng. Bất luận hắn cố gắng thế nào, tựa hồ, cũng không sánh bằng những cái kia có bối cảnh đệ tử à. Cho nên, hắn buông tha cố gắng, mà là đặc biệt nhằm vào những cái kia xuất thân danh môn đệ tử tạp dịch, tiến hành chèn ép, trả thù. Phát tiết bất mãn trong lòng. Thần Cực Tông bên trong, không cấm chỉ cùng bên trong sân sống chết đấu, không phải sao? Dĩ nhiên, Vương Bảo Tuyền vậy sẽ chọn mục tiêu, tránh những cái kia bên ngoài viện, thậm chí nội viện, đều có chỗ dựa vững chắc tồn tại. Còn như Diệp Thần, nếu không phải xuất thân danh môn công tử ca, làm sao có thể lấy phong môn tu vi, gia nhập Thần Cực Tông đâu? Càng dám không đem trưởng lão nói để ở trong lòng. Chắc hẳn người này chính là thông qua gia thế của mình, đi cửa sau chứ. Hắn nghe nói, cái này Diệp Thần tựa hồ là đồ Lan Tâm tự mình mang tới, ở Thần Cực Tông bên trong cũng không có tiếp xúc qua những đệ tử khác, như vậy, rất có thể, hắn bên ngoài viện, nội viện, cũng không có quan hệ gì, hắn quan hệ là đồ Lan Tâm. Xem đồ Lan Tâm cái này cùng địa vị cao cả tồn tại, dĩ nhiên là khinh thường tại nhúng tay các đệ tử giữa tranh đấu. Cho dù trước mặt thằng nhóc này chết, cũng giống vậy. Mà và hắn cùng đi mấy tên tạp dịch viện đệ tử, căn bản và Vương Bảo Tuyền là giống nhau ý tưởng. Diệp Thần nghe vậy, không khỏi được sắc mặt có chút cổ quái, cho tới nay, đều là tất cả loại công tử nhà giàu, xem thường hắn thân phận, hiện tại, mình ngược lại bị làm nhà giàu có con em. Diệp Thần quét Vương Bảo Tuyền một cái nói, ta không phải cái gì nhà giàu có con em. Vương Bảo Tuyền mặt hiện sát ý, bị mình các người vây quanh, lại có ai sẽ thừa nhận đâu. Hắn cười lạnh nói, vậy vị này sư đệ, có thể giải thích một chút, ngươi là làm sao dựa vào phong môn tu vi, gia nhập ta Thần Cực Tông sao? Nếu như ta nhớ không lầm, nhập tông tiêu chuẩn, thấp nhất hẳn là thái hư cảnh chứ? Tại sao, ngươi và người khác không giống chứ? Vương Bảo Tuyền các người sở dĩ sẽ nhanh như vậy đi tìm tới, chính là bởi vì Diệp Thần cửa sau này mở thật sự là quá phóng đại à? Có thể nói vạn cổ đệ nhất chứ? Liền liền những trưởng lão kia con cháu, cũng không có mở qua như vậy trước ví dụ à. Cái này thuyết minh, Diệp Thần bối cảnh cũng là vô cùng được khủng bố. Diệp Thần bối cảnh càng khủng bố, bọn họ lại càng cừu hận Diệp Thần à. Ai cũng có thể thả qua, thì là không thể vào thả qua Diệp Thần. Lúc này, Diệp Thần nhưng là sau một hồi trầm mặc, mở miệng nói con bà nó thực lực. Yên lặng. Nguyên bản một mực ầm ĩ vậy mấy tên vây quanh Diệp Thần đệ tử tạp dịch, đều ngừng lại, trong chốc lát, yên lặng như tờ. Có thể một khắc sau, chính là bạo phát ra một hồi cười to. Tựa như nghe được trên đời chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất. Hắn một cái phong môn tồn tại, có thực lực gì có thể dựa vào. Thằng nhóc này, cũng quá có thể sắp xếp chứ. Đột nhiên, Vương Bảo Tuyền ngưng cười, cân nhắc đánh giá Diệp Thần nói như vậy. Ngươi còn là một để cho Thần Cực Tông, đều phải phá lệ chúng tuyển vạn cổ yêu nghiệt. Như vậy, ngươi thực lực, nhất định phải thường đáng sợ chứ. Không biết, cái vị công tử này, có dám hay không cùng ta cuộc chiến sinh tử. Diệp Thần trầm mặc. Tất cả mọi người là mặt lộ vẻ cười nhạt, phong môn tồn tại cùng Vương Bảo Tuyền cuộc chiến sinh tử. Ha ha, chỉ có kẻ ngu mới chịu đáp ứng chứ. Có thể gia nhập Thần Cực Tông. Cái nào không phải kinh tài tuyệt diễm hạng người. Cho dù là đệ tử tạp dịch, cầm đi ra bên ngoài ra, đều có thể gọi là thiên tài. Là có vượt cấp mà chiến thực lực. Mà Vương Bảo Tuyền, nhưng mà tạp dịch thứ nhất à.
khoảng cách chân chính ngoại môn đệ tử, vậy chỉ bất quá kém từng tia thôi. Hắn thực lực chân chính, đã có thể so với thái hư bảy tầng thiên tồn tại. Và Vương Bảo Tuyền cuộc chiến sinh tử, đó chính là tự tìm cái chết ở giữa tự tìm cái chết. Diệp Thần yên lặng, cũng ở đây bọn họ ý liệu bên trong. Vương Bảo Tuyền thấy vậy, trong mắt nụ cười hơn nữa đậm đà, nói, nếu không phải muốn cùng ta cuộc chiến sinh tử, như vậy có thể thì phải ủy khuất cái vị công tử này, chúng ta tạp dịch viện có cái quy củ, người mới gia nhập, cấp cho sư huynh quỳ xuống dập đầu, người nếu không muốn quỳ trưởng lão, vậy thì quỳ chúng ta như thế nào? Mọi người một hồi cười ầm lên, trong mắt bên trong cũng lóe lên tàn nhẫn ánh sáng. Đây cũng là, bọn họ trước sau như một xáo lộ, có thể gia nhập thần cực tông yêu nghiệt, lại có mấy cái, có thể chịu được khuất nhục như vậy. Coi như có thể nhịn một lần hai lần, chẳng lẽ, còn có thể không ngừng không nghỉ nhịn xuống đi không? Cuối cùng, chỉ có thể chủ động nghỉ học thôi. Diệp Thần thở dài một cái, hắn sở dĩ yên lặng, cũng không phải là bởi vì sợ Vương Bảo Tuyền. Mà là, Vương Bảo Tuyền thực lực quá yếu. Yếu đến hắn liền xuất thủ dục vọng, cũng không có. Đối phương cố nhiên thái hư sáu tầng thiên. Nhưng là cùng vô danh so sánh, yếu quá nhiều quá nhiều. Diệp Thần thích chiến đấu, nhưng, đó là đối với cường giả. Tàn sát tên yếu, không phải hắn hứng thú, thậm chí cảm thấy rất phiền. Có thể, nếu có người không muốn tìm chết, hắn vậy không có cách nào. Diệp Thần cổ tay lộn một cái, thanh liên diệt thiên kiếm rơi vào trong tay, hắn sắc mặt nhàn nhạt nhìn Vương Bảo Tuyền, thậm chí cũng lười được nói gì, mở miệng nói, ngươi ra tay đi, ngươi tốt nhất xuất toàn lực, bởi vì, ngươi chỉ có một lần xuất thủ cơ hội. Một con chó, hướng về phía ngươi kêu, trực tiếp đánh chết chính là, còn cần và hắn kêu trở về sao? Có thể Vương Bảo Tuyền các người, nhưng là kinh hãi à? Triệt để kinh hãi. Cái này phong môn cảnh tiểu tử, lại vẫn thật đón nhận. Đây chính là Vương Bảo Tuyền à, tạp dịch viện bên trong, người thống trị trí cao vô thượng. Thực lực thậm chí, vẫn còn ở một ít ngoại môn đệ tử bên trên à. Nhiều ít năm, cũng không ai dám khiêu chiến Vương Bảo Tuyền. Mà Diệp Thần, không chỉ có đón nhận cuộc chiến sinh tử, còn để cho Vương Bảo Tuyền xuất thủ trước. Còn nói, Vương Bảo Tuyền chỉ có một lần xuất thủ cơ hội. Cái này mẹ hắn, là dùng tánh mạng ở gắn à. Cuồng được không thể lại điên. Mấu chốt là Diệp Thần thần sắc, còn vô cùng ổn định. Tựa như, ngay tại nói một chuyện nhỏ không đáng kể vậy. Tự tìm cái chết, Vương Bảo Tuyền quát lên một tiếng lớn, lửa giận điên cuồng kích động, cặp mắt nhỏ dài bên trong, tất cả đều là vẻ oán độc. Chọc giận hắn, cũng không phải là Diệp Thần lời nói, mà là Diệp Thần ánh mắt. Nhìn Diệp Thần vậy thần sắc lạnh nhạt, vậy đôi bình tĩnh nhưng tràn đầy lãnh ngạo cặp mắt, hắn giống như thấy được đi qua, những cái kia đối với hắn nhìn hờ hững, hoàn toàn không có đem hắn coi vào đâu nhà giàu có con em vậy à. Hắn quá rõ loại ánh mắt này. Diệp Thần, là thật không có cầm hắn coi ra gì à. Nguyên bản, Vương Bảo Tuyền thông qua lấn áp cái khác tạp dịch con em lấy được cảm giác ưu việt, khoảnh khắc tan vỡ, ẩn giấu ở đáy lòng tự ti. Ngay tức thì bạo phát ra. Hắn nhất định phải giết Diệp Thần. Chỉ có Diệp Thần chết, hắn mới có thể lần nữa đem mình tự ti niêm phong ở nhất u ám xó xỉnh. Nếu không, Diệp Thần tồn tại, liền sẽ không lúc nào nhắc nhở hắn. Hắn, bất quá vẫn là đã từng cái đó được lăng nhục, không có ai nhìn thẳng xem hắn nhà nghèo con em. Một khắc sau, Vương Bảo Tuyền hai tay bên trong, nhiều hơn một chuôi đỏ thấm trường côn, côn thân bên trên. Mình in vô số kim quang lóe lên phù văn. Chuôi này trường côn, bất ngờ là một chuôi nửa bước cổ khí. Vương Bảo Tuyền linh lực phun trào, tràn ra ra, khí tức cường đại làm hư không chấn động tùng, trong tay trường côn ánh sáng lớn bắn. Loạn vân côn. Vương Bảo Tuyền khẽ quát một tiếng, không giữ lại chút nào ra tay, trong tay đỏ thấm trường côn ngay lập tức bây giờ, liền hướng Diệp Thần, điểm liên tiếp hàng ngàn hàng vạn hạ. Côn ảnh trùng trùng, nối thành một phiến, tựa như một phiến cuồn cuộn mây máu, hướng Diệp Thần gào thét tới. Đi theo Vương Bảo Tuyền vây trận Diệp Thần vậy mấy tên đệ tử tạp dịch thấy vậy, đều là sắc mặt cuồng biến, vạn phần hoảng sợ. Cái này loạn vân côn, nhưng mà cực mạnh võ à. Hơn nữa, Vương Bảo Tuyền đã đem môn vũ kỹ này, tu luyện đến cảnh giới nhất định, ra tay một cái,
uy thế cả ngày, đủ để sụp đổ hết thảy, vô địch tại thái hư 6 tầng thiên dưới à. Mặc dù Vương Bảo Tuyền điểm ra mây máu tỏa định là Diệp Thần, nhưng, chỉ là tiết lộ ra một chút uy lực còn lại, liền để cho vậy mấy tên thái hư cảnh đệ tử tạp dịch, cảm thấy nguy cơ sinh tử, rối rít xứ suốt toàn lực, ra tay ngăn cản. Có thể một khắc sau, cái này mấy người thân thể, liền không có chút nào sức chống cự bị đánh bay, khóe miệng máu tươi cuồng trào, hơi thở uể oải, trong nháy mắt, vẫn trọng thương. Nhưng lúc này, Diệp Thần, nhưng vẫn sắc mặt ung dung, đứng tại chỗ không nhúc nhích, đối mặt vậy tựa như có thể đem mặt đất đè thành phấn vụn côn ảnh mây máu. Diệp Thần chỉ là, chậm rãi giơ tay lên ở giữa thanh liên diệt thiên kiếm, trên cánh tay kim quang chớp động, một kiếm hoành ra, chém về phía vậy cuồn cuộn ửng đỏ. Diệp Thần, thậm chí cũng không có thi triển kiếm pháp, cứ như vậy chất phác không màu mè một kiếm. Vậy màu xanh kiếm phong, ngay chớp mắt, liền rơi vào Vương Bảo Tuyền đánh ra vô số côn ảnh trong đó, tựa như, bị vậy côn ảnh chìm ngập, cắn nuốt vậy. Có thể thời gian, vậy liền vào giờ khắc này, xu hướng tại ngừng. Vương Bảo Tuyền trên mặt, vốn là khinh thường, khinh miệt, oán độc, sảng khoái, cũng vào giờ khắc này đọng lại. Hắn nguyên vốn cho là, Diệp Thần cái này giống như là trẻ con 3 tuổi vậy, tiện tay chém ra một kiếm, căn bản không có từng tia có thể uy hiếp được mình, chết, chỉ sẽ là Diệp Thần. Có thể ở kiếm phong cùng dậy gậy gộc tiếp xúc ngay tức thì, hắn biết, mình sai rồi. Vương Bảo Tuyền mặt mũi, hướng kinh hoàng, biến chuyển. Cũng không cùng hắn kinh hoàng, hoàn toàn hiện lên ở gương mặt bên trên, vậy muôn vàn côn ảnh, liền biến mất không còn một mống. Đồng thời tiêu tán, còn có Vương Bảo Tuyền thân thể. Ầm một tiếng vang thật lớn, ở đó vô biên cự lực tẩy rửa dưới, Vương Bảo Tuyền thân thể, trực tiếp bạo làm một đoàn xương máu. Liên thần hồn, đều bị thanh liên diệt thiên trên thân kiếm cuồng trào ra lực lượng, hoàn toàn nghiền thành hư không. Diệp Thần lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, ta nói qua, ta là dựa vào thực lực trở thành đệ tử tạp dịch, bất quá nhìn như, tạp dịch viện trình độ, quả thật có chút thấp. Hắn trên gương mặt, không có chút nào mừng rỡ, tựa như, chỉ là làm một chuyện nhỏ không đáng kể vậy, thậm chí, còn có một chút không nhịn được. Vương Bảo Tuyền, so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn yếu. Từ đầu chí cuối, Diệp Thần đánh bại Vương Bảo Tuyền, đại khái, chỉ tốn một cái hô hấp đi, nhưng hắn cảm thấy, ở loại phế vật này trên mình, hoa một cái hô hấp, có chút lãng phí thời gian. Đối với như vậy rác rưởi, hắn thậm chí liền lục đạo kiếm thần kiếm pháp đều không tất cầm ra, dựa vào mình vô tận cự lực, cộng thêm khủng bố sức nặng thanh liên diệt thiên kiếm, đủ để mất đi. Có thể Diệp Thần cảm thấy không có vấn đề. Những người khác, chưa thấy được à? Vậy mấy tên đi theo Vương Bảo Tuyền mà đến đệ tử tạp dịch, lúc này đều phải điên rồi, suy nghĩ đều phải nổ tung. Bọn họ cả người run rẩy, môi phát trắng, giống như là thấy được quỷ vậy, nhìn Diệp Thần. Đây chính là Vương Bảo Tuyền à? Ở đệ tử tạp dịch trong suy nghĩ, tương đương với thần tồn tại à? Thậm chí một ít yếu một chút ngoại môn đệ tử, đều phải kính hắn 3 phần à. Có thể, Vương Bảo Tuyền toàn lực ra tay dưới, liền bị Diệp Thần, như thế một kiếm cho chém. Thật giống như Diệp Thần nói như vậy, chỉ có một lần xuất thủ cơ hội à. Đáng sợ hơn phải, Diệp Thần nhìn như, căn bản không xuất toàn lực à. Cái này, vẫn là phong môn cảnh sao? Mấy tên đệ tử tạp dịch, không khỏi bị ai nghĩ đến, nếu như mỗi một phong môn cảnh võ giả, đều giống như Diệp Thần như thế kinh khủng nói, bọn họ thật, cũng mất đi sống trên thế giới này hy vọng. Bọn họ bây giờ mới biết, nguyên lai Diệp Thần nói, dựa vào thực lực, là thật. Đáng tiếc, đã rõ ràng được quá muộn. Diệp Thần nhặt lên trên đất trường côn và Vương Bảo Tuyền túi đựng đồ, trầm ngâm chốc lát sau đó, đột nhiên hai tròng mắt sáng lên. Hắn vừa quay người, hướng vậy mấy tên bị đánh bay đệ tử tạp dịch đi tới. Hắn cái này vừa quay người, cơ hồ thì phải hù được mấy người kia ngất đi. Hiện tại, Diệp Thần ở bọn họ xem ra, liền là chân chánh ác ma à. Ăn thịt người không nhả xương ác ma. Thậm chí đều không chú ý thương thế tăng thêm, liều mạng hướng Diệp Thần đi tới hướng ngược lại leo đi. Bất quá, bỏ mau hơn nữa, còn có thể mau hơn Diệp Thần sao? Kim quang chớp mắt, Diệp Thần, liền chắn mấy người trước người. Một người đệ tử tạp dịch, cả người run lẩy bẩy ngẩng đầu lên,
nhìn một cái mắt nhìn xuống hắn Diệp Thần, sau đó. Lại là trực tiếp bị sợ được không cầm được. Diệp Thần cười khổ lắc đầu một cái, đệ tử tạp dịch, thậm chí liền ra chiến trường làm con cờ thí tư cách cũng không có, ở thần cực tông nhưng thật ra là tương đương với người làm tồn tại, mà đây mấy người bởi vì ôm lên Vương Bảo Tuyền bắp đùi, lại là thiếu cuộc chiến sinh tử kinh nghiệm. Lúc này, làm chết bóng mờ hạ xuống, bọn họ tự nhiên cảm thấy sợ hãi. Bất quá, Diệp Thần nhưng là thần sắc nhàn nhạt mở miệng nói, lưu lại túi đựng đồ, cút. Hắn nói qua, hắn không thích giết phế vật, thậm chí, cảm thấy rất phiền. Hơn nữa, hắn còn dự định đi thưởng thức, thần cực tông tử lầu cơm thức ăn đây, ở trước khi ăn cơm, dính vào quá nhiều mùi máu tanh không tốt, sẽ ảnh hưởng mùi của thức ăn, vậy sẽ ảnh hưởng hắn dùng cơm tâm tình. Mấy tên đệ tử tạp dịch nghe vậy sững sốt một chút, một khắc sau mặt hiện vẻ mừng rỡ như điên, rối rít cho Diệp Thần dập đầu nói xin lỗi, cảm ơn ân không giết, liền đem túi đựng đồ lưu lại. Tứ chi chạm đất, kéo bị thương thân thể, thật nhanh đã đi xa. Diệp Thần nhặt lên túi đựng đồ, mặt lộ mỉm cười. Mặc dù mấy cái này phế vật, làm trễ nãi hắn một chút thời gian, nhưng, tổng thể mà nói vẫn là hắn kiếm. Bởi vì, thần cực tông đệ tử điểm cống hiến, cũng tồn trữ ở bọn họ lệnh bài thân phận bên trong, chính là đồ lan tâm cho hắn cái đó. Lệnh bài thân phận nếu như thất lạc, mặc dù có thể bổ làm. Nhưng trong đó điểm cống hiến, cũng không sẽ khôi phục. Mà thần cực tông, một mực có cái quy củ, đồ ai lấy được, chính là của người đó. Điểm cống hiến, vậy là có thể lẫn nhau chuyển tới cái khác lệnh bài. Diệp Thần đem thần niệm dò nhập Vương Bảo Tuyền đám người trong lệnh bài, một khắc sau, gương mặt bên trên, toát ra vẻ vui mừng. Cái khác mấy người cũng được đi, cái này Vương Bảo Tuyền trong lệnh bài điểm cống hiến, lại là vô cùng là phong phú. Sợ rằng, là tranh đoạt không thiếu đệ tử tạp dịch điểm cống hiến chứ. Bất quá, hiện tại cũng tiện nghi Diệp Thần. Số lượng như vậy điểm cống hiến, tiến vào cốt lão địa phương và thất tinh luyện thần các, đã đủ rồi. Hắn cũng không cần đi thao tim làm tạp vụ hoặc là tiếp nhận vụ các loại chuyện. Diệp Thần khẽ mỉm cười, tiếp tục hướng thần cực tông tử lầu đi tới, cho dù không cần làm tạp vụ, cũng phải thưởng thức thức ăn ngon, liền làm. Là cái này tiền của bất ngờ ăn mừng đi. Rất nhanh, Diệp Thần liền đi vào thần cực tông quán rượu bên trong, mới vừa một bước vào trong đó, liền ngửi thấy từng cơn đập vào mặt mê người mùi thơm, không khỏi được tinh thần chấn động. Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị đi quầy điểm món ăn lúc đó, đột nhiên một đạo thanh âm lạnh lùng, từ Diệp Thần sau lưng vang lên. Bên kia vậy tên tạp dịch, ngươi, tới đây. Diệp Thần quay đầu nhìn một cái. Chỉ gặp ở sau lưng hắn cách đó không xa, đứng một người vóc dáng cao gầy, mặt mũi anh tuấn, một đầu tóc đỏ, mặc ngoại môn đệ tử quần áo trang sức, tu vi thái hư bảy tầng thiên bên trên, ngang hông, treo một cái màu tím trường kiếm, khí tức quanh người nổ tung, thỉnh thoảng có một đạo điện mang, ở trong mắt lóe lên, mặt đầy vẻ ngạo nghễ chàng thanh niên. Ở sau lưng hắn, còn đi theo một người dung mạo khá đẹp cô gái, nếu là đúng so trái đất lời của cô gái. Đủ để và cao cấp nữ nghệ sĩ, ganh đua cao thấp. Chỉ là hắn trắng nõn trên gương mặt tươi cười, thần sắc lộ vẻ được có chút nói năng tùy tiện, cao ngạo, để cho người nhìn có chút không thoải mái, mà người đàn bà này, đồng dạng là thái hư bảy tầng thiên. Cô gái khá là bất mãn hướng về phía thanh niên kia nói, chuyện gì xảy ra? Điểm cái món ăn, lâu như vậy, ngươi còn muốn ta đứng ở chỗ này tới khi nào? Sớm biết, ta cũng không cùng ngươi tới. Nếu như Lâm sư huynh dẫn ta tới ăn cơm, tuyệt đối sẽ không như vậy. Nam tử quay đầu, mặt đầy vẻ lấy lòng địa đối nói năng tùy tiện cô gái cười nói, cái này tạp dịch không hiểu chuyện, đoán chừng là mới tới, đồng đồng, đừng có gấp, Lâm thương thằng nhóc kia. Thằng nhóc kia nhưng mà rất mê gái, nào có ta như thế đối với ngươi một lòng một dạ. Dứt lời, tên nam tử này tự quay đầu lại, mặt đầy vẻ bất mãn nhìn chằm chằm Diệp Thần, liền ánh mắt cũng lạnh như băng một phần. Một cái nho nhỏ đệ tử tạp dịch, lại để cho mình ở đồng đồng trước mặt bêu xấu, để cho hắn bị oán trách. Hắn vì ước đồng đồng đi ra ăn cơm, không biết xài bao lớn công phu à. Hiện tại, liền bởi vì là một cái đê tiện phế vật, phá hủy hắn hoàn mỹ hẹn hò. Thậm chí, còn tăng lên đồng đồng đối với tình địch của hắn hảo cảm. Hắn làm sao có thể không giận? Lòng giết Diệp Thần, đều có à. Có thể để cho hắn khó chịu phải.
vậy tên tạp dịch đến hiện tại cũng không có phản ứng, hắn trong mắt lóe lên một chút không nén được vẻ nói, lão tử cùng ngươi nói chuyện đâu, điếc. Bây giờ tạp dịch, cũng làm như vậy chuyện. Mà lúc này, không ít người, đều nhìn về bên này. Liền dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Diệp Thần chậm rãi thu hồi ánh mắt, không có lại đi xem tên kia ngoại môn thanh niên, tự nhiên hướng quầy đi tới. Thời khắc này Diệp Thần có chút hối hận. Cái này thân quần áo cứ như vậy bắt mắt, như thế dễ dàng kéo cửu hận. Hắn thật không muốn cử động nữa tay. Không thiếu đang dùng cơm ngoại môn, đệ tử nội môn, đều là mặt hiện nghiền ngẫm vẻ nhìn về phía tên thanh niên kia, bọn họ biết, lần này có trò hay để nhìn. Mà ở trong tửu lầu bận rộn một ít đệ tử tạp dịch, thấy một màn này, chính là mặt hiện vô cùng là hoảng sợ thần sắc. Lại có đệ tử tạp dịch, dám coi thường ngoại môn đệ tử. Đây là ăn tim gấu gan báo à? Ngoại môn đệ tử, đối với đệ tử tạp dịch mà nói, giống như là tổ tông như nhau à? Bình thường coi như là thật tốt cung, đều phải lo lắng đề phòng, sợ đối phương kiếm chuyện, mượn cơ hội lấn áp, huống chi, là ở nơi này dưới con mắt mọi người, trắng trợn coi thường đối phương, quét đối phương mặt mũi. Đây quả thực, là tự sát hành vi à? Hơn nữa, bọn họ còn phát hiện, tên kia đệ tử tạp dịch, lại bất quá là phong môn tu vi. Cái này, lại là tự tìm cái chết bên trong muốn chết à? Diệp Thần nhưng là không chút nào để ý điều này ý kiến, hắn tới tửu lầu, là tới ăn cơm, lại mẹ hắn không phải tửu lầu tạp dịch, không khỏi coi hắn làm gì. Để cho mình chịu nhục sao? Tạp dịch, chẳng lẽ không phải là người sao? Một người, nếu là đúng ngươi liền cơ bản nhất tôn trọng cũng không có, hắn lại có cái gì tư cách, để cho ngươi tôn trọng? Để cho ngươi phục vụ cho hắn? Muốn ở trước mặt phụ nữ nâng cao mình, khoe khoang mình thực lực, thủ đoạn còn nhiều mà, có thể ngươi chỉ dựa vào khi dễ những thứ này nhân viên phục vụ, ở nhân viên phục vụ trước mặt diễu võ dương oai tới biểu diễn mình ưu việt. Ai cho ngươi mặt? Loại người này, là để cho Diệp Thần xem thường, cảm giác chán ghét. Vậy ngoại môn thanh niên sững sốt một chút, thậm chí, đều có chút không phản ứng kịp, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, nho nhỏ này đệ tử tạp dịch, lại thật sẽ đôi ba lần coi thường hắn. Càng không có nghĩ tới, tên này đệ tử tạp dịch, không chỉ có coi thường hắn, còn tự nhiên đi. Đây là, hoàn toàn không đem hắn coi ra gì à. Đứng ở thanh niên bên cạnh nói năng tùy tiện cô gái thấy vậy, cười lạnh nói, ha ha, Lý Khoái Thư, người thật là càng phối hợp càng trở về à. Hiện tại, liền một cái nho nhỏ tạp dịch, đều có loại coi thường ngươi. Bổn cô nương đứng ở bên người ngươi, đều cảm thấy mất thể diện à, nhờ ngươi sau này muốn mất thể diện, chỉ có một người ném, không muốn kéo bổn cô nương cùng ngươi cùng nhau ném, được không? Chớ tới tìm ta nữa, Lâm Sư Huynh coi như lại hoa tim. Chỉ ít sẽ không có tạp dịch dám coi thường hắn, vậy thì so ngươi khỏe gấp 10.000 lần, hiểu không? Dứt lời, lại là không cùng thanh niên mở miệng, trực tiếp xoay người rời đi. Chờ một chút, đông đông, không phải như vậy, thằng nhóc này, không biết từ đâu tới. Trước kia tạp dịch, nhưng mà đối với bổn công tử một mực cung kính à. Lý Khoái Thư sắc mặt liền trắng, vội vàng đi lạp tô đồng đồng tay, lại bị đối phương một cái mở ra. Nhìn Tô Đồng Đồng nhanh chóng rời đi hình bóng, Lý Khoái Thư đầy mặt thất hồn lạc phách vẻ, hắn biết mình ở Tô Đồng Đồng trong lòng, vĩnh viễn, cũng kém hơn cái đó Lâm Thương. Một khắc sau, Lý Khoái Thư chợt xoay người, thái hư hơi thở, không giữ lại chút nào bùng nổ, hướng Diệp Thần cuồn cuộn đi, đôi mắt ứ máu, lửa giận sôi trào, gân xanh cuồng loạn, từng bước một hướng đang lễ tân điểm món ăn Diệp Thần đi tới, mỗi bước ra một bước, đúng nóc tửu lầu. Liền sẽ chấn động động một cái. Lúc này Lý Khoái Thư, chính là tức giận đến giống như nhập ma vậy. Cả người tản ra cực hạn sát ý. Hắn hướng về phía Diệp Thần gầm hét lên, ngươi thật sự là mẹ hắn điếc. Lão tử kêu ngươi, ngươi không nghe được, ngươi tên tạp dịch, còn sống chính là vì cho bổn công tử điểm món ăn, cho bổn công tử bưng trà rót nước, ngươi lại dám coi thường lão tử. Vậy ngươi còn sống làm gì? Cho lão tử trực tiếp đi chết đi. Bây giờ Lý Khoái Thư, thậm chí, đều không quản cái gì tông môn quy định, thần cực tông mặc dù cho phép cuộc chiến sinh tử, nhưng lại không cho phép bước viện cuộc chiến sinh tử, nếu không, thì không phải là chui luyện đệ tử, mà là chu diệt. Không cùng tông viện bây giờ, chênh lệch, chính là trời cùng. Hiện tại,
Lý Khoái Thư giết Diệp Thần, quả thật phải bị một ít trách phạt, nhưng, hắn Lý Khoái Thư, nhưng mà Thần Cực Tông ngũ trưởng lão bà con xa à. Mặc dù quan hệ xa một chút, bất quá tiêu diệt một người đệ tử tạp dịch chút chuyện nhỏ này, vẫn có thể giúp hắn đè xuống đi. Tối đa, cũng chỉ tượng trưng tính bị chút xử phạt thôi. Diệp Thần vậy quay người lại, đầy mắt uy nghiêm nhìn đi tới Lý Khoái Thư, Diệp Thần mặc dù có thời điểm tàn nhẫn, tà tính, nhưng, lại cũng không biết bao người thích giết chóc, hắn hôm nay đã giết một cái Vương Bảo Tuyền, chẳng ngờ lại dính vào càng nhiều hơn mùi máu tanh. Cơm, sẽ thành không được khá ăn. Bất quá, hắn mặc dù không phải là như vậy thích giết chóc, nhưng đối với giết, cũng không mâu thuẫn. Cơm, có thể ngày mai ăn nữa. Cái này Lý Khoái Thư, ngày hôm nay, sẽ chết. Nhưng vào lúc này, Diệp Thần cùng Lý Khoái Thư bây giờ, nhưng là bóng người trước mắt, một người ăn mặc đệ tử tạp dịch quần áo trang sức, mặt đầy nụ cười, còn xinh đối với má lúm đồng tiền, sắc mặt đỏ thắm, không cao không thấp mặt tròn thanh niên, trong tay trên khay, để một cái ngọc bình bên trong, tản ra đậm đà rượu thơm, để cho trong tửu lầu mọi người, đều là tinh thần chấn động. Mà lúc này, tên này mặt tròn thanh niên, nhưng là đối Lý Khoái Thư, cung kính cúi người, rót một ly rượu, sơ hướng Lý Khoái Thư nói, Lý công tử, xin bớt giận, tên này đệ tử tạp dịch, cũng không phải là trong tửu lầu nhậm chức người ở, chỉ là tới chúng ta tửu lầu dùng cơm quý khách mà thôi, bất quá vậy trách chúng ta phục vụ không chu toàn, để cho Lý công tử đợi lâu, bình này huyền nguyên ngọc dịch, sẽ đưa cho Lý công tử, thành tựu bồi lễ. Mọi người nghe vậy. Mặt lộ vẻ kinh sợ, cái này huyền nguyên ngọc dịch, nhưng mà trong tửu lầu, rượu tốt nhất liền à, giá cả không rẻ. Đồng thời, tên kia mặt tròn tạp dịch, lặng lẽ quay đầu, hướng về phía Diệp Thần điên cuồng nháy mắt, mở miệng nói, mau tới đây, cho tên này ngoại môn công tử bồi cái không phải. Người này, tên là Chu Viễn Tân, là ở trong tửu lầu công tác đệ tử tạp dịch, Chu Viễn Tân trong ngày thường, vậy không thiếu bị đệ tử ngoại môn khi dễ, nhưng cho tới nay. Cũng dựa vào mình mượt mà, kiên nhẫn qua loa lấy lệ mà qua, cho tới bây giờ chưa từng ăn qua quá lớn thua thiệt. Hắn đã không chỉ một lần gặp qua, những cái kia không chịu cúi đầu, kiên trì mình kiêu ngạo đệ tử tạp dịch, cuối cùng, cũng chỉ có thể vô cùng thê thảm thu tràng. Thậm chí liền bằng hữu tốt nhất của hắn, vậy vì vậy bị ngoại môn đệ tử miễn cưỡng hành hạ được gần chết, từ một cái vạn chúng chúc mục thiên tài, biến thành một tên phế vật, từ đây mất hết ý chí. Bước lui ra tông môn. Cho nên, hắn đặc biệt vô cùng rõ ràng, đắc tội một người đệ tử ngoại môn hậu quả, có bao nhiêu nghiêm trọng. Ở bạn tốt của hắn bị người khi dễ lúc đó, hắn hy vọng dường nào mới có thể có một người, tại lúc sau đứng ra, giúp một tay bạn hắn à. Có thể tất cả mọi người, cũng chỉ là trầm mặc, bao gồm chính hắn. Làm hắn thấy Diệp Thần bị Lý Khoái Thư nhục mạ lúc đó, nghĩ tới chính là mình người bạn kia. Một phen vùng vẫy sau đó, Chu Viễn Tân lần này, chẳng ngờ lại yên lặng. Hắn mặc dù đã vô số lần hướng về phía những cái kia ngoại môn đệ tử cường nhan cười vui, phỉ nhổ mặt từ liền, nhưng, hắn trong lòng thân là võ giả kiêu ngạo, còn không có hoàn toàn chết đi. Hắn mặc dù cũng bị Lý Khoái Thư khí thế rung động, là sợ hãi, nhưng lại vẫn là khắc phục sợ hãi, dùng mình góp nhặt tới toàn bộ điểm cống hiến, đổi cái này một chai huyền nguyên ngọc dịch. Hy vọng lắng xuống Lý Khoái Thư lửa giận. Nhưng đột nhiên gian, quay đầu nhìn về phía Diệp Thần Chu Viễn Tân, cảm thấy mình đầu lâu bên trên, truyền đến một hồi lạnh như băng. Lạnh như băng theo đỉnh đầu, trượt đến hắn trên gương mặt. Hắn hơi quay đầu lại, nhìn về phía Lý Khoái Thư. Chỉ gặp lúc này, Lý Khoái Thư đang mặt đầy vẻ châm chọc, đem bình kia huyền nguyên ngọc dịch, trực tiếp té ở Chu Viễn Tân trên đầu. Chu Viễn Tân. Mặc dù còn duy trì nụ cười, có thể bả vai, đã bắt đầu khẽ run. Lý Khoái Thư vô cùng là khinh thường cười lạnh nói, mời ta uống rượu. Rượu, là rượu ngon, đáng tiếc, đã thúi, người biết tại sao không? Vừa nói, thanh âm hắn run lên, quát lên, các ngươi để cho như vậy một cái chán ghét tạp dịch, và chúng ta ở cùng một chỗ dùng cơm. Khá hơn nữa rượu món ăn, cũng sẽ cho người muốn ói. Chu Viễn Tân con người run lên, nhưng vào lúc này, vậy không đoạn truyền tới lạnh như băng, biến mất. Là rượu đổ xong chưa? Không phải. Là có người, bắt được Lý Khoái Thư tay. Người này, dĩ nhiên là Diệp Thần. Lý Khoái Thư nhìn đột nhiên xuất hiện ở Chu Viễn Tân sau lưng Diệp Thần,
cười lạnh một tiếng nói, chỉ bằng ngươi phế vật này, vậy muốn bắt ta. Hắn trong mắt, thoáng hiện nồng nặc sát ý, hắn Lý Khoái Thư, nhưng mà nửa thể tu à. Hắn Lý gia tu hành một loại bí pháp, có thể đem hơn nửa linh lực, đổi thành làm lực tính. Diệp Thần bắt hắn lại tay, đơn giản là ngu xuẩn đến trình độ cao nhất, ngại mình sống được không đủ lâu à. Hắn cả người linh lực động một cái, bắp cánh tay bên trong, bộc phát ra một hồi cự lực, thì phải đem Diệp Thần cầm ở trên cổ tay mình cái tay kia hất ra, thậm chí ở Lý Khoái Thư muốn đến, lấy hắn thái hư cảnh tu vi, cộng thêm Lý gia bí thuật, đừng nói là tay, Diệp Thần toàn bộ tay, cũng sẽ bị hắn trực tiếp vung đoạn chứ. Thậm chí Diệp Thần thân thể, cũng sẽ không chịu nổi hắn lực lượng, mà tan vỡ chứ. Cái này, cũng không nên trách hắn à, là Diệp Thần mình muốn bắt tay hắn. Có thể một khắc sau, Lý Khoái Thư, nhưng là sắc mặt biến đổi. Có chút khó có thể tin nhìn Diệp Thần cầm tay hắn cổ tay cái tay kia. Lý Khoái Thư lặng lẽ quét mọi người một mắt, chỉ gặp không ít người, gặp hắn bị Diệp Thần nắm, đều ở đây chỉ chó chó, không khỏi được trong mắt lửa giận bay lên, khẽ quát một tiếng, cho ta buông ra. Một khắc sau, cả người hơi thở ầm một tiếng phóng lên cao, dâng trào linh lực vô tận bùng nổ. Hóa thành cuồn cuộn ngút trời cự lực, hội tụ ở bị bắt tay trái bên trên, hắn có lòng tin, hắn toàn lực dưới, cho dù là so hắn cao hơn 2-3 cái cảnh giới nhỏ thái hư võ giả, vậy tuyệt không thể nào bắt hắn lại tay. Nhưng, 0,1% cái ngay tức thì sau đó, Lý Khoái Thư sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Mà mọi người vây xem, lúc này, tựa hồ, vậy nhìn thấu không đúng, mặt hiện rung động vẻ nhìn về phía Diệp Thần. Cho dù Lý Khoái Thư, toàn lực bùng nổ dưới. Diệp Thần tay, vẫn là giống như bằng sắt vậy, vững vàng ụp lên Lý Khoái Thư trên cổ tay à. Điều này sao có thể? Tại chỗ, không hề thiếu ngoại viện đệ tử, cũng lớn đều biết Lý Khoái Thư. Lý Khoái Thư người này thực lực, mặc dù bên ngoài viện, coi như là rất thông thường, có thể nói riêng về lực lượng, lại không có người bất kỳ dám xem nhẹ Lý Khoái Thư à. Có thể hiện tại, Lý Khoái Thư lại vung không ra một người phong môn cảnh đệ tử tạp dịch tay. Cho dù lấy những thứ này kiến thức rộng, tự xưng là tầm mắt cực cao một nhóm thế lực thiên tài kiến thức, cũng hoàn toàn không cách nào hiểu, mới vừa mới chuyện gì xảy ra à. Diệp Thần khóe miệng nâng lên vẻ tươi cười, mở miệng nói, làm sao? Các ngươi ngoại môn đệ tử, liền tay ta cũng không tránh thoát. Có phải hay không, chỉ có miệng, tương đối có thể kêu mà thôi à. Mới vừa rồi, kêu lâu như vậy, khẳng định khát nước chứ. Ngươi nói rượu, đổi thúi. Có thể ta cảm thấy, rượu này, dùng để tẩy ngươi miệng thúi, thật thích hợp. Lý gia bí thuật, nửa thể tu. Ở Diệp Thần trong mắt, chính là hư không. Cái này Lý Khoái Thư không biết mình là tới tửu lầu dùng cơm quý khách, lầm nhận hắn là tạp dịch cũng được đi. Ở có người nói cho hắn, mình thân phận sau này, người này không chỉ có không cùng Diệp Thần nói xin lỗi, nhận lỗi. Còn châm chọc, thậm chí làm nhục đi lên giảng hòa người. Vậy, chính là mình muốn chết. Diệp Thần hiện tại quang lấy lực lượng mà nói, cho dù là thái hư đỉnh cấp võ giả, cũng chưa chắc có thể cùng hắn như nhau. Huống chi là Lý Khoái Thư cái phế vật này. Dứt lời, Diệp Thần cả người phá thiên lực cuồng trào ra, trong tay kim quang chớp mắt, một khắc sau, quán rượu bên trong yên lặng, bị một tiếng vô cùng vang dội, xương gãy lìa tiếng rắc rắc. Nơi đánh vỡ. Lý Khoái Thư kêu thảm một tiếng, đau đớn được khuôn mặt đều vặn vẹo, Diệp Thần, lại là miễn cưỡng đem tay hắn cổ tay, cho bẻ gãy à. Diệp Thần nắm Lý Khoái Thư tay gãy không có buông, máu tươi tràn ra, cổ tay hắn động một cái, liền dẫn vẫn nắm bình rượu tay gãy, hướng Lý Khoái Thư bởi vì đau đớn mà xòe ra miệng ngã xuống. Máu tươi hòa lẫn rượu, lập tức dưới vào liền Lý Khoái Thư trong miệng. Diệp Thần tùy ý buông lỏng tay một cái, Lý Khoái Thư cả người liền té ngã trên đất, mồ hôi lạnh chảy ròng, trong mắt, tất cả đều là vẻ sợ hãi. Lý Khoái Thư là nửa thể tu, đối với lực lượng dĩ nhiên là cực kỳ nhạy cảm. Diệp Thần mới vừa rồi gãy tay hắn cổ tay ngay tức thì, hắn cảm nhận được một cổ tựa như có thể đem thế giới dơ lên ngút trời sức mạnh to lớn, từ Diệp Thần trên mình sơn hô hải khiếu vậy điên cuồng xông ra, ngay tức thì, liền đem hắn tâm thần. Đánh tan hoàn toàn. Hắn đầu óc bên trong, hiện tại chỉ còn lại có sợ hãi, thậm chí liền nửa điểm trả thù, oán hận ý tưởng, cũng không dám có à.
Yên tĩnh. Yên tĩnh như chết. Trong tửu lầu mọi người, thậm chí cũng quên thở. Cứ như vậy vô cùng rung động nhìn Diệp Thần. Lấy lực lượng nổi danh nửa thể tu lý khoái thư, ở Diệp Thần trước mặt, liền mẹ hắn và cái trẻ sơ sinh như nhau, bị dễ dàng nắm tay cho làm gãy. Thật là, giống như có bom, ở bọn họ trong đầu nổ như nhau à. Thật đáng sợ. Đệ tử tạp dịch như vậy đánh bại dễ dàng liền ngoại môn đệ tử. Chưa bao giờ nghe à. Diệp Thần thần sắc rừng rưng từ lý khoái thư trên mình đoạt lấy túi đựng đồ, quay đầu nhìn về phía đã hoàn toàn đờ đẫn, thậm chí liền trên đầu rượu, cũng quên lau Chu Viễn Tân, mở miệng nói, ngươi, không có sao chứ. Đối với Chu Viễn Tân, Diệp Thần ấn tượng vẫn đủ tốt. Chu Viễn Tân thực lực rất phổ thông, bất quá là thái hư sơ kỳ thôi, bất quá, ở tạp dịch viện vậy coi như đứng đầu những thứ kia. Bất quá, và ngoại môn đệ tử chênh lệch vẫn là cực lớn. Có thể Chu Viễn Tân, nhưng nguyện ý vì một người xa lạ mà đứng ra, cho dù là lấy hướng lý khoái thư thỏa hiệp, nói xin lỗi phương thức, nhưng, Diệp Thần biết, Chu Viễn Tân đối với hắn không có ác ý, chỉ là muốn tránh hắn cùng lý khoái thư mâu thuẫn mà thôi. Dẫu sao ở Chu Viễn Tân xem ra, phong môn cảnh Diệp Thần là trong 1/100 vạn không thể nào là lý khoái thư đối thủ. Nghe được Diệp Thần thanh âm, Chu Viễn Tân mới hoàn hồn lại, trong nháy mắt, vậy đỏ thắm mặt tròn bên trên, viết đầy vẻ kích động. Trước mắt tên này đệ tử tạp dịch, lại chiến thắng ngoại viện tồn tại à. Chu Viễn Tân, cảm giác mình cảm động được cũng muốn khóc lên. Thật là giống như chính hắn, đem lý khoái thư dẫm ở dưới chân vậy. Đã bao nhiêu năm, đệ tử tạp dịch một mực chịu đủ lấn áp, tạp dịch viện, ở thần cực tông bên trong, thậm chí không có chút nào cảm giác tồn tại, tất cả mọi người đều đem bọn họ làm người làm, người ở giống vậy tồn tại, mà không phải là thần cực tông đệ tử à. Cho tới bây giờ không có ai, để mắt đệ tử tạp dịch. Có thể ngày hôm nay, nhưng không giống nhau, ngày hôm nay bọn họ tạp dịch viện, rốt cuộc hãnh diện một lần. Trong tử lâu, rất nhiều đang làm việc đệ tử tạp dịch, cũng cùng Chu Viễn Tân không sai biệt lắm thần sắc, đều là vô cùng kích động nhìn Diệp Thần. Bọn họ vẫn luôn kỳ vọng, tạp dịch viện có thể xuất hiện một cái có thực lực đánh bại ngoại viện đệ tử tồn tại. Nhìn những cái kia ngoại viện, thậm chí nội viện đệ tử, cũng mặt đầy khiếp sợ nhìn Diệp Thần, những thứ này đệ tử tạp dịch cửa đều là vô cùng được tự hào. Diệp Thần, liền là cả tạp dịch viện kiêu ngạo à. Chu Viễn Tân vô cùng hưng phấn nhìn Diệp Thần, giống như là gặp được thần tượng vậy, thanh âm, cũng có chút run rẩy nói ta. Ta không có sao, người tốt, ta kêu Chu Viễn Tân, xin hỏi cái vị công tử này, tên gì? Diệp Thần nhàn nhạt nói, người tốt, ta kêu Diệp Thần. Chu Viễn Tân nhìn lướt qua trong tửu lầu mọi người, đột nhiên kéo lại Diệp Thần cánh tay, thấp giọng nói, Diệp đại ca, mời theo ta tới. Diệp Thần có chút kỳ quái nhìn Chu Viễn Tân, bất quá, còn là theo chân Chu Viễn Tân, đi ra tửu lầu. Dù sao, hiện tại hắn vậy không có tâm tình gì ăn cơm. Chu Viễn Tân kéo Diệp Thần đi tới một nơi tĩnh lặng chi địa, mặt tròn bên trên tràn đầy vẻ ngưng trọng mở miệng nói, Diệp đại ca, mấy ngày nay, người tốt nhất tìm cái địa phương nào bế quan, trước tránh một chút. Diệp Thần chân mày khều một cái, nói thế nào? Chu Viễn Tân trong con người thoáng qua một tơ vẻ lo âu nói, Diệp đại ca, người hẳn là gần đây mới gia nhập thần cực tông chứ. Người không biết, lâu dài tới nay, thần cực tông ngoại viện đều là chặt chẽ đè tạp dịch viện, lần này ngươi ngay trước mọi người bị thương nặng ngoại viện đệ tử, coi như là hung hãn đánh ngoại viện mặt à. Những cái kia ngoại viện bên trong, mạnh nhất mấy tên đứng đầu đệ tử, sợ rằng sẽ không từ bỏ ý đồ. Diệp Thần ánh mắt chớp động. Đây quả thật là sẽ đối với hắn tạo thành một chút phiền toái, trầm ngâm chốc lát sau hỏi, theo ta nói một chút thần cực tông bên trong, tất cả viện tình huống, cùng với vậy mấy tên ngoại viện đứng đầu đệ tử, là thực lực gì? Chu Viễn Tân nói, trong bản tông, tạp dịch viện đệ tử tối đa, cộng 30.000 người, thực lực lớn hơn thuộc về thái hư cảnh sơ kỳ, mà ngoại viện đệ tử 5.000 người, thực lực lớn nhiều ở thái hư cảnh trung hậu kỳ hoặc là bên trên, đệ tử nội môn 1.000 người. Thực lực lớn nhiều ở thái hư đỉnh cấp cũng hoặc là bên trên, thậm chí không ít người có chạm ách cảnh thực lực. Mà đệ tử chân truyền, rất ít ở đệ tử bình thường trước mặt lộ mặt, thực lực cụ thể chúng ta vậy không phải rất rõ, nhưng nghe nói, đệ tử chân truyền, đều có thể sánh bằng thực lực của trưởng lão.
như thế mạnh, Diệp Thần lẩm bẩm một câu, trong mắt tinh quang lóe lên, hắn bây giờ thực lực đối với tầng thứ này võ giả, quả thật có chút nguy hiểm. Tăng lên thực lực, khắc không cho chậm. Xa mới, người đối với bổn tông thần ma trì, có nhiều ít biết rõ. Thần ma trì, Chu Viễn Tân khẽ nhíu mày nói, mặc dù, tiến vào thần ma trì chi phí không cao lắm, nhưng, chúng ta tạp dịch viện đệ tử nhưng vô cùng thiếu đi trước. À, Diệp Thần có chút bất ngờ nói, tại sao? Chu Viễn Tân ánh mắt đông lại một cái nói, bởi vì, đi cũng không dùng, vậy thần ma trì, căn bản cũng không phải là thông thường ao nước, mà là do tinh thuần nhất huyền nguyên dịch hóa tụ tập hình thành. Huyền nguyên mặc dù có tẩy cân phạt tủy tác dụng, nhưng lại căn bản không phải vậy võ giả có thể tiếp nhận à. Rất nhiều đệ tử tạp dịch, đừng nói là hạ ao, liền liền đến gần bên cạnh ao, cũng không làm được à. Nghe nói, đã từng tạp dịch viện có cái thể thu thiên tài, không tin ta, dựa vào thân xác vô cùng mạnh mẽ, ngạnh kháng huyền nguyên chi khí, tiến vào trong ao. Có thể cuối cùng, chỉ rơi được cái kết quả hài cốt không còn. Mới vừa chạm được ao nước, hắn thân thể, liền bị căng bể. Diệp Thần trên mặt hiện lên một nụ cười châm biếm, địa phương như vậy, không phải thích hợp nhất hắn sao? Xem ra, trước phải đi thần ma chỉ đi một chuyến. Bất quá, ở trước đó, còn có một việc muốn làm. Diệp Thần đối với Chu Viễn Tân hỏi, xa mới, người biết nơi nào có thể đem những người khác trong lệnh bài điểm cống hiến, chuyển tới mình trong lệnh bài sao? Chu Viễn Tân cười nói, cái này, đi Linh Nguyên Các làm là tốt. Diệp đại ca ta mang ngươi đi đi. Diệp Thần gật đầu một cái, hai người, hướng Linh Nguyên Các đi tới. Thần Cực Tông Linh Nguyên Các, hướng tới xử lý bên trong tông sự vụ lớn nhỏ, bất quá, chủ yếu nhất, cũng là nhất thường xuyên làm, chính là điểm cống hiến rời đi nghiệp vụ. Dẫu sao, Thần Cực Tông bên trong đề xướng đệ tử lẫn nhau tranh đấu, cho nên, đối với những cái kia có chút thực lực tu võ người mà nói, so với đi làm nhiệm vụ. Ngược lại không như, trực tiếp giành được ung dung, thuận lợi. Cho nên, tới Linh Nguyên Các rời đi điểm cống hiến đệ tử, không phải số ít. Rời đi điểm cống hiến trước cửa sổ, đã xếp hàng thành đội ngũ thật dài. Diệp Thần và Chu Viễn Tân đi tới Linh Nguyên Các bên ngoài, Diệp Thần nhìn trước mặt đội ngũ, đôi mắt bên trong, không khỏi được thoáng qua một đạo kinh dị, đối với bên người Chu Viễn Tân hỏi, làm sao có nhiều người như vậy? Hắn biết. Thần Cực Tông rất tàn khốc, cạnh tranh rất kịch liệt, nhưng cái này cũng có chút quá khoa trương đi. Điều này đội ngũ lại xếp hàng 20-30 người. Chu Viễn Tân cười khổ nói, Diệp đại ca, người mới tới bổn tông, có thể không biết, một nhóm thế lực mặc dù là thần quốc rất cường đại thế lực, cho dù là đệ tử tạp dịch, đi ở bên ngoài đều là bị vạn người kính ngưỡng, vô cùng náo nhiệt. Nhưng, thiên hạ không có ăn chùa bữa trưa, một nhóm thế lực mặc dù mạnh mẽ, có thể một nhóm thế lực trách nhiệm, cũng không nhỏ. Càng tông môn cường đại, mạng người thì càng thêm không đáng giá. Cho nên, càng cường đại thế lực, bên trong tông cạnh tranh, lại càng kịch liệt. Tất cả mọi người, đều là dùng hết thủ đoạn ở cường hóa, tăng lên mình, tranh đấu dĩ nhiên là không phải ít. Diệp Thần không nói gì, có thể trong mắt bên trong, nhưng thoáng qua một chút nồng đậm, đối với tăng lên thực lực hơn nữa cấp bách liền một ít. Ở trong hoàn cảnh như vậy, từng giây từng phút, đều không thể lãng phí. Trợ giúp đệ tử trong tông rời đi điểm cống hiến, là một người phụ nữ trung niên, nhìn qua, mặc dù mới 30-40 tuổi hình dáng, thật ra thì, nàng ở Thần Cực Tông phụ trách loại công việc này, đã chừng hơn ngàn năm. Nàng mặc dù kiểm tra lệnh bài tin tức, khá là cẩn thận, tốc độ nhưng cũng không chậm. Nhưng, cho dù là ở cái này trong thời gian ngắn ngủi, Diệp Thần sau lưng, cũng tới không thiếu muốn rời đi điểm cống hiến đệ tử. Thời gian trôi qua, lập tức, thì phải đến phiên Diệp Thần. Lúc này, Diệp Thần sau lưng, lại là đứng có chừng 30-40 người. Ngay tại lúc này, Linh Nguyên Các bên ngoài, mơ hồ vang lên mấy tên chàng trai thanh âm. Lãng công tử tu võ thiên phú, thật là vô địch à, liền so công tử bên ngoài viện cao hơn 30 vị vậy Vu Cấm, cũng thua ở ngài dưới tay. Ha ha, vậy Vu Cấm, cũng chính là nhập môn so Lãng công tử sớm một ít thôi, nếu không, đã sớm bị Lãng công tử dẫm ở dưới chân. Lấy Lãng công tử thiên phú, tin tưởng qua không được bao lâu, liền có thể trở thành ngoại viện trước trăm cường giả chứ. Ta có thể nghe nói, vậy Vu Cấm,
nhưng mà để giành được liền không ít điểm cống hiến, lần này cũng tiện nghi Lãng công tử. Lãng công tử, nghe nói võ kỹ viện Trương đạo sư, cũng chọn chúng ngươi, muốn đem ngươi thu làm đệ tử. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Linh Nguyên Các bên ngoài, có 4-5 tên mặc ngoại môn đệ tử phục sức chàng thanh niên, đi vào. Đứng ở trong bọn họ giữa, là một người một đầu màu nâu mái tóc dài, mang một quả ánh sáng chói mắt, phảng phất kim cương vậy cực phẩm linh tài chế thành bông tai, mi thanh mục tú, tuấn giật phi phàm, ngũ quan bên trong, tràn đầy mị lực đặc thù, vóc người cao gầy, tứ chi tiêm dáng dấp thanh niên. Nếu là lấy trái đất ánh mắt xem ra, có thể đem gọi là mang dị vực phong tình mỹ nam tử. Lúc này, tên nam tử này tử đang mặt mỉm cười, không nói một lời, trong mắt bên trong, chảy xuôi vô cùng là thần sắc kiêu ngạo. Đứng ở nam tử bên người, một người sắc mặt có chút vàng khè thanh niên nhìn lướt qua đứng ở đội ngũ phía trước nhất Diệp Thần, trong mắt lóe lên một đạo kinh ngạc, nói. Chúng ta Thần Cực Tông, chẳng lẽ là muốn sa sút? Lại liền phong môn cảnh đều có tư cách nhập môn. Vừa nói, hắn chợt nâng cao âm lượng, hướng về phía Diệp Thần hét lớn một tiếng nói, cái thằng nhóc đó, chúng ta Lãng công tử muốn rời đi điểm cống hiến, đuổi thời gian, ngươi để cho cái vị trí. Vừa nói, vẫn cùng mấy người kia mặt đầy vinh váo hung hăng vẻ trực tiếp đi lên, tựa như Diệp Thần nhất định sẽ làm cho mở, căn bản không có cái lựa chọn thứ hai như nhau. Diệp Thần nhướng mày một cái, ngày hôm nay ra cửa, là mẹ hắn không coi ngày sao. Làm sao cứ đụng phải những thứ này đầu óc có vấn đề người. Vẫn là nói phong môn cảnh quá chói mắt. Xem ra phải nhanh một chút bước vào thái hư cảnh. Diệp Thần, không phải là không thể nhường chỗ, nếu như gặp phải có cái gì tình huống đặc biệt người, nhường một chút vị trí, Diệp Thần cảm thấy là sao cũng được. Nhưng, có câu nói thật tốt, người ta cho ngươi, là tình cảm, không cho ngươi, là bổn phận. Không có người nào là nhất định phải vì ngươi thuận lợi, tự mình hy sinh. Diệp Thần chỉ là nhàn nhạt quét người nọ một mắt, liền thu hồi ánh mắt quang, thì phải hướng về phía vị phụ nữ trung niên, giao ra mình những cái kia lệnh bài. Mặt vàng nam tử thấy vậy, trong mắt tàn khốc chớp mắt, quát lên, kêu ngươi tránh ra, ngươi nghe không hiểu. Có phải hay không năng lực hiểu, có vấn đề, muốn bảo ngươi cút, ngươi mới có thể rõ ràng có ý gì. Vừa nói, hắn lại là liều mạng thì phải hướng Diệp Thần đi tới, cả người linh lực lay động, lại một bộ liền muốn ra tay dáng vẻ. Chu Viễn Tân các người thấy vậy, đều là con người có giúp một cái. Người này, thật là bá đạo. Người khác không cho ngươi nhường chỗ, ngươi phải đánh người. Nhưng đột nhiên, vậy đứng ở trong đám người giữa thanh niên anh Tuấn, nhưng là đưa tay một cái, đem mặt vàng nam tử ngăn lại. Vậy anh Tuấn nam tử nhìn Diệp Thần. Lõm sâu hốc mắt bên trong bảo tròng mắt màu lam bên trong, thoáng qua một đạo nụ cười, hướng về phía bên cạnh mặt vàng chàng trai nói, ngày hôm nay bổn công tử tâm tình tốt, cũng không muốn thấy máu. Dùng võ lực, dạy bảo một cái phong môn cảnh, coi là cái gì? Hắn hiện tại, đã chiến thắng Vu Cấm, trở thành ngoại môn phong cực nhất thời nhân vật, đã bắt đầu có chút ỷ vào thân phận mình, khinh thường tại đối với loại người này ra tay. Võ giả, có lực lượng. Vẫn luôn không chỉ là võ lực, không phải sao? Hắn hướng về phía Diệp Thần nhàn nhạt, nhưng là một bộ cấp trên đối với hạ vị người lối nói chuyện nói, thằng nhóc, ngươi vận khí không tệ, bổn công tử chờ một chút muốn đi ăn cơm, chẳng ngờ ngửi được mùi máu tanh, ta, hỏi ngươi một cái vấn đề, ngươi biết ta là ai chăng? Diệp Thần một bên chuẩn bị rời đi điểm cống hiến thủ tục, một bên không nhịn được quét vậy anh Tuấn nam tử một mắt, lạnh như băng trả lời một câu, không biết. Vậy anh Tuấn nam tử, mặt lộ quả nhiên như vậy thần sắc, nếu như một cái đệ tử tạp dịch, biết hắn là ai, làm sao dám không cho mở vị trí đâu. Phỏng đoán, sẽ hù được chân mềm, trực tiếp ba khai chứ. Anh Tuấn nam tử nhếch miệng lên, lộ ra một vô cùng là nụ cười tự tin nói, bổn công tử, tên là Lang Thiếu Thiên. Ngày hôm nay, mới vừa chiến thắng ngoại môn phong lôi kiếm Vu Cấm. Hiện tại, người vẫn là không muốn tránh ra sao. Những cái kia xếp hạng Diệp Thần sau lưng đệ tử nghe vậy, đều là sắc mặt biến đổi, có chút sợ hãi nhìn Lang Thiếu Thiên một mắt. Những đệ tử này bên trong, phần lớn đều là ngoại môn đệ tử, đối với Lang Thiếu Thiên danh tự này, cũng có nghe thấy, nghe nói, cái này Lang Thiếu Thiên, xuất thân từ Phượng Thành Lang gia, thế lực cực lớn. Có thể nói,
Lang gia ở Phượng Thành, tương đương với cái tay che trời. Mà Lang Thiếu Thiên, vậy mượn thế lực gia tộc, cơ hồ là trực tiếp nhảy qua đệ tử tạp dịch khâu, liền gia nhập ngoại môn. Càng mấu chốt chính là, Lang Thiếu Thiên không phải chỉ riêng dựa vào thế lực gia tộc, bản thân tu võ thiên phú, cũng là vô cùng là yêu nghiệt. Gần đây ở ngoại môn, có thể nói là thanh danh vang lên. Mà Phong Lôi Kiếm Vu Cấm, nhưng là một người khá là thâm niên ngoại môn đệ tử, ở ngoại môn bên trong, đứng hàng bên trong thượng du, một tay Phong Lôi Kiếm, luyện đến xuất thần nhập hóa cảnh giới, coi như là có mấy phần danh tiếng người, có thể hắn, lại thua ở mới vừa gia nhập ngoại môn không bao lâu Lang Thiếu Thiên trên tay. Những cái kia nguyên bản cũng là Lang Thiếu Thiên mắt lạnh tương xem, bất mãn hắn đột nhiên nhập đội ngoại môn đệ tử, rối rít cúi đầu, không dám lại xem Lang Thiếu Thiên một mắt. Bọn họ tự nhận, căn bản không phải Vu Cấm đối thủ à. Càng đừng đề ra Lang Thiếu Thiên. Lang Thiếu Thiên, không phải bọn họ chọc nổi. Ở thần cực tông, thực lực, chính là đạo lý. Ngươi không có thực lực, liền chỉ có thể nhịn, cầm bất mãn cũng nuốt vào trong bụng. Nếu không, ngươi nuốt xuống, liền không chỉ là bất mãn, còn có trộn lẫn trước máu răng. Lang Thiếu Thiên nhìn cúi đầu xuống mọi người, trên mặt nụ cười càng đậm. Hắn rất hài lòng, đây chính là những thứ này tên yếu, đối với mình có thái độ. So với dùng võ lực, hắn càng thích dựa vào mình danh tiếng, mình uy vọng, để cho người khác khuất phục. Như vậy, có lúc so trực tiếp dùng võ lực, hiệu quả tốt hơn. Lang Thiếu Thiên bên người mấy tên chân chó thấy vậy, nhìn về phía Lang Thiếu Thiên ánh mắt, cũng càng là cung kính mấy phần. Nhưng, một khắc sau, Lang Thiếu Thiên trên gương mặt nụ cười, nhưng có chút đọng lại. Nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, vậy lạnh như băng mấy phần. Diệp Thần, lại tựa như không có nghe được hắn nói chuyện vậy, tiếp tục làm trước điểm cống hiến rời đi thủ tục. Chu Viễn Tân, cũng có chút nóng nảy. Liền hắn, cũng nghe nói qua Vu Cấm danh tiếng à. Liền Vu Cấm đều bị cái này Lang Thiếu Thiên đánh bại, có thể thấy người này, có kinh khủng dường nào. Diệp Thần mặc dù chiến thắng Lý Khoái Thư, nhưng nói cho cùng. Lý Khoái Thư bất quá là một người ngoại môn tầng dưới chót tồn tại, và Lang Thiếu Thiên, căn bản không có thể so sánh à. Nếu như, hắn không có cảm giác sai lầm, Lang Thiếu Thiên tu vi, đã đạt đến Thái Hư tầng 8 thiên cảnh giới. Thái Hư bên trên, mỗi một cái cảnh giới nhỏ chênh lệch đều là ngàn kém vạn đừng à. Cho dù, hắn đối với Diệp Thần như thế nào đi nữa sùng bái, như thế nào đi nữa có lòng tin, vậy sẽ không tin tưởng. Diệp Thần sẽ là Lang Thiếu Thiên đối thủ, như vậy, Diệp Thần như vậy coi thường Lang Thiếu Thiên, thì thật nguy hiểm à. Ở Chu Viễn Tân xem ra, cho Lang Thiếu Thiên để cho cái vị trí căn bản không coi vào đâu, những cái kia xếp hạng Diệp Thần sau lưng ngoại môn đệ tử, không phải cũng có không thiếu cúi đầu sao. Hắn cuống quýt kéo kéo Diệp Thần vạt áo. Nhưng mà, Diệp Thần lại là không chút nào để ý, tự nhiên tiếp tục làm bắt tay tiếp theo. Rất nhiều người. Cũng đối với Lang Thiếu Thiên cúi đầu. Vậy thì thế nào? Coi như người của toàn thế giới, cũng đối với Lang Thiếu Thiên cúi đầu, trong này, cũng sẽ không bao gồm Diệp Thần. Những cái kia cúi đầu xuống ngoại môn đệ tử, cũng nhìn mắt nhìn về phía Diệp Thần, trong mắt bên trong, lóe lên không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Cái này đệ tử tạp dịch, là thật không biết trời cao đất rộng sao. Còn không để cho. Đây là, Lang Thiếu Thiên lạnh lùng lên tiếng. Thanh âm bên trong, mang âm lãnh lửa giận nói, thằng nhóc, người lỗ tai không thành vấn đề sao. Diệp Thần đối với hắn tự báo thân phận, lại không có một chút phản ứng. Loại thái độ này, sao Diệp Thần không nhường chỗ, hơn nữa chọc giận hắn. Diệp Thần trên mặt không nén được vẻ, càng đậm một phần, thanh âm, nhưng hơn nữa sửng dưng nói, không thành vấn đề. Không thành vấn đề, Lang Thiếu Thiên cả người hơi thở, mơ hồ phát ra nói, không thành vấn đề. Còn chưa tránh ra. Ngươi là thật, ngại mệnh quá dài sao? Thiếu Thiên, ngay tại lúc này, ngoài cửa, lại có một giọng nói truyền tới, mọi người hướng nơi đó nhìn, chỉ gặp một người da ngăm đen, mặt mũi cổ kỳ, trên mình nhưng tản ra một cổ khiếp người uy thế, sau lưng, cõng một chuôi trọng kiếm chàng thanh niên, đi vào. Lang Thiếu Thiên hướng tên kia nam tử nhìn, trong mắt chỗ sâu, thoáng qua vẻ vui mừng, giống như là khoe khoang tựa như... Hơi nâng cao âm lượng nói, Viên sư huynh. Ngươi làm sao tới? Linh Nguyên các bên trong một bọn ngoại môn đệ tử nghe vậy,
vô cùng là rung động nhìn về phía tên kia người đeo kiếm to hắc gia thanh niên, ngay tức thì, con người co giúp một cái. Người này, thật chính là Viên Đảo. Cự linh kiếm Viên Đảo. Cơ hồ mỗi tên ngoại môn đệ tử nghe được, cũng sẽ cảm thấy kiêng kỵ cùng dùng mình tên chữ. Viên Đảo, mặc dù đồng dạng là thái hư tầng 8 thiên tu vi, nhưng, tuyệt đối là tầng 8 thiên bên trong, đứng đầu nhất tồn tại à. Và Vu Cấm như vậy bên trong thượng du đệ tử, hoàn toàn không thể so sánh. Trừ cái đừng siêu cường người, Viên Đảo chính là trong ngoại môn đệ tử bá chủ à. Hắn ở ngoại môn hạng, cũng tiến vào trước trăm, xếp hạng thứ 53 vị. Hơn nữa, hắn vẫn là võ viện mở ra trương trương đạo sư môn hạ đệ tử, thần cực tông bên trong thiết lập có tất cả một học viện, giáo sư không cùng cảnh giới đệ tử liên quan tới võ, ý cảnh vân. Vân chương trình học. Những thứ này đạo sư vậy sẽ thu học trò, nhưng, thu tự nhiên đều là cho dù thả vào thần cực tông như vậy yêu nghiệt khắp nơi đi địa phương, vậy gọi là thiên tư vô cùng kinh khủng như vậy võ đạo kỳ tài. Bị đạo sư thu làm đệ tử, cơ hồ 100%, có thể thăng nhập nội viện. Thậm chí, trở thành đệ tử chân truyền tỷ lệ, vậy sẽ lớn hơn một ít. Có thể gặp Viên Đảo, có kinh khủng dường nào. Cho nên, cho dù Viên Đảo chỉ xếp ở ngoại môn 53 vị, nhưng coi như là so hắn xếp hạng cao hơn mấy vị, thậm chí mười mấy vị ngoại môn cường giả, đều phải cho hắn ba phần mặt mũi à. Viên Đảo, có thể nói là ngoại môn một trong những cự đầu. Phổ thông ngoại môn đệ tử, thấy đều phải cúi đầu, tuyệt đối không dám mạo phạm tồn tại à. Cái này Lang Thiếu Thiên, vẫn cùng Viên Đảo biết. Nguyên bản, Lang Thiếu Thiên chỉ là cho bọn họ một ít áp lực mà thôi. Mặc dù cúi đầu, nhưng còn chưa đến nỗi, đến sợ hãi bước. Hiện tại, là thật đang sợ hãi à? Chẳng lẽ cái này Lang Thiếu Thiên, thật, phải bị Trương đạo sư, vậy thu làm môn hạ? Nguyên bản, còn có mấy cái không muốn cúi đầu, mắt lạnh tương nhìn ngoại môn đệ tử, cũng là sắc mặt liền trắng, vội vàng cúi đầu xuống. Viên Đảo nhìn Lang Thiếu Thiên, mặt lộ vẻ tươi cười nói, Thiếu Thiên, mới vừa rồi ta nghe ngươi. Thật giống như ở cãi vả chút gì. Thế nào, cần không cần ta, vì ngươi giải quyết một cái. Vừa nói hắn nhìn lướt qua đang làm thủ tục Diệp Thần. Hắn cùng Lang Thiếu Thiên, ở Phượng Thành, cũng đã biết, Viên Đảo tự mình mặc dù tu võ thiên phú cực kỳ nghịch thiên, vẫn còn ở Lang Thiếu Thiên bên trên, có thể Viên gia ở Phượng Thành nhưng bất quá là một gia tộc nhỏ thôi, và Lang gia căn bản không cách nào như nhau, vì và Lang gia leo lên quan hệ. Viên Đảo ở thần cực tông bên trong, đối với Lang Thiếu Thiên có thể nói là khá là chiếu cố, thậm chí, còn nghĩ Lang Thiếu Thiên giới thiệu cho mình sư phụ. Viên gia và Lang gia quan hệ, vì vậy mà thân cận không thiếu, có thể nói ở Phượng Thành địa vị, như lửa mũi tên bay lên không vậy thật nhanh tăng lên, thậm chí, gần đây cũng có thể tăng lên phẩm cấp. Viên Đảo nếm được chỗ tốt, tự nhiên càng phải và Lang Thiếu Thiên, tăng tiến tình cảm, hắn mặc dù bên ngoài tục tằng. Có thể bên trong nhưng là một người thông minh, hắn rất rõ ràng, mình thiên tài đi nữa, yêu nghiệt đi nữa, vậy vẫn chưa hoàn toàn lớn lên, sau lưng thế lực, đối với hắn mà nói vẫn là rất trọng yếu, cũng có thể cung cấp rất nhiều trợ giúp. Mà cùng Lang Thiếu Thiên phát sinh xung đột, đại khái chính là cái này phong môn cảnh chứ. Đối phó loại người này, cơ hồ liền cùng hô hấp như nhau ung dung, là một cho Lang Thiếu Thiên bán một ân tình tốt cơ hội. Lang Thiếu Thiên cười nhạt nói, một cái phong môn mà thôi, nơi nào cần Viên huynh ra tay. Viên Đảo cười cười nói, không sao. Vừa nói, sải bước hướng Diệp Thần đi tới. Rất nhanh, Viên Đảo liền đi tới Diệp Thần bên người, đầu tiên là trên dưới quan sát Diệp Thần một hồi, ngay sau đó nhưng lại không cho phép nghi ngờ, mệnh lệnh vậy giọng lạnh lùng mở miệng nói. Phong môn cảnh cũng có thể đi tới Linh Nguyên Các, rời đi điểm cống hiến. Chúng ta thần cực tông, dầu gì cũng là một cùng tông môn à. Còn sẽ có người, bại bởi một cái phong môn. Không thể nào đâu. Coi như là tạp dịch, cũng hẳn trong nháy mắt giết như vậy rác dưới à. Ngươi sẽ không, là kiếm không tới điểm cống hiến, muốn ngụy tạo một ít lệnh bài, tới đục nước béo cò chứ. Cái này loại ngu xuẩn, ta cũng gặp qua mấy, đừng chậm trễ mọi người thời gian, cầm ngươi lệnh bài toàn bộ giao ra. Bổn công tử. Muốn kiểm tra một chút. Vừa nói, Viên Đảo trực tiếp đối với Diệp Thần, đưa tay ra. Hắn mặt lộ cười nhạt, lệnh bài kia đến trong tay hắn, dĩ nhiên là sẽ không giao ra đây,
nếu Diệp Thần không chịu để cho vị trí. Như vậy, thuận tiện liền đem lệnh bài của hắn cùng nhau đoạt lại, để cho hắn căn bản không có đồ, có thể rời đi không phải tốt sao? Còn như Diệp Thần sẽ cự tuyệt hắn. Viên Đào, căn bản cũng không có nghĩ tới. Hắn là ai? Cự linh kiếm Viên Đào, cho dù hiện tại đứng ở trước mặt hắn, là một người ngoại môn đệ tử, cũng không dám bác hắn Viên Đào mặt mũi chứ. Còn như Diệp Thần, phong môn cảnh đệ tử tạp dịch, đó là tầng dưới chót bên trong tầng dưới chót à. Không để cho Diệp Thần quỳ giao ra lệnh bài, cho Lang Thiếu Thiên nói xin lỗi, đã là hắn Viên Đào trạch tâm nhân hậu. Lúc này, Chu Viễn Tân nhìn bên cạnh Viên Đào, đều cơ hồ muốn run rẩy à. Viên Đào trên mình mang theo hung man hơi thở, thật là phải đem hắn gan, cũng hù phá, chỉ là đứng ở bên người cách đó không xa, liền cảm thấy vô cùng khổng lồ áp lực. Không khỏi được liều mạng hướng về phía Diệp Thần nháy mắt ra dấu. Đối với Viên Đào, cho dù Diệp Thần yêu nghiệt đi nữa, có thể Diệp Thần cảnh giới mà nói, mười hắn, cũng không đủ Viên Đào một kiếm chém chứ. Có thể Diệp Thần trên mặt không nén được vẻ, nhưng rốt cuộc biến thành lửa giận. Không thể nhịn được nữa. Liên quan gì ngươi? Hắn chợt quay đầu, hướng về phía đứng ở mấy bước ra Viên Đào quát lên, người mẹ hắn là dỗi rãnh. Diệp Thần làm việc thời điểm, gần đây không thích con người ở một bên quấy rầy, hắn không ngừng đối phó Lang Thiếu Thiên, liền là muốn cho hắn yên tĩnh một lát, kết quả, những người này còn được voi đòi tiên, dẫm lên mặt mũi. Mấu chốt ngày hôm nay rốt cuộc thế nào? Hắn tiến vào thần cực tông chọc người nào? Bất quá là tu vi thấp một ít, hơn nữa là tạp dịch mà thôi. Còn như thế gây khó khăn. Diệp Thần vậy rốt cuộc cảm nhận được tạp dịch ở thần cực tông địa vị có bao nhiêu thấp. Bất quá Viên Đào mặc dù mạnh, nhưng là cùng cấm linh dưới trạng thái đỉnh cấp vô danh so sánh, không phân cao thấp. Hắn tự nhiên không sợ, huống chi đối phương cũng không có cấm linh thần thể. Tiếng nói vừa dứt, toàn bộ linh nguyên các đều tựa như lâm vào đóng băng vậy, hoàn toàn yên lặng xuống, mà không khí cũng đổi được vô cùng âm hàn dậy rồi. Chu Viễn Tân, lại là sắc mặt sát trắng, đầy mặt vẻ tuyệt vọng, xong rồi. Lần này, thật xong rồi. Diệp Thần cái này đừng nói là cự tuyệt à, đều là trực tiếp chửi rủa, vũ nhục à. Đừng nói là Viên Đào, đổi thành bất kỳ một tên ngoại môn đệ tử, cũng không thể nhịn xuống đi, muốn không chết không thôi chứ. Diệp Thần, lần này thật sự là xông đại họa à. Vốn là muốn bế quan tránh một chút danh tiếng, làm sao hiện tại quan còn không có đóng, liền trực tiếp đụng vào ở trên thiết bản. Chu Viễn Tân, đã đem Diệp Thần coi là mình thần tượng, dĩ nhiên là vô cùng hy vọng Diệp Thần có thể sống được, trở thành đúng tên tạp dịch viện hy vọng, dẫn tạp dịch viện quật khởi, để cho đệ tử tạp dịch không chịu người kỳ thị, khi dễ à. Cái này không chỉ có, là bởi vì là Diệp Thần thực lực, càng bởi vì Diệp Thần nhân phẩm. Diệp Thần ngạo, Diệp Thần nguyên tắc cùng trọng tình nghĩa tính cách, cũng thật sâu đánh động hắn. Cái này, mới là bọn họ đệ tử tạp dịch đáng đi theo, đáng giá mời ngưỡng tạp dịch thứ nhất à. Mà không phải là xem Vương Bảo Tuyền như vậy thông qua khi dễ người mình, tới che giấu mình tự ti trong lòng tiểu nhân. Mà Viên Đảo nghe vậy, chính là mặt mũi cứng đờ sau đó, ngay tức thì lửa giận dâng trào, sát ý sôi trào, đầu đầy tóc rối bời đếm ngược lên, thái hư sát ý tách thả ra ra. Hắn không nghĩ tới, thật không nghĩ tới. Hắn cũng hối hận, tại sao phải đối với một tên phế vật nhân từ. Phế vật, căn bản không hiểu được cảm ơn à. Mình ban đầu, nên trực tiếp cầm Diệp Thần nghiền nát thành hư vô tài đúng, giết một cái đệ tử tạp dịch, bị chút xử phạt, vậy so để cho một con chó hoang, vũ nhục mình, tốt hơn gấp trăm ngàn lần à. Mọi người ở đây chấn nhiếp tại Viên Đảo vậy trình độ cao nhất khí thế kinh khủng, rối rít sắc mặt đại biến tứ tán lui ra, thậm chí trực tiếp thoát đi linh nguyên các, e sợ cho hắn xuất thủ dư âm, ảnh hưởng đến mình, mà Viên Đảo tay, cũng đã nắm sau lưng trọng kiếm chuôi kiếm lúc. Linh nguyên các bên ngoài, truyền đến một tiếng hùng hậu, hơi có vẻ tang thương thanh âm nam tử. Lang Thiếu Thiên, nghe nói người đánh bại Vu Cấm. Một người mặc màu đen nho bào, xúc trước ba chòm râu dài, hai hàng lông mày nhập tấn, ánh mắt sắc bén, hai gò má lõm sâu, tay cầm một cái quạt lông, nhìn qua khá là gầy yếu, nhưng một nhóm động một cái bây giờ, nhưng khó hiểu cho người một loại cực mạnh uy thế, cùng kỳ dị lực lượng cảm người đàn ông trung niên, bước vào linh nguyên các bên trong. Những cái kia nguyên bản,
còn dự định chạy tứ tán ngoại môn đệ tử, thấy vậy người đàn ông trung niên sau đó, lại là ngay tức thì dừng lại thân hình. Linh Nguyên Các bên trong tất cả mọi người, bao gồm Viên Đảo cùng Lang Thiếu Thiên, đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc, thậm chí, liền đã đưa tay cầm chuôi kiếm Viên Đảo, cũng nắm tay để xuống. Ngắn ngủi yên lặng sau đó, mọi người rối rít hướng vậy nho bào người trung niên, vô cùng là cung kính hành lễ nói, gặp qua Trương đạo sư. Trương đạo sư ngài tới rồi. Cho đạo sư lễ ra mắt. Viên Đảo lại là trực tiếp hô, sư phụ. Linh Nguyên Các bên trong phần lớn người, cũng hướng về phía vậy người đàn ông trung niên, vô cùng là cung kính hành lễ, bao gồm vô cùng ngạo mạn Lang Thiếu Thiên và Viên Đảo, ở nơi này người đàn ông trung niên trước mặt, đều tựa như thành vô cùng thủ lễ văn nhân thư sinh vậy. Người này, nhưng mà ngoại môn võ kỹ viện Trương đạo sư à. Đối với cơ hồ không thấy được trưởng môn, trưởng lão ngoại môn đệ tử mà nói, những thứ này đạo sư, chính là mình trời ạ. Có lúc, đối với những đệ tử này mà nói, đạo sư ở bọn họ trong lòng địa vị, thậm chí so trưởng lão cao hơn. Tại sao? Trưởng lão là mạnh mẽ, nhưng đối với ngoại môn đệ tử, cho dù ngươi và trưởng lão có chút quan hệ, bọn họ ỷ vào thân phận mình, cơ hồ vậy không thế nào sẽ quản chuyện ngươi. Có thể đạo sư, cũng không giống nhau à. Hắn có thể cho ngươi cung cấp trợ giúp, rất nhiều rất nhiều. Không nói khác, liền nói thăng nội môn đi. Trên căn bản, chính là do các thầy đánh giá, khảo hạch. Và đạo sư leo lên giao tình, thật là, chính là một bước lên mây à. Đạo sư, đối với bọn họ mà nói, chính là thần giống vậy tồn tại. Mà như vậy tồn tại, lại, chủ động và Lang Thiếu Thiên nói chuyện. Thật giống như, vẫn là đặc biệt đến tìm Lang Thiếu Thiên. Còn có chút khích lệ ý kiến. Mọi người thật sâu nhìn Lang Thiếu Thiên một mắt, người này thật là đáng sợ. Tuyệt không phải bọn họ chọc nổi. Không phải ai, cũng có thể và Viên Đảo có giao tình, lại có thể được đạo sư xem trọng à. Diệp Thần nhìn về phía Trương đạo sư, cũng là ánh mắt nhỏ tránh, người này thực lực, thật là mạnh. Thậm chí Diệp Thần cũng cảm ứng không ra hắn cảnh giới cụ thể. Mà lúc này, Linh Nguyên Các bên trong nhất mừng rỡ như điên sẽ phải thuộc về Lang Thiếu Thiên. Hắn mặt đầy hồng quang, vô cùng là cung kính đối với Trương đạo sư nói, đúng vậy. Làm phiền đạo sư quan tâm, vãn bối quả thật đánh bại Vu Cấm. Lang Thiếu Thiên lúc này, thật là đều muốn ngửa mặt lên trời cười to, từ bây giờ về sau, ở ngoại môn, phỏng đoán vậy ít một chút người, dám đối với hắn bất kính liền chứ. Mình thích nhất danh tiếng, uy vọng, muốn hoàn toàn được nước lên thuyền lên liền chứ. Nhưng, đây vẫn chưa kết thúc. Trương đạo sư gật đầu một cái, lại là lần nữa mở miệng nói, ừ, cũng không tệ lắm, ta lần này tới tìm ngươi, chính là muốn nói cho ngươi, tiếp tục cố gắng, nếu như giữ cái này tình thế, không lâu sau, thì có tư cách nhập môn hạ ta. Yên lặng, vô cùng được yên lặng. Cơ hồ tất cả ngoại môn đệ tử, cũng không có so hâm mộ nhìn về phía Lang Thiếu Thiên, trong mắt kính sợ, hơn nữa đậm đà gấp đôi. Đây cơ hồ là khẳng định Lang Thiếu Thiên thân phận à. Lang Thiếu Thiên sau đó, ở ngoại môn bên trong, ắt sẽ cường thế quật khởi đi. Có Trương đạo sư những lời này, liền liền vậy mấy cái ngoại môn bên trong mạnh nhất tồn tại, tùy tiện cũng sẽ không đắc tội Lang Thiếu Thiên liền đi. Mở ra đạo sư một câu nói này, liền cơ hồ coi như là hoành hành ngoại môn bùa hộ mạng liền à. Mà nguyên bản cũng đã vô cùng là kích động Lang Thiếu Thiên, hiện tại, thật là đều phải điên rồi à. Cả người, đều bị hạnh phúc đánh ngất đầu. Thật là giống như một ăn xin cái, đột nhiên trúng mấy tỷ vé số như nhau à. Giống như muốn lên thiên đường vậy. Nếu không phải Trương đạo sư tại chỗ, hắn đều phải trực tiếp nhảy lên hoan hô. Lang Thiếu Thiên đè nén dưới mình mừng rỡ, để tránh quá thất thố, mặt đầy nụ cười hướng về phía Trương đạo sư hành lễ nói, đạo sư, ta ở bên trong tông thiên thơm các định một bàn tiệc rượu chúc mừng, ngài mời chờ một chút, ta làm xong rời đi điểm cống hiến thủ tục sau đó, mời theo vãn bối cùng nhau đi thiên thơm các dùng cơm chứ. Trương đạo sư nghe vậy, khẽ gật đầu. Lang Thiếu Thiên vui mừng nồng hơn, không che giấu chút nào hướng Diệp Thần đầu đi vô cùng là ánh mắt khiêu khích. Đảm nhiệm ai nấy đều thấy được Lang Thiếu Thiên ánh mắt kia ý. Ta ngược lại là phải xem ngươi, có nhường hay không vị trí. Cho dù ai, đều là lắc đầu một cái, bọn họ biết, cái này đệ tử tạp dịch lại điên cuồng,
lại không đầu óc, cũng không khả năng ở Trương đạo sư trước mặt càn rỡ chứ. Mà Chu Viễn Tân, chính là hơi thở phào nhẹ nhõm, nếu như Diệp Thần hiện tại nhường chỗ, có thể, còn không có chuyện gì. Trương đạo sư hơi quét Diệp Thần một mắt, tự nhiên biết phát sinh cái gì, bất quá, nhưng không có ngăn cản, mà là ngầm cho phép. Lang Thiếu Thiên, cơ hồ có thể coi như là đệ tử của hắn, lấy hắn thân phận, mặc dù không sẽ nhúng tay học sinh giữa tranh chấp, nhưng là, hơn nhiều ít thiếu, vẫn là sẽ thiên vị mình đệ tử, xem nhập đội loại chuyện nhỏ này, không coi vào đâu, mà một cái đệ tử tạp dịch, không biết sống chết nói, chết cũng đã chết. Thần Cực Tông, vốn chính là một cái nơi mạnh ăn hiếp yếu. Có thể, mọi người ở đây cũng lấy là, Diệp Thần sẽ để cho mở, sẽ khuất phục đồng thời. Diệp Thần lại là nhẹ thở một hơi, đem cuối cùng điền xong bản kê, cùng với lệnh bài trong tay, toàn bộ giao cho sau của sổ phụ nữ trung niên nói, những thứ này điểm cống hiến, toàn bộ chuyển tới Diệp Thần lệnh bài bên trong. Diệp Thần, lại là đối với Lang Thiếu Thiên ánh mắt, coi mà không gặp, thậm chí liền tựa như không biết mở ra đạo sư đến vậy, vô cùng tự nhiên đối với vậy phụ nữ trung niên, đưa ra lệnh bài. Những cái kia ngoại viện đệ tử cầm, đều phải rớt xuống đất à. Diệp Thần nhưng là thần sắc nhàn nhạt, giống như hắn nói như vậy, bỏ mặc ai tới, coi như ngươi Lang Thiếu Thiên, có thể làm cho toàn thế giới cúi đầu, vậy, không bao gồm hắn. Lang Thiếu Thiên vậy nguyên bản trình độ cao nhất liều lĩnh, ngạo mạn diễn cảm, ngay tức thì tan vỡ. Bị lửa giận ngập trời, đốt thành hư không, nguyên bản đỏ bừng gương mặt, hóa thành một phiến xanh mét, liền anh tuấn dung mạo, cũng đổi được đang tức giận bên trong, không ngừng vặn vẹo, lộ vẻ được vô cùng dữ tợn. Cái này mẹ hắn Trương đạo sư đều phải thu mình làm đệ tử, mình đều phải trở thành ngoại môn bên trong nhất không thể trêu chọc một trong mấy người, một cái phong môn phế vật, còn không chịu đối với hắn Lang Thiếu Thiên cúi đầu. Hơn nữa, vẫn là ở Trương đạo sư liền đứng bên cạnh hắn dưới tình huống. Hắn thậm chí hoài nghi, Diệp Thần rốt cuộc là làm sao sống đến bây giờ. Không chỉ là Lang Thiếu Thiên, cái này linh nguyên các bên trong, không có bất kỳ một người nào, không đúng Diệp Thần không biết sống chết, cảm thấy rung động. Liền liền cái đó ở linh nguyên các, làm rời đi điểm cống hiến thủ tục hơn ngàn năm phụ nữ trung niên, đều bị Diệp Thần sợ ngây người à. Nàng ở chỗ này hơn ngàn năm, tất cả lớn nhỏ tranh chấp, vậy gặp qua không ít, nhưng cho tới bây giờ không có gặp qua, xem Diệp Thần khùng như vậy, như thế không để ý hết thảy, kêu ngạo như vậy ngất trời đệ tử à. Đệ tử tạp dịch coi thường đệ tử ngoại môn, có, coi thường ngoại môn cường giả, có, nhưng mà liên đạo sư cũng cùng nhau không nhìn, một cái cũng không có à. Lang Thiếu Thiên cặp mắt đỏ tươi, cơ hồ muốn tẩu hỏa nhập ma. Ngươi, cho, lão, tử, chết. Lang Thiếu Thiên gần từng chữ giận dữ hét, thanh âm ở linh nguyên các bên trong điên cuồng vang vọng, chỉ là thanh âm này, liền chấn động được Chu Viễn Tân thất khiếu chảy máu, ôm đầu lô nằm trên đất. Mà Lang Thiếu Thiên cả người, thì hóa thành một đạo loãng không thể nhận ra u ảnh, lấy tốc độ nhanh như tia chớp bắn thẳng đến Diệp Thần, ngay chớp mắt, liền xuất hiện ở Diệp Thần bên người. Cả người linh lực kích động, ngón tay nhập lại thành kiếm, bàn tay nơi ranh giới, vô cùng đậm đà linh lực điên cuồng ngưng tụ, cơ hồ muốn hóa thành thực chất, hình thành một đạo lóe lên lãnh mang u quang, cánh tay hắn động một cái, ngàn một phần vạn cái hô hấp gian, thì đã ra tay. Hung hăng hướng Diệp Thần cổ chém tới. Từ Lang Thiếu Thiên giận dữ đánh bất ngờ, lại gần Diệp Thần bên người, linh lực ngưng tụ, tay kiếm bạo chém, toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, cơ hồ ở một phần vạn cái nháy mắt thời gian, liền hoàn thành. Cái này Lang Thiếu Thiên, quả nhiên vô cùng khủng bố. Căn bản không phải Lý Khoái Thư loại phế vật đó có thể so sánh. Liền liền Trương đạo sư nhìn hắn ra tay, đều là mặt hiện vẻ tán thưởng. Một kích này, rất đẹp. Mặc dù không có vận dụng vũ khí, nhưng cũng đã xu hướng tại hoàn mỹ, đối phó một cái phong môn tồn tại dư sức có thừa. Liền liền Diệp Thần mình, đều là con người có giúp một cái, hơi kinh hãi, hắn có chút sơ ý, đánh giá thấp Lang Thiếu Thiên tốc độ, bây giờ muốn tránh, đã có chút không còn kịp rồi. Bất quá, vậy không có vấn đề, bởi vì, Diệp Thần căn bản không cần tránh. Ngay tại Lang Thiếu Thiên kiếm, muốn chém bên trong Diệp Thần nháy mắt, Diệp Thần thân thể bên trong, đột nhiên xông ra từng cơn xương trắng. Mà máu hắn thịt, xương cốt, ở nơi này xương trắng bên trong, tiêu tán.
Ầm một tiếng vang thật lớn, Lang Thiếu Thiên tay kiếm nhất đánh, xuyên qua Diệp Thần biến thành xương trắng mà qua, chém vào sau lưng trên mặt đất, linh nguyên các bên trong pháp trận phòng ngự phát ra một hồi thanh quang, mặc dù ngăn cản Lang Thiếu Thiên một kích uy lực, có thể thanh quang cũng là hơi dao động, có thể gặp hắn một kích này, có kinh khủng dường nào. Bất quá, càng làm cho mọi người kinh hãi phải, Diệp Thần ngón này xương mù hóa thần thông. Vậy quá quỷ dị đi. Lang Thiếu Thiên cũng là sắc mặt biến đổi, bất quá, hắn ngược lại là cũng không có áp lực quá lớn, xương mù hóa thần thông, hắn nghe nói qua, mặc dù có thể ngăn cản phần lớn vật lý công kích, bất quá, cũng không toàn bộ không phải sao. Hắn khóe miệng, nâng lên một chút cười nhạt, đây chính là cái này phong môn phế vật phách lối dựa vào, vốn sao. Cực kỳ buồn cười. Coi như hắn công kích chỉ có trong 1% uy lực, có thể truyền đến Diệp Thần bản thể bên trên, Lang Thiếu Thiên vậy có tự tin, dùng tổn thương đem phế vật này, trực tiếp chất chết. Ngay tại Lang Thiếu Thiên chuẩn bị xoay người, lại chém ra một đạo tay kiếm lúc. Hắn sau lưng, vang lên một đạo nhàn nhạt thanh âm nam tử nói, muốn ta chết. Bằng ngươi còn chưa xứng. Lang Thiếu Thiên hơi biến sắc mặt, ở sau lưng, lại là mơ hồ dâng lên một cổ, để cho hắn cảm thấy nguy hiểm hơi thở. Diệp Thần chút nào không dám nương tay, toàn lực vận chuyển. Thậm chí trên thân kiếm xông ra thanh liên yêu hỏa. Thanh liên yêu hỏa lại đem một kiếm này tăng cường. Kiếm thứ 6, Linh Ma Chu Thiên Kiếm. Một khắc sau, kim quang chớp mắt, một chuôi tựa như dùng liệt cùng ngọc thạch chế tạo trường kiếm bao quanh vô tận ngọn lửa, liền ở Lang Thiếu Thiên trong mắt, nhanh chóng phóng đại. Làm sao có thể? Cảm nhận được vậy sơn hô hải khiếu vậy cự lực, Lang Thiếu Thiên hoàn toàn không cách nào giữ bình tĩnh. Bây giờ muốn cầm ra vũ khí, thi triển võ ngăn cản, cũng không kịp à. Hắn điên cuồng hét lên một tiếng, hai tay linh lực điên cuồng ngưng tụ, hai đạo u mang đem hai bàn tay, hoàn toàn bọc trong đó, hướng thanh liên diệt thiên kiếm nghênh đón. Đồng thời, cổ khí cấp bậc pháp khí hộ thân, ánh sáng sáng choang. Ầm một tiếng vang thật lớn, huyết quang chợt hiện. Kèm theo huyết quang ra, còn có Lang Thiếu Thiên bay ngược thân thể. Hắn bay ra tốc độ, thậm chí so hắn xông về Diệp Thần tốc độ nhanh hơn, ngay lập tức bây giờ, đã mang cường đại quán tính, trực tiếp đụng phải linh nguyên các trên vách tường, thanh quang lóe lên bên trong, linh nguyên các, cũng hơi lúc lắc một cái. Mà lúc này Lang Thiếu Thiên, cả người vết máu, thân thể cũng nệm mềm tháp, vừa thấy cũng biết gãy xương không thiếu, mặt như giấy trắng, hơi thở yếu ớt, hôn mê bất tỉnh, mà hắn hai tay lại là trực tiếp toàn bộ biến mất. Một bọn ngoại môn đệ tử ngu, Chu Viễn Tân ngu, Viên Đảo ngu, thậm chí Trương Đạo Sư, đều có chút ngu. Hắn gương mặt đỏ thắm hết sức, hắn thân thể đang run rẩy. Con người bên trong đều là kích động và bất ngờ. Không phải bởi vì Diệp Thần biểu hiện, mà là mới vừa rồi Diệp Thần thi triển kiếm pháp là lục đạo kiếm thần Linh Ma Chu Thiên Kiếm. Mà hắn bây giờ có thể có cái này thành thì hoàn toàn nhờ vào năm đó lục đạo kiếm thần chỉ điểm. Trọng yếu hơn chính là, lục đạo kiếm thần kiếm sẽ không truyền cho người khác. Chỉ sẽ truyền cho hắn công nhận đệ tử. Mà đây cái đệ tử tạp dịch, lại là thần quốc tiếng tăm lừng lẫy kiếm thần đệ tử. Hắn làm sao có thể không kích động. Nhưng mà tất cả mọi người đều không có chú ý tới mở ra đạo sư diễn cảm. Bọn họ ánh mắt tất cả đều tập trung ở Lang Thiếu Thiên trên mình. Lang Thiếu Thiên làm sao liền trọng thương sắp chết. Diệp Thần. Hẳn chỉ ra một chiêu chứ. Mới vừa rồi bọn họ mơ hồ cảm giác được, làm linh hồn cũng làm run rẩy to lớn thuần lực lượng, vậy là cái gì? Vô số nghi vấn, đang lúc mọi người trong lòng hiện lên. Quả thật, Lang Thiếu Thiên có chút khinh địch, khinh thường, nhưng dù vậy, vậy căn bản không có bất kỳ một người nào cho rằng Diệp Thần có thể thắng được à. Chớ nói chi là một chiêu thủ thắng. Nơi này, nhưng mà thần cực tông à. Cho tới bây giờ không thiếu có thể vượt cấp mà chiến thiên tài. Nhưng, vượt cấp mà chiến, là chỉ ở thần cực tông bên ngoài vượt cấp mà chiến, cũng không phải là thần cực tông bên trong. Có thể tiến vào thần cực tông yêu nghiệt, cơ hồ đã đạt tới cái cảnh giới này đỉnh cấp tài nghệ à. Mà Lang Thiếu Thiên, vẫn là trong đó người xuất sắc. Có thể, như vậy cường giả, lại bị Diệp Thần, nhất kích giết trong nháy mắt. Diệp Thần là cảnh giới gì? Phong môn tầng 5 trời, thậm chí có thể đến gần 6 tầng thiên.
Cái này cũng kém nhiều ít tầng cảnh giới à. Như thế nhiều tầng, mẹ hắn cũng có thể càng. Vẫn là ở thần cực tông bên trong à. Nếu là có người theo bọn họ nói như vậy chuyện, hắn nhất định sẽ không nhịn được một cái tát hô đến đối phương trên mặt. Hồ ngôn loạn ngữ, cũng phải có điểm hạn độ chứ. Có thể như vậy gần như không thể nào, căn bản không cách nào hiểu, xem là giống như nằm mơ sự việc, hết lần này tới lần khác, liền phát sinh ở bọn họ trước mắt à. Rung động đến linh hồn đều phải nổ. Ở nơi này tĩnh mịch bên trong, Diệp Thần nhưng tựa như không thèm để ý chút nào, đem Thanh Liên Diệt Thiên kiếm vác ở đầu vai, quay đầu đối với đã trợn mắt hốc mồm, tựa như hóa đá giống vậy phụ nữ trung niên nói, người tốt, có thể giúp ta rời đi điểm cống hiến sao? Xem ra, hắn vẫn là có chút đánh giá thấp mình thực lực, nguyên bản hắn lấy là đối mặt loại cấp bậc này võ giả, chỉ có thể bất bại, chưa chắc có thể thắng. Nhưng, đây là bởi vì hắn cùng Linh Cửu Tiêu giao chiến sau đó, theo bản năng lấy có chí tôn thần thể tầng thứ yêu nghiệt làm tham chiếu quan hệ. Có thể, cho dù là thần cực tông, cũng không khả năng đầy đất cái này loại biến thái à. Nếu không, chí tôn thần thể cũng không kêu chí tôn thần thể. Dĩ nhiên, hắn có thể nháy mắt bại Lang Thiếu Thiên, cũng là bởi vì là Lang Thiếu Thiên khinh thường, cùng với hắn sương mù hóa thần thông quỷ dị. Vậy phụ nữ trung niên, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng bắt đầu xử lý công tác. Có thể trong lòng nàng, đơn giản là long trời lở đất liền à. Thậm chí, mơ hồ cảm giác, thần cực tông thời tiết muốn thay đổi. Một cái thời đại mới, muốn lại tới à. Lúc này, Viên Đảo vậy thanh tỉnh lại, hắn ánh mắt ngưng trọng nhìn một cái té xuống đất Lang Thiếu Thiên, trong mắt chỗ sâu, sát ý cùng chiến ý không ngừng cao tăng. Lang Thiếu Thiên ở Viên Đảo trong mắt cũng không phải là cường đại dường nào, nhưng cũng không nhỏ yếu. Nếu không, cho dù có hắn đề cử, cũng không khả năng bị Trương đạo sư vừa ý. Có thể Lang Thiếu Thiên, nhưng ở Diệp Thần trên tay, liền nhất kích cũng không nhịn được. Cái này, đủ để cho Viên Đảo coi trọng. Đồng thời, đối với Diệp Thần tu võ thiên phú, cũng là hơi kinh hãi. Hắn hiện tại rốt cuộc rõ ràng Diệp Thần tại sao có thể lấy phong môn cảnh tu vi tiến vào thần cực tông. Bất quá, đây đối với Viên Đảo mà nói cũng không phải một cái tin tốt. Viên Đảo lấy khóe mắt dư quang, liếc về phía Trương đạo sư. Không khỏi được con người co giúp một cái. Trong mắt khí lạnh tràn ra. Đúng như hắn dự liệu như vậy. Lúc này Trương đạo sư, một đôi ác liệt mắt ưng bên trong, trừ rung động ra còn có một màn vẻ kích động. Ở hắn xem ra, coi như là gặp qua vô số yêu nghiệt, ánh mắt cực cao Trương đạo sư, đều là bị Diệp Thần hấp dẫn à. Quả thật, đối mặt một cái có thể vượt cấp như thế nhiều tầng yêu nghiệt, muốn không bị hấp dẫn, quá khó khăn. Viên Đảo ánh mắt một liệt, quyết không thể để cho Trương đạo sư vừa ý cái này tên tạp dịch. Lang Thiếu Thiên trở thành mở ra đạo sư đệ tử, hắn Viên Đảo không lo lắng, bởi vì hắn rất rõ ràng, mình thiên phú so Lang Thiếu Thiên mạnh rất nhiều, Lang Thiếu Thiên không hề biết nhúc nhích đong đưa đến hắn ở Trương đạo sư trong lòng địa vị. Nhưng, Diệp Thần, không giống nhau. Nếu như Diệp Thần thành mở ra đạo sư đệ tử, như vậy Trương đạo sư nhất định sẽ đem hết toàn lực đào tạo Diệp Thần. Đây cũng không phải là Viên Đảo hy vọng thấy. Viên Đảo đưa mắt nhìn sang Diệp Thần, trầm giọng nói, Thiếu Thiên hắn tạm thời xung động, đối với ngươi ra tay, có thể ngươi vậy chưa đến nỗi hạ như vậy ngoan thủ, đem hắn đánh cho thành cái bộ dáng này chứ. Đây chính là, sẽ ảnh hưởng đến hắn tu võ căn cơ à. Mọi người đều là một cái tông môn sư huynh đệ, ngươi như vậy thật là quá đáng chứ. Diệp Thần lạnh lùng quét Viên Đảo một mắt, cũng lười được lại để ý. Chuyện này, vốn là Lang Thiếu Thiên khơi mào, cho dù chết cũng là hắn đáng đời. Tạm thời xung động, Lang Thiếu Thiên vậy một cái tay kiếm, cũng phải dẫn theo sát ý, nếu là thật chém chúng một người thông thường đệ tử tạp dịch, cho dù là Thái Hư Trung Kỳ, không chết, vậy tất nhiên trọng thương. Mình không có giết hắn, đã là tiện nghi hắn. Một cái tông môn sư huynh đệ. Đây là, điểm cống hiến cũng đã rời đi hoàn thành. Tên kia phụ nữ trung niên, đem Diệp Thần lệnh bài đưa tới. Diệp Thần nhận lấy lệnh bài, liền chuẩn bị cùng Chu Viễn Tân cùng chung rời đi. Có thể vừa quay người, Viên Đảo thân thể, liền chặn đường đi của hắn lại. Viên Đảo chặt chẽ nhìn chằm chằm Diệp Thần, không có nhượng bộ chút nào ý, hắn thanh âm vô cùng âm hàn mở miệng nói,
đi cho Thiếu Thiên nhận lỗi, nói xin lỗi, cũng đem ngươi điểm cống hiến, làm bồi thường cho hắn, chuyện này liền tính qua, nếu không, ta sẽ để cho ngươi hối hận, vô cùng hối hận. Viên Đạo làm như vậy, đầu tiên là hắn rõ ràng Trương đạo sư thu học trò, đầu tiên coi trọng nhất liền là võ giả tâm khí. Thân là võ giả, nhất định phải ngạo. Nếu không phải ngạo, làm sao ở nơi này luật rừng, vô cùng thế giới tàn khốc bên trong, sống được. Chỉ sẽ mặc cho người khi dễ, chèn ép, xẻ thịt đến cái gì cũng không có chứ. Nếu như Diệp Thần hiện tại, cho Lang Thiếu Thiên nói xin lỗi, vô luận hắn tư chất tốt biết bao, Trương đạo sư cũng không biết lại vừa ý hắn. Mặt khác, Lang Thiếu Thiên ở trước mặt hắn bị người trọng thương, hắn không thể nào coi mà không gặp đi. Hắn nhưng mà ngoại môn cự linh kiếm Viên Đạo à. Nếu như bạn hắn ở trước mặt hắn, bị một cái đệ tử tạp dịch gây thương tích, hắn nhưng không nhúc nhích, truyền đi, mặt mũi của hắn há chẳng phải là mất hết. Huống chi, hắn Viên gia còn muốn mượn Lang gia thế lực đâu. Diệp Thần lạnh lùng cười một tiếng, đưa ra một ngón tay, chỉ giống như là một bãi bùn nát Lang Thiếu Thiên nói, hắn nói muốn để cho ta chết, kết quả thế nào? Bất quá, ta có thể nói cho ngươi, hắn coi như là may mắn. Ngươi muốn cho ta hối hận. Ta có thể hướng ngươi bảo đảm, người vận khí, là có hạn, may mắn sẽ không nhận liền hai lần hạ xuống, mà ngươi, tuyệt sẽ không giống hắn như vậy may mắn. Hối hận là sẽ hối hận, nhưng hối hận người, là ngươi, không phải ta. Cơ hội, ta chỉ cho ngươi một lần, cút xa một chút. Cho dù mọi người đã có chút thói quen Diệp Thần cuồng, khoe khoang. Có thể khi bọn hắn nghe được lời này, vẫn là trợn to hai mắt, nếu như nói Lang Thiếu Thiên để cho người kính sợ, là bởi vì là hắn tiềm lực, bởi vì hắn lấy được mở ra đạo sư xem trọng. Như vậy Viên Đạo, chính là triệt để lấy thực lực, chấn phục mọi người. Viên Đạo và Lang Thiếu Thiên, có thể nói, một ngày đầy đất, Diệp Thần coi như giết trong nháy mắt Lang Thiếu Thiên, nhìn như vô cùng nghịch thiên, nhưng đối với lên Viên Đạo, có thể nói là không có chút nào hy vọng lỗ mãng cử chỉ. Thậm chí, rất nhiều người cũng phát hiện, Trương đạo sư rõ ràng có chút vừa ý Diệp Thần, ở chỗ này, cho dù hắn không cùng Lang Thiếu Thiên nói xin lỗi, cũng sẽ có càng khéo đưa đẩy phương thức giải quyết, thậm chí, còn khả năng trực tiếp bị Trương đạo sư thu làm môn hạ. Có thể Diệp Thần, nhưng là lựa chọn chính diện kiên quyết đương đầu. Mọi người lắc đầu một cái, ngạo, là rất tốt, nhưng là ngạo cũng có kỹ xảo, Diệp Thần ngạo, ngu xuẩn. Bỏ mặc ở dạng gì thế giới, chỉ biết sửa võ là không được, người phải nhất định có xã giao, năng lực ứng biến, nếu không, rất khó có cơ hội quật khởi. Diệp Thần rõ ràng có cái một bước lên trời cơ hội, có thể hắn, nhưng làm ra kém cỏi nhất, ngu xuẩn nhất lựa chọn. Viên Đạo khóe miệng dâng lên một chút cười nhạt, hắn cùng chính là những lời này. Như vậy, hôm nay, cái này Diệp Thần liền nhất định phải chết ở hắn cự linh kiếm dưới. Ha ha ha, Viên Đạo cuồng cười một tiếng, rút ra sau lưng cự linh kiếm, trên thân kiếm, ngay tức thì dạo rực dậy một cổ man hoang, hung sát khí. Viên Đạo cặp mắt híp lại, lóe lên hung hiểm ánh sáng nói, cho ta cơ hội. Có không ít người, đều nói qua, cho ta cơ hội. Sau đó, bọn họ, đều chết hết. Âm một tiếng nổ đùng từ Viên Đạo trong cơ thể truyền ra, thân hình lại là ngay tức thì dương cao một cái đầu, cả thân bắp thịt gồ lên, bề ngoài lóe lên cổ đồng sắc sáng bóng, cầm sau lưng kiếm to trên tay gân xanh dữ tợn, cả người linh lực đi đôi với một cổ hung sát khí, cuồng trào ra. Chỉ là hơi thở bùng nổ, liền chấn động được không thiếu ngoại môn đệ tử điên cuồng lui về phía sau, sắc mặt trắng bệch. Nếu không phải Viên Đạo đem tất cả lực lượng tập trung ở cầm kiếm cái tay kia lên, bọn họ sợ rằng cũng phải bị thương. Thật là khủng khiếp. Ngay tại Viên Đạo muốn thời điểm xuất thủ, một đạo thân ảnh bỗng nhiên chắn trước người của hắn. Chính là Trương đạo sư. Viên Đạo, lui ra. Hướng này người nói xin lỗi. Thật đơn giản mấy chữ, ngay tức thì để cho tất cả mọi người bối rối. Liên liên Diệp Thần cũng có chút không rõ lắm. Tờ này đạo sư lại là mình nói chuyện. Làm sao có thể? Mình nhưng mà đắc tội mở ra đạo sư. Mà giờ khắc này Viên Đạo lửa giận càng phát ra cháy. Ở hắn xem ra, Trương đạo sư lại đã bắt đầu thiên vị cái này đệ tử tạp dịch. Mình cơ hội hoàn toàn không có. Hắn thậm chí phải nói xin lỗi. Hắn thành tựu võ giả,
có thuộc về hắn cao ngạo, hắn dẫu có chết, cũng sẽ không hướng như vậy con kiến hôi nói xin lỗi. Một khắc sau, Viên Đảo một tiếng gầm thét, Trương đạo sư, ngươi là đạo sư, không thể nhúng tay chúng ta sự việc. Nếu không, phần này giá phải trả đạo sư ngài cũng không cách nào chịu đựng. Trương đạo sư sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, Viên Đảo nói không sai. Mặc dù Diệp Thần có thể là lục đạo kiếm thần đệ tử, nhưng cái này liên quan đến đệ tử chuyện, mình nếu là cưỡng ép nhúng tay thì chẳng khác nào vi phạm tông môn quy củ. Bất quá chuyện này nếu và lục đạo kiếm thần có liên quan, bỏ mặc cái gì giá phải trả, hắn đều nguyện ý chịu đựng. Hắn bước ra một bước, Viên Đảo, ngươi như động thủ, ta liền không để ý hết thảy đối với ngươi ra tay, dù là vi phạm quy củ. Ngay lập tức, biểu tình của tất cả mọi người cũng cổ quái. Trương đạo sư lại vì một cái đệ tử tạp dịch, nguyện ý đối bên ngoài cửa thiên tài tuyển thủ động thủ. Thậm chí không để ý quy tắc. Cái này đệ tử tạp dịch thật có nặng như vậy có muốn không? Mà giờ khắc này, Viên Đảo lửa giận cháy, cực kỳ tức giận. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trương đạo sư, chỉ có thể cưỡng ép áp chế lửa giận, vừa mới chuẩn bị rời đi, một đạo thanh âm đạm mạc đột nhiên vang lên. Đến từ Diệp Thần. Đệ tử chuyện, ta có thể đối phó, không cần đạo sư nhúng tay. Huống chi, ta hôm nay như không ra tay, sợ rằng sau này ở bên trong tông mỗi ngày có người sẽ tìm phiền toái. Ta có thể là thích thanh tĩnh. Trương đạo sư tròng mắt trợn to, hắn mặc dù tin tưởng Diệp Thần, nhưng vẫn là nói, Viên Đảo thực lực. Diệp Thần trực tiếp cắt đứt, không cần nhiều lời, ta Diệp Thần, không sợ người bất kỳ. Trương đạo sư bất đắc dĩ lắc đầu một cái, trực tiếp lui về phía sau. Như Diệp Thần thật có nguy hiểm đến tính mạng, hắn vẫn là sẽ xuất thủ. Mà giờ khắc này, đám người tản ra, vị trí chính giữa để lại cho Diệp Thần và Viên Đảo. Viên Đảo cười, cười cực độ dữ tợn. Tiểu súc sinh, nếu ngươi muốn chết như vậy, ta hôm nay là được toàn ngươi. Một giây kế tiếp, cự kiếm sau người, hoàn toàn bị rút ra, trên thân kiếm sát khí cuồn cuộn, thỉnh thoảng có một đạo đạo u hồn ở trên đó thoáng qua, chuôi này trọng kiếm, không biết cắn nuốt nhiều ít ngày mới võ giả linh hồn. Ngay tại Viên Đảo rút kiếm ngay tức thì, một đạo tay cầm cự kiếm, tràn đầy thần ý vô cùng cao lớn, to lớn nam tử hư ảnh, ở Viên Đảo sau lưng hiện lên, một bọn ngoại môn đệ tử thấy hư ảnh kia ngay tức thì, trong lòng lại là đồng loạt nổi lên một cổ màng tới bái cảm. Cự linh chém. Viên Đảo hét lớn một tiếng, tựa như đem lực lượng toàn thân, cũng đầu nhập vào trong tay cự kiếm vậy, hướng Diệp Thần tựa như chậm thực nhanh chém ra chí cường một kiếm. Mà Viên Đảo sau lưng hư ảnh vậy đi đôi với Viên Đảo động tác chém xuống một kiếm. Điên cuồng kiếm ý vô hạn tụ tập, ngừng luyện, hóa thành một đạo màu xám cho kiếm ảnh cùng Viên Đảo sau lưng vậy thần ý hư ảnh chém ra ánh sáng trắng dung hợp là một, tựa như thiên thần hiệp giận xuất kiếm vậy, uy thế bàng bạc, hàm chứa khai thiên tích địa khả năng. Trong hư không, phát ra vỡ vang lên, vô cùng vững chắc không gian, ở đó kiếm quang chỗ đi qua, hiện lên đạo đạo liệt ngân. Linh nguyên các phòng vệ pháp trận, cũng là lập tức ánh sáng lớn bắn. Viên Đảo ra tay sau này, hơi thở hào hển, nhưng trong mắt nhưng là hưng phấn sảng khoái. Mới vừa rồi chém ra một kiếm kia, vô luận là kiếm ý, lực lượng, ra tay vân. Vân, toàn bộ, cũng đạt tới hắn hôm nay có thể đạt tới đỉnh cấp. Mơ hồ bây giờ, hắn cự linh kiếm thành tựu, đều có đột phá. Có thể nói, cơ hồ là hắn đến tận bây giờ. Chém ra mạnh nhất một kiếm. Cho dù là vạn trượng núi thần trước mặt, hắn cũng có lòng tin đem chém một cái mất đi. Liền liền Trương đạo sư mắt thấy Viên Đảo ra tay sau đó, trong mắt bên trong, đều là thoáng qua ánh sáng. Tươi đẹp ánh sáng. Thật là đẹp một kiếm. Cự linh kiếm là hắn truyền thụ cho Viên Đảo, môn vũ kỹ này, cũng coi là cường đại. Nhưng, cự linh kiếm có bao nhiêu khó khăn tu luyện? Trương đạo sư cũng là vô cùng rõ ràng, thần cực tông thiên tài vô số, có thể trên lịch sử, có thể đem luyện thành ngoại môn đệ tử, không vượt qua 100 người. Mà Viên Đảo đã không phải là luyện thành, mà là đem cái này vô cùng tối tăm, khó mà tu luyện cự linh kiếm, tu hành đến đại thành cảnh giới à. Có thể Viên Đảo mới vừa một kiếm kia, Trương đạo sư xem ghi bàn thắng minh, hắn kiếm ý lại là mơ hồ còn có dấu hiệu muốn đột phá. Lại đột phá. Nhưng chính là viên mãn à. Viên Đảo năm nay, không vượt qua 100 tuổi à.
thì phải đem cửa này cự linh kiếm tu luyện tới viên mãn cảnh giới. Cái này ở thần cực tông trên lịch sử, đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay liền đi. Hắn thiên phú vũ đạo, quả thực khủng bố. Liên liên Diệp Thần nhìn viên đảo chém tới kiếm mang, đều là ánh mắt ngưng trọng, một kiếm này quả thật rất khủng bố. Thậm chí, cũng vượt qua đối phương cực hạn. Cho dù là thái hư bảy tầng thiên võ giả, cũng sẽ bị một kiếm như vậy nơi trong nháy mắt giết đi. Diệp Thần không dám hết lấy nhẹ tim, tay cầm thanh liên diệt thiên kiếm, thân hình dương cao, cả người hơi thở mãnh liệt, nhàn nhạt u lam hỏa diễm, ở bề mặt hiện lên vô số tím kim văn đường, từ ra bên trên chợt lóe lên, tất cả loại chân linh hư ảnh, chấn thủ ở Diệp Thần sau lưng trong hư không. Cửu thiên chu thần kiếm, trảm thiên nhất kiếm hợp nhất. Diệp Thần khẽ quát một tiếng, cả người kim quang bạo tránh, phá thiên lực cuộn sạch ra, tay cầm thanh liên diệt thiên kiếm, hướng vậy trắng xám kiếm mang, hung hăng chém tới. Đây là lần đầu tiên Diệp Thần thử nghiệm đem hai kiếm hợp nhất. Cũng là hắn cực hạn. Hắn không cách nào thi triển phong thanh dương sáu kiếm hợp nhất. Nhưng là một kiếm này, hẳn đủ. Mọi người con người có giúp một cái, một kiếm này chính là nháy mắt bại lang thiếu thiên một kiếm kia. Hơn nữa mạnh hơn. Mà Trương đạo sư nhưng là vô cùng hưng phấn. Quả nhiên, đây là kiếm thứ nhất và kiếm thứ sáu kết hợp. Diệp Thần tất nhiên là phong thanh dương đệ tử chân chính. Đệ tử chân truyền. Nếu bàn về bối phận, mình còn muốn đối với Diệp Thần kêu một tiếng đại sư huynh. Bất quá rất nhanh, Trương đạo sư nhưng là khẽ lắc đầu, trong mắt bên trong, thoáng qua một chút thương tiếc. Diệp Thần mặc dù học biết liền lục đạo kiếm thần phong thanh dương kiếm ý, nhưng tu vi quá thấp, căn bản không có thể phát huy kiếm ý toàn bộ lực lượng. Nếu như thái hư nhất tầng thiên, viên đảo hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hơn nữa, Diệp Thần vận dụng kiếm, không có một chút phẩm cấp. Làm sao thắng? Diệp Thần một kiếm kia quả thật rất mạnh, bất luận là kiếm ý, vẫn là lực lượng, cũng không có so khủng bố. Nhưng, hắn trong lòng nhưng rất rõ ràng, Diệp Thần một kiếm này uy lực, so với viên đảo cự linh chém vẫn là kém. Đáng tiếc, Diệp Thần nhưng lựa chọn cứng đối cứng. Này chỉ có thể thuyết minh, Diệp Thần liền cơ bản cân nhắc đối phương nhất kích uy lực ánh mắt, cảm giác, cũng không có. Nếu như hắn đứng ở Diệp Thần vị trí, khẳng định sẽ sử dụng trước sương mù hóa thần thông, cùng viên đảo chu toàn, sau đó tìm được sơ hở sẽ ra tay. Mà không phải là xem Diệp Thần như vậy, mặc dù đơn giản trực tiếp, nhưng vậy rất lỗ mãng. Ở hắn xem ra, Diệp Thần đã thua, một chiêu bại, từng chiêu bại. Lấy hắn kinh nghiệm mà nói, Diệp Thần, tối đa không chống nổi 10 chiêu, sẽ chết ở viên đảo cự linh dưới kiếm. Đã như vậy, hắn tùy thời chuẩn bị ra tay. Lúc này viên đảo, khóe miệng hiện lên một chút cười nhạt, hắn biết mình thắng. Hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được, Diệp Thần một kiếm này không bằng mình. Tiểu tử đáng chết này, phải xong rồi. Mà Diệp Thần, nhưng là ánh mắt không ngừng lóe lên, không biết đang suy nghĩ gì. Ngay tại thanh liên diệt thiên kiếm cùng vậy đạo trắng xám kiếm mang giữa khoảng cách, chỉ có một phần vạn tấc, viên đảo gương mặt bên trên, đã toát ra thắng lợi vui sướng, Chu Viễn Tân sắc mặt trắng bệch không máu, Trương đạo sư xúc thế đãi phát lúc. Thời gian, tựa như ở ngay tức thì dừng lại. Một cổ kỳ dị lực lượng, đột nhiên ở thanh liên diệt thiên kiếm trên mũi kiếm, bộc phát ra. Một khắc sau, Diệp Thần vậy vô cùng minh mông cự lực, cực kỳ kinh khủng kiếm ý. Lại là bắt đầu hướng mũi kiếm ngưng tụ. Điên cuồng ngưng tụ. Vô tận ngọn lửa lao ra. Đây là thanh liên yêu hỏa lực lượng. Viên đảo trên mặt vui sướng biến mất. Mở ra đạo sư tiếc nuối, vậy ngay tức thì biến thành khiếp sợ. Nháy mắt tức thì, thanh liên diệt thiên kiếm cùng cự linh chém kiếm mang, rốt cuộc đụng nhau, giống như hai cái thế giới lẫn nhau đánh vào. Ầm một tiếng vang thật lớn, cường đại năng lượng hướng bốn phía phóng ra. Vậy một bọn ngoại môn đệ tử, lại là bị cái này dư âm đánh vào được rối rít hộc máu ngã xuống đất. Có thể, ở bọn họ trước khi té xuống đất, khóe mắt dư quang, nhưng liếc thấy một đạo thân ảnh, vẫn còn ở động. Vẫn còn ở hướng viên đảo phóng tới. Diệp Thần một kiếm này, lại đem vậy tựa như có thể khai thiên ích địa cự linh chém, hoàn toàn mất đi. Mà một kiếm này, vẫn chưa kết thúc. Không, ta không thể nào chết ở chỗ này. Viên đảo điên cuồng hét lên một tiếng, cặp mắt bên trong phủ đầy tia máu,
tất cả đều là điên cuồng cùng vẻ hoảng sợ. Hắn hối hận, thật hối hận. Nếu như lại cho hắn một lần lựa chọn cơ hội, hắn tuyệt sẽ không trêu chọc Diệp Thần. Lúc này, Viên Đảo miễn cưỡng quơ múa lên trong tay cự kiếm, ý đồ ngăn cản, nhưng chống đỡ được sao? Một hồi xương máu, ở Linh Nguyên Các bên trong bạo tản ra. Ngoại môn 53, cự linh kiếm Viên Đảo, chết. Diệp Thần trường kiếm sử, khắp người đều là máu tươi, bể tan tành bắp thịt, nhìn như vô cùng thê thảm. Viên Đảo một kiếm kia, quả thật rất khủng bố, cho dù hắn đem mất đi, vậy bị thương tổn không nhỏ. Nhưng, cuộc chiến đấu này, thắng là hắn Diệp Thần. Lúc này, Trường đạo sư cặp mắt trợn trừng, không dám tin ngưng mắt nhìn vậy cả người đẫm máu bóng người. Hắn đệ tử đắc ý nhất Viên Đảo, lại chết như vậy. Hơn nữa chết ở phong môn cảnh tạp dịch trong tay. Chẳng lẽ phong thanh dương tuyệt học như thế khủng bố? Mà Linh Nguyên Các, vậy hoàn toàn lâm vào yên lặng vực sâu bên trong, vậy một bọn ngoại môn đệ tử, nhìn về phía Diệp Thần thần sắc, đã không phải là cái gì rung động, kinh sợ, mà là một loại phát ra từ linh hồn chỗ sâu sợ hãi. Cái này Diệp Thần cũng có chút quá biến thái đi. Lấy phong môn cảnh tu vi, một chiêu trong nháy mắt giết Lang Thiếu Thiên cũng được đi. Liền ngoại môn hạng thứ 53 cự linh kiếm Viên Đảo, đều là một chiêu trong nháy mắt giết. Cái này nơi nào, là cái gì đệ tử tạp dịch à? Là ma thần chuyển thế chứ? Hiện tại bọn họ trong lòng, chỉ có một ý tưởng, chính là coi như chọc tới đệ tử nội môn, vậy muôn ngàn lần không thể chọc tới Diệp Thần à? Thậm chí, đừng nói là Diệp Thần liền hiện tại bọn họ đối với đệ tử tạp dịch, cũng mang theo một loại sợ hãi. Giống như, tạp dịch viện ra một cái Diệp Thần, tùy thời, liền có thể lại đụng tới một cái nghịch thiên đến để cho người linh hồn cũng nổ tung yêu nghiệt như nhau. Mà Chu Viễn Tân nhìn Diệp Thần, thật là giống như nằm mơ, đều có chút không phân rõ thực tế và hư ảo. Diệp Thần khạc ra một ngụm máu tươi, nhặt lên Viên Đảo lưu lại thanh cự kiếm kia, cùng với hắn túi đựng đồ, lần nữa đi về phía quầy, mà trên người hắn những cái kia sâu có thể đụng cốt, nhìn như vô cùng nghiêm trọng. Thậm chí cũng để cho người tò mò Diệp Thần làm sao có thể còn sống vết thương, vậy bắt đầu thật nhanh khép lại. Hắn đem Viên Đảo lệnh bài, lần nữa giao cho đã hoàn toàn đờ đẫn phụ nữ trung niên nói, mời sẽ giúp ta làm một lần. Cái này Viên Đảo coi như là hắn đến nay mới ngưng, gặp đã gặp nhất đối thủ cường đại, nếu như bế quan trước khi mình, sợ rằng rất khó chiến thắng hắn, coi như có thể vậy phải bỏ ra cực kỳ thảm trọng giá phải trả. Cũng may. Tuyển chọn thi đấu kết thúc sau đó, hắn cũng không có làm gì. Đừng quên, hắn đang chọn rút ra thi đấu lúc nhưng mà hấp thu linh cửu tiêu cấm linh pháp thể bộ phận căn nguyên lực. Mặc dù, hắn không cách nào xem linh cửu tiêu như vậy, thả ra cấm linh pháp vực, nhưng, thông qua khoảng thời gian này tu hành, hắn ngược lại là vậy nắm giữ vận dụng bộ phận cấm linh pháp thể uy năng phương pháp. Cấm linh pháp thể, không đơn thuần chỉ có thể dùng để cấm tuyệt linh lực, ý cảnh. Đang chọn rút ra thi đấu bên trên, Linh Cửu Tiêu còn từng dùng cấm linh pháp thể, lấy nén, ngưng tụ hắn vẫn thần kiếm mang. Diệp Thần nắm giữ lực lượng, chính là lợi dụng cấm linh pháp thể căn nguyên lực, đem kiếm ý của mình, lực lượng tiến hành ngưng tụ. Cấm linh pháp thể mặc dù không cách nào ngăn trở thuần lực lượng, nhưng có thể đem ngưng tụ. Bất quá, lấy Diệp Thần năng lực bây giờ, nhưng chỉ có thể vận dụng pháp thể uy năng, ngắn ngủn trong nháy mắt. Nếu không phải hắn có cực kỳ kinh khủng thần hồn lực, người bình thường cho dù xem Diệp Thần như nhau, vậy trên căn bản không cách nào đem này chỉ có thể duy trì trong nháy mắt cấm linh lực, đổi thành chiến lực. Hơn nữa Thanh Liên Diệt Thiên trong kiếm Thanh Liên Yêu Hỏa trợ lực. Một kiếm này, quá cực hạn. Bất quá sau ngày hôm nay, sợ rằng thần cực tông những cái kia tên hề nhảy nhót sẽ không lại tới quấy rầy mình cũng coi là tạm thời thu hoạch một ít yên tĩnh. Đột nhiên. Một đạo bóng mờ bao phủ hắn, Diệp Thần hơi quay đầu, thấy được một người hai gò má lõm sâu người đàn ông trung niên, đứng ở hắn sau lưng. Chính là Trương đạo sư. Diệp Thần con người có giúp một cái, chẳng lẽ tờ này đạo sư thấy đệ tử của hắn bị mình giết chết, sẽ đối tự mình ra tay. Như vậy thì có chút khó làm. Trương đạo sư nhìn chăm chú Diệp Thần chốc lát, mở miệng nói, ngươi là ai mang nhập thần cực tông, ta chưa từng đối với ngươi có ấn tượng, không nên à. Diệp Thần ánh mắt lóe lên, nói, đồ tiên tử. Đồ Lan Tâm, Diệp Thần. Bỗng nhiên,
Trương đạo sư như ưng vậy sắc bén trong mắt, đột nhiên sáng lên. Cái này Diệp thần, không phải cái đó bị đồ tiên tử ngoại lệ thu vào bên trong tông phong môn yêu nghiệt sao? Mặc dù, hắn không rõ ràng cụ thể là chuyện gì xảy ra, bất quá, dựa theo đồ tiên tử ý kiến, hẳn là trực tiếp đem Diệp thần, làm đệ tử chân truyền tiến hành đào tạo à, làm sao sẽ trở thành liền đệ tử tạp dịch đâu. Mà lúc này, Diệp thần cả người hơi thở chuyển động, hắn biết mình hiện tại tuyệt không phải mở ra đạo sư đối thủ, nếu như Trương đạo sư thật sẽ đối tự mình ra tay mà nói. Mặc dù, Diệp thần không thích dựa vào lực lượng của người khác, nhưng, cũng chỉ có thể tạm thời lấy sương mù hóa thuật mạnh chống đỡ, cũng dùng thần hồn lực thông báo Đồ Lan Tâm. Hắn hai tròng mắt bên trong, thoáng qua một món hàn mang. Nếu như nói như vậy, coi như Đồ Lan Tâm sẽ không đối với Trương đạo sư làm gì, hắn vậy sẽ bảo đảm, tương lai có một ngày, nhất định tru diệt Trương đạo sư. Lấy báo mối thù ngày hôm nay. Có thể một khắc sau. Trương đạo sư nhưng là đối Diệp thần nói, Diệp thần, người có bằng lòng hay không bái nhập ta môn hạ. Đột nhiên, Trương đạo sư ý thức được nói sai rồi, vừa kéo miệng, nhẹ giọng giải thích, trên danh nghĩa như vậy, nhưng là ta kêu sư huynh ngươi như thế nào. Cái này rất khó giải thích, ta. Những cái kia té xuống đất ngoại môn đệ tử nghe vậy, thiếu chút nữa một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra ngoài. Bọn họ không nghe lầm chứ. Viên đảo nhưng mà Trương đạo sư đệ tử đắc ý nhất à. Hiện tại, viên đảo bị Diệp thần giết, mà Lang Thiếu Thiên bị Diệp thần trọng thương, có thể Trương đạo sư vẫn còn muốn thu Diệp thần làm đệ tử. Hơn nữa, Diệp thần vẫn là một người đệ tử tạp dịch. Ở thần cực tông trên lịch sử, cho tới bây giờ không có một người đạo sư thu đệ tử tạp dịch làm đồ đệ à. Vậy, nhất định chính là đối với đạo sư làm nhục. Bọn họ trước cho rằng Trương đạo sư đối với Diệp thần khá là chú ý, bất quá, muốn đến nếu là muốn thu học trò, cũng phải cùng Diệp thần thăng nhập ngoại môn chứ. Có thể Trương đạo sư cự tuyệt Diệp thần phá lệ. Cái này mẹ hắn là cái gì đãi ngộ? Mà bởi vì chiến đấu dư âm bị thương không nhẹ Chu Viễn Tân, chính là mặt đầy kích động thần sắc. Coi như Trương đạo sư đối với Diệp thần có chút xem trọng, vậy chưa đến nỗi như vậy đi. Liên Diệp thần cũng có chút kinh ngạc nhìn Trương đạo sư một mắt, tờ này đạo sư lại không chuẩn bị tìm hắn phiền toái, ngược lại, muốn vào lúc này, muốn thu hắn làm đồ đệ. Càng cổ quái, thu đồ đệ này là bề ngoài nghi thức, thực thì, cái này cao cao tại thượng đạo sư còn muốn kêu mình sư huynh. Tờ này đạo sư đầu có vấn đề. Tiện nghi như vậy, để cho mình chiếm. Lúc này, Trương đạo sư nhìn Diệp thần ánh mắt, thậm chí đều có chút nóng bỏng. Lục đạo kiếm thần đệ tử à? Hắn rốt cuộc được như nguyện gặp được. Diệp thần, đó chính là đủ để cho tông môn phá hoại truyền thống, quy tắc, cũng phải thu làm môn hạ yêu nghiệt à? Hắn sống cũng có mấy vạn năm, kiến thức thiên tài, vậy không đếm xuể. Nhưng cho tới bây giờ, không có gặp qua nghịch thiên đến Diệp thần loại trình độ này à? Đây mới thật là vạn cổ yêu nghiệt bên trong vạn cổ yêu nghiệt à? Hiện tại, hắn không hiểu là tại sao để cho Diệp thần trở thành đệ tử tạp dịch. Cái này mẹ hắn không phải phí của trời sao? Giống như ngươi nhặt được một khối hoàng kim, kết quả nhưng dùng hắn tới đệm bàn như nhau à? Diệp thần, nên trở thành đệ tử chân truyền, nghiêng toàn bộ tông môn lực lượng, tới đào tạo à? Bất quá, vậy may như vậy, mới để cho hắn nhặt được một cái lớn như vậy bảo à? Hắn tin tưởng, có sự giúp đỡ của hắn, Diệp thần rất nhanh. Liền sẽ chân chính lóng lánh toàn bộ thần cực tông, thậm chí, áp đảo đệ tử chân truyền bên trên. Khi đó, mình mượn Diệp thần quang, thì thật là một bước lên mây. Còn như Diệp thần giết viên đảo. Hắn lại coi trọng viên đảo vậy chẳng qua là một người học trò thôi. Tất cả mọi người, đều là vô cùng hâm mộ nhìn Diệp thần, mới vừa khôi phục ý thức Lang Thiếu Thiên, chính là hai mắt đỏ như máu một phiến, mặt mũi ngây ngốc nhìn Diệp thần. Liền chữa thương sự việc đều quên. Thậm chí, hắn hơi thở vô cùng được xốc xếch, tựa hồ thương thế, nặng hơn một phần. Phải biết, chỉ cần Diệp thần đáp ứng, liền là chân tránh một bước lên trời liền à. Có thể Diệp thần, sau một hồi trầm mặc, nhưng là đối Trương đạo sư nhàn nhạt nói, ta không muốn. À, Trương đạo sư có chút hoài nghi mình xuất hiện huyễn thính, người mới vừa rồi, nói gì? Không chỉ là hắn. Linh nguyên các bên trong tất cả mọi người, đều là loại cảm giác này.
Diệp Thần vẫn nhàn nhạt nói, ta không muốn. Linh nguyên các bên trong mọi người, cảm giác lại bị Diệp Thần làm như vậy đi xuống, đều phải thần kinh thác loạn, tim xảy ra vấn đề, bọn họ ngày hôm nay bởi vì Diệp Thần cũng thay đổi nhanh chóng bao nhiêu lần. Tựa như giống như nằm mơ. Chu Viễn Tân nghe được Diệp Thần trả lời sau đó, nụ cười lập tức đống kết, thậm chí, nguyên bản đỏ thắm mặt tròn, đều bắt đầu tái nhợt, thương thế tựa như cũng tăng thêm mấy phần. Chu Viễn Tân, thật là cũng muốn khóc à. Diệp Thần, đây là làm cái gì? Đây chính là đạo sư đệ tử à. Nào đó loại trình độ mà nói, thậm chí còn có thể được một ít đệ tử nội môn cũng không cách nào có được chỗ tốt à. Hơn nữa, trở thành đạo sư đệ tử, đó là tất nhiên có thể trở thành nội môn đệ tử. Coi như, thần cực tông bên trong đứng sau đệ tử chân truyền tồn tại. Bọn họ đệ tử tạp dịch, bản thân cũng không sao điểm cống hiến, căn bản chỉ có thể dựa vào làm tạp vụ, hoặc là một ít nhiệm vụ đơn giản tới lấy được điểm cống hiến, còn như chiến đấu cướp đoạt. Bọn họ tạp dịch có thể cướp ai? Chỉ có thể cướp tạp dịch à? Mà tạp dịch, lại có nhiều ít điểm cống hiến có thể cướp. Đừng nói là cướp người khác, cống hiến của mình điểm, còn thường xuyên bị ngoại môn đệ tử cướp đi đâu. Có thể tưởng tượng, đệ tử tạp dịch muốn ở bên trong tông môn sống được, có bao nhiêu khó khăn. Có thể đệ tử nội môn, chính là hoàn toàn ngoài ra một loại sinh vật liền à. Đệ tử nội môn mới tính là chân chánh thần cực tông đệ tử, mỗi tháng chống chân tông môn phân phối điểm cống hiến, chính là đệ tử tạp dịch cả đời cũng toàn không xuống à. Có thể trình độ lớn nhất địa lợi dùng trong tông môn tài nguyên. Chớ nói chi là, còn có rất nhiều chỉ đối với đệ tử nội môn cởi mở nơi. Mà thành là mở ra đạo sư đệ tử, lấy Diệp Thần tư chất, qua không được bao lâu, là có thể trở thành nội môn đệ tử chứ. Thậm chí, ở mở ra đạo sư dưới sự ủng hộ, còn có cơ hội đánh vào đệ tử chân truyền. Có thể gia nhập thần cực tông, cái nào không phải vô cùng kiêu ngạo thiên tài. Ai nguyện ý ăn nói khép nép làm tên tạp dịch? Lấy bọn họ tư chất, nếu là nguyện ý đi hai cùng tông môn, không nói đệ tử chân truyền, trở thành đệ tử nội môn đều là vô cùng ung dung. Tất cả đệ tử tạp dịch, sở dĩ còn kiên trì không có rời đi không phải là bởi vì mơ ước có một ngày, có thể trở thành nội môn sao? Có thể như vậy tất cả mọi người đều ở làm cố gắng, làm nhẫn nại cơ hội, Diệp Thần cứ như vậy miễn cưỡng buông tha à? Đừng nói Chu Viễn Tân, những cái kia không nhận biết Diệp Thần ngoại môn đệ tử, cũng làm cảm thấy vô cùng đáng tiếc à. Thằng nhóc này, coi như thiên phú tuyệt thế, cũng có chút quá không biết điều chứ. Làm tạp dịch làm ghiền. Diệp Thần lại không quản như vậy nhiều, hắn nói qua sẽ dựa vào chính mình thực lực, để cho một đám xem thường hắn các trưởng lão, nhìn với cặp mắt khác xưa. Hơn nữa, đối với Trương đạo sư người này, Diệp Thần vậy không có hứng thú gì. Hắn thậm chí hoài nghi cái này Trương đạo sư định hướng giới tính không quá bình thường, vậy nóng bỏng ánh mắt, không phải xem đệ tử ánh mắt à. Mà giờ khắc này Trương đạo sư nóng nảy. Đầu hắn một chuyển, ngay tức thì cho rằng Diệp Thần đã bái nhập Phong Thanh Dương môn hạ, lại làm sao có thể bái nhập mình môn hạ. Mình quá gấp. Trương đạo sư vội vàng nói. Diệp sư huynh, cái đó, ngài không muốn vậy không quan hệ, từ nay về sau. Người ta ở trong viện liền lấy sư huynh tương xứng. Ta xem kiếm ý của sư huynh rất mạnh, ta tuy là đạo sư, nhưng con đường võ đạo, đỉnh cấp phi sư, ta vẫn là phải hướng ngài học tập. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 125.